Chương 601. Chu Hằng nhanh vọt tới, ông, vầng trăng tròn thứ 6 dâng lên. Cái gì? Người không biết Chu Hằng cũng không sao, nhưng mà đám người Tử Anh Minh lại thiếu chút nữa lòi mắt ra. 6 vầng trăng tròn a, nên biết rằng bọn họ cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế 4 luân mà thôi, mà Chu Hằng trước đó chỉ là Nguyệt Minh Hoàng 14 luân, không ngờ cảnh giới lúc này lại vượt xa bọn họ. Loại chênh lệch này lớn như nước sông và mặt biển khiến bọn họ mất đi cân bằng, hận không thể lập tức hủy diệt Chu Hằng. Chu Hằng cũng không để ý, vẫn vọt tới, trăng tròn thứ 7 hiện ra. Đám người Tử Anh Minh há hốc miệng, đủ để nhét vừa quả trứng vịt. Nguyệt Minh Đế 7 luân. Trời ạ, Nguyệt Minh Đế 7 luân a, cũng quá khoa trương đi, từ Nguyệt Minh Hoàng tiến vào Nguyệt Minh Đế sao lại có thể lập tức có 7 vầng trăng tròn. Hắn cũng chỉ có được 14 nửa vầng trăng a. Nếu dựa theo cực hạn hai nửa vầng trăng hợp nhất là 7 vầng trăng tròn, mà giờ nhiều nhất cũng chỉ 5 vầng trăng mà thôi. Nhưng mà Chu Hằng có lại có 7 vầng trăng tròn. Ai có thể nói cho ta đây không phải là sự thật? Ông, Chu Hằng lại mạnh mẽ triển khai vầng trăng tròn thứ 8, thực ra 5 luân, 6 luân, 7 luân trăng tuy rằng mỗi cái kém nhau 10 lần lực lượng, nhưng dù sao cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế, cũng không biến hóa về chất, chỉ khi có 8 vầng trăng mới có chất biến. Bịch, đám người Tử Anh Minh, Quách Vũ Hậu, Trương Ngọc Đình đều ngã lăn xuống đất. Không phải bọn họ cố ý như thế, mà thật sự quá phũ phàng tới mức hai chân bọn họ cũng nhũn ra. 8 vầng trăng, đánh vỡ hàng rào cảnh giới. Tuy rằng hàng rào đại cảnh giới không dễ đánh vỡ như vậy, nhưng mà 8 vầng trăng tuyệt đối nghiền ép 7 vầng trăng, mạnh tới mức một ngón tay cũng có thể nghiền chết rồi. Đây là nói đùa sao? Làm sao lại có người vừa mới đột phá lại có được thực lực đánh vỡ hàng rào cảnh giới, chứ? Đừng nói 14 vầng trăng cũng không làm được. Cho dù người mạnh nhất lịch sử tiên giới có 15 vầng trăng cũng không làm được. Chẳng nhẽ sau khi đột phá tên này ăn Nguyệt Hoa Liên? Không sai, chỉ có bảo vật như Nguyệt Hoa Liên mới khiến cho người ta lập tức hình thành vầng trăng, hơn nữa ít nhất có được 8 vầng trăng. Nhưng mà Nguyệt Hoa Liên không phải vẫn còn sao? Chẳng lẽ còn có gốc thứ 2? Bọn họ đều bối rối. Chu Hằng dừng lại ở khối đá thứ 84, hắn xuất ra 8 vầng trăng, cho dù 8 vầng trăng này có tinh thuần như thế nào đi nữa, thì cũng không thể bù lại chênh lệch hai vầng trăng tròn với Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng. Tay phải rung lên, Bách Quỷ Kiếm xuất hiện. Soạt, 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 hắn gọt ra từng kiếm, từng linh lực quỷ vật xuất hiện. Hắn cũng không vội đi tới, mà một hơi gọi toàn bộ trăm quỷ vật kia về. Tiếng gào khóc vang vọng trong đầu mỗi người, cũng không đi vào tai, mà in thẳng vào thức hải. Linh lực quỷ vật không phải thực thể, chúng không thể phát ra thanh âm thực. Đây là thần thức dao động. Bách Quỷ Kiếm ít nhất là tiên khí cấp nhật diệu cảnh. Tuy rằng Chu Hằng không thể hoàn toàn phát huy uy lực của Bách Quỷ Kiếm, nhưng mà từng đạo quỷ ảnh lại có mức độ linh lực giống hắn. Toàn bộ đều là Nguyệt Minh Đế 8 luân. Đội hình kinh khủng như vậy cho dù Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng cũng không dám tiếp xúc trực tiếp. Chu Hằng mang theo một đám linh lực quỷ vật kinh khủng như vậy tiến nhanh về phía trước. Cạch, cạch, cạch. Bước trên khối đá 85, lập tức có 7 đạo quỷ ảnh vỡ nát, tan vào thiên địa. Nhưng Chu Hằng tay phải múa ra. Lại từng đạo quỷ ảnh phục sinh, chúng vốn không phải sinh linh, giết không chết, chém không đứt. Mọi người thấy vậy ra đầu đều run lên, một người sai khiến trăm Nguyệt Minh Đế 8 luân, đây là cảnh tượng dọa người cỡ nào. Đơn đả độc đấu, ai có thể tranh phong với Chu Hằng nữa đây? Đã từng gặp qua biến thái, nhưng chưa từng thấy qua biến thái như vậy a. 86, 87, 88, 97. Chu Hằng đã đuổi kịp Nguyên Thiếu Hoàng, cách Trung Cổ Phong chỉ một khối đá nữa thôi. Nhưng hắn có thể bước ra được một bước cuối cùng kia hay không? Mọi người đều ngừng thở, tâm tình cũng khẩn trương. Nếu như không ai tiến được tới điểm cuối, như vậy cũng có nghĩa là không ai chiếm được Nguyệt Hoa Liên, mà ai cũng không muốn nhìn thấy chuyện này. Bởi vậy bọn họ biết mình không có năng lực đi tới điểm cuối kia, chỉ cần có người có thể lấy Nguyệt Hoa Liên ra, bọn họ vẫn có thể hợp lực tấn công. Vào giờ khắc này, bọn họ đều có ý tưởng như vậy, bất kể Chu Hằng cũng tốt, Nguyên Thiếu Hoàng, hay hoặc là Trung Cổ Phong cũng được. Ai lấy được Nguyệt Hoa Liên đều được. Nhưng đối với ba người Chu Hằng mà nói, Nguyệt Hoa Liên này lại giống như một cái vương miện Nguyệt Minh Đế. Ai cướp được thì có thể đem cái vương miện này đội lên đầu. Bọn họ đều là hạng người kiệt ngạo, chuyện này không thể không giành. Chu Hằng hơi chút tạm dừng. Bước tiếp một bước là tiến lên tảng đá thứ 98, cũng bước song song với Trung Cổ Phong. Trung Cổ Phong nhìn Chu Hằng một cái, cũng không nói lời nào. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà căn bản không có dư lực lên tiếng. Hắn đã tới cực hạn, bất kỳ động tác dư thừa nào cũng có thể nghiền ép hắn. Ai bước lên khối đá 99 trước đây? Ai bước lên khối đá 100 cuối cùng ngắt lấy Nguyệt Hoa Liên đây? Trung Cổ Phong sát khí cùng tăng, rắc, 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 trên người không ngừng vang lên tiếng vỡ dạn, toàn thân lưu chuyển huyết quang, phốc, ra tay hắn phun ra sương máu. Máu tươi vườn quanh người giống như sát thần thượng cổ vậy.
hắn nhảy mạnh tới trước một bước, bước lên khối đá thứ 99. Oanh! Sát khí tràn ngập lưu chuyển, mọi người đều dâng lên cảm giác cực độ sợ hãi, dường như sát khí của đối phương giống như cương đao muốn mạnh mẽ cắt đôi người bọn họ vậy, bọn họ không tự chủ được lui về sau một bước, lại có người muốn xoay người bỏ chạy. Thiếu niên đã tính này tràn đầy sát khí, giống như sát vương chuyển thế. Chu Hằng gào to một tiếng, hắn cũng tiến lên một bước. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong nháy mắt, lượng lớn linh lực quỷ vật bị vỡ nát, số lượng lập tức giảm mạnh chỉ còn 60 cái, hơn nữa vẫn còn tiếp tục giảm bớt, 62, 61, 60, gần như mỗi một hô hấp đều giảm bớt một cái. Chu Hằng nào do dự, tiếp tục tiến thêm một bước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khối đá 100, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Nếu như hắn bị chấn vỡ thì tự nhiên không thể ngắt được Nguyệt Hoa Liên. Để cho người ta lo lắng chính là, sau khi Chu Hằng hái Nguyệt Hoa Liên xong thì sẽ bị ngã xuống, như vậy thì gốc thiên tài địa bảo này cũng bị dập nát. Linh lực quỷ vật bị diệt sạch trong nháy mắt. Trên khối đá 100, áp lực mạnh tới cực hạn, vốn chỉ còn lại 60 đạo linh lực quỷ vật cho nên không còn dư lực chống lại, hoàn toàn bị toái diệt. Nhưng những linh lực quỷ vật này hy sinh cũng không uổng phí. Chu Hằng gào to một tiếng, chiến ý cùng tăng, tiểu nhân màu vàng giống giận. Một đạo linh lực dao động trào lên, người xung quanh chỉ cảm thấy đầu ông lên một cái, không ít người té nhào xuống đất. Nếu như nói Trung Cổ Phong là sát vương, như vậy Chu Hằng chính là vương của vương. Khí phách vô song, khí thế Chu Hằng cuồn cuộn, trong nháy mắt, tinh khí thần toàn thân đạt tới cực hạn, hắn tiến thêm một bước, bọt nước văng lên. Hắn bước vào trong ao nhỏ, áp lực lập tức biến mất. Thông qua khảo nghiệm cuối cùng, Chu Hằng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ hài lòng, tuy rằng hắn sử dụng bách quỷ kiếm. Nhưng những người khác cũng đều sử dụng tiên khí, hắn cũng không chiếm tiện nghi quá lớn. Hơn nữa so với Trung Cổ Phong, hắn còn thua 2 vầng trăng tròn lực. Có thể ở dưới tình huống không dùng cốt phù mà thắng được, tự nhiên khiến hắn hài lòng. Trung Cổ Phong gầm lên giận dữ, ra sức nhảy qua một bước, nhưng hắn đã đạt đến cực hạn, một bước này còn chưa nhảy qua đã bị đánh rơi xuống. Thình thịch, hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như mũi tên bắn ra khỏi phạm vi đá tảng, nặng nề va vào vách núi đá. Cả người khảm trong một cái động hình người. Nhưng không ai liếc hắn một cái, kẻ bại không đáng chú ý, cho dù hắn có thực lực mạnh mấy đi nữa cũng vô dung. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên đóa hoa sen màu bạc kia, đó là mục tiêu chuyến này của bọn họ. Bọn họ đang đợi, chờ sau khi Chu Hằng hái gốc Nguyệt Hoa Liên này rời đi. Bọn họ sẽ quần công. Chu Hằng ha ha cười dài một tiếng, tay phải chụp một cái tát nước trên Nguyệt Hoa Liên ra. Hắn cũng không thèm mà trực tiếp tế xuất hỏa thần lô chụp vào, dùng thần thức truyền âm nói. Lưu lại một ngó sen và thân lá, lập tức luyện hóa những thứ khác. Hắn biết người bên ngoài đều đang chờ hắn đi ra, hắn không sợ. Nhưng hắn cố tình không cho những người này thực hiện được, cho nên muốn ở chỗ này dùng Nguyệt Hoa Liên luyện hóa thành đan trước, để cho những người này nôn nóng tới đỏ mắt. Ôi, nhân vật như bổn tạo, cả ngày lại đi luyện loại đan dược bậc thấp này. Đúng là sỉ nhục bổn tạo à? Hỏa thần lô ai oán nói, nhưng trong lò luyện đan vẫn có một ngọn lửa bùng lên, nó bắt đầu làm việc. Oanh! Trung Cổ Phong từ vách núi đá bắn ra, khí thế cũng không giảm xuống, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Hắn là sát vương, máu tươi chỉ làm hắn thêm cuồng, thêm mạnh hơn. Cho dù người bị thương đổ máu là hắn. Hắn giống như con sói cô độc bị thương, ánh mắt đỏ thẫm, sát ý đáng sợ tràn ngập khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bịch bịch bịch, hắn lại tiến về phía trung tâm tảng đá, tốc độ nhanh như chớp, tuyệt đối không thể thua. Lòng tự ái của hắn không cho phép mình bại dưới tay kẻ yếu hơn mình. Trung Cổ Phong cường thế giết trở về, trong nháy mắt đã xuyên qua trăm tảng đá kia, tốc độ quá nhanh, trực tiếp đánh tới trước mặt Chu Hằng. Thấy một màn này, mọi người đều ngẩn ra, cho dù Trung Cổ Phong cũng lộ ra chút kinh ngạc. Không phải Trung Cổ Phong đột nhiên trở nên vô cùng cường đại, mà trọng lực bên trong đá tảng này đều biến mất. Chu Hằng thét dài một tiếng, lật tay một chưởng nện tới Trung Cổ Phong. Phiên Thiên Chưởng, oanh, hai người va chạm, thân hình mạnh mẽ rút lui. Một người hơn 2 vầng trăng, một người lại có vầng trăng tinh thuần hơn, tuy rằng đánh bừa Chu Hằng hơi kém một chút, nhưng kém cũng không nhiều. Giết a, giành lại Nguyệt Hoa Liên, ăn một tiết là có thể có thêm một vầng trăng tròn. Sau khi sửng sốt, tất cả mọi người đều vọt lên tranh đoạt, bọn họ cũng không thấy rõ gốc Nguyệt Hoa Liên này có mấy ngó sen, nhưng nếu có đủ số lượng, bọn họ có thể trực tiếp đột phá lên 8 vầng trăng. Vậy thì cũng ngang ngửa Chu Hằng. Cho dù bất kỳ Nguyệt Minh đế nào cũng có thể đánh một trận. Đoạt. Mọi người giống như thủy triều từ 4 phương 8 hướng xúm lại, mục tiêu là Nguyệt Hoa Liên trong hỏa thần lô. Cũng không ai biết vì sao Chu Hằng lại ngu như vậy, rõ ràng chiếm được Nguyệt Hoa Liên lại không ăn. Nhưng đó cũng không phải chuyện bọn họ cần quan tâm, quan trọng là Nguyệt Hoa Liên vẫn còn, mà bọn họ đều có hy vọng cướp đoạt.
Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, nhoáng một cái đã tới bên cạnh hỏa thần lô, tay trái nắm nó lên, tay phải cầm hắc kiếm, quát to. Kẻ nào muốn chết? Một tiếng gào to, thanh chấn trăm dặm. Hắn có khí thế vương giả, một tiếng quát lớn này khiến mọi người chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, có mấy người ý chí kiên nghị còn có thể đứng, mà người không bị ảnh hưởng duy nhất chỉ có Trung Cổ Phong. Hắn cũng có khí thế vương giả, tự nhiên không bị Chu Hằng ảnh hưởng. Cùng ta chiến một trận. Trung Cổ Phong cũng quát to, sát khí cùng tăng, vốn mọi người đã bị Chu Hằng chấn cho khiếp sợ, nhưng khi sát khí hắn tràn ra lại khiến trái tim nhiều người nổ tung. Tới chỗ này đều là Nguyệt Minh Đế, vốn với khí thế của Chu Hằng hay là Trung Cổ Phong đều không thể làm được điểm ấy, nhưng mà hai người cùng phóng ra, sau khi chồng chất tạo thành hiệu quả đáng sợ. Bốp, 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 từng trái tim nổ tung, trong nháy mắt, ít nhất có mười mấy người khí tức đoạn tuyệt, ngay cả thần trích cũng bị nghiền thành mảnh vụn, hoàn toàn chết đi. Mọi người đều hoảng hốt, bọn họ đều đã là thiên kiêu thế hệ trẻ trong mỗi gia tộc, ở trong tiên thành đều có chút danh tiếng, ở trong hơn 10 tỷ dân cũng có thể xưng là nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà so với Chu Hằng và Trung Cổ Phong thì bọn họ lại ảm đạm thất sắc. Nhưng điều này cũng không khiến bọn họ thối lui, ngược lại càng khiến bọn họ khát vọng đạt được Nguyệt Hoa Liên. Vì sao Chu Hằng và Trung Cổ Phong lại mạnh như thế? Đương nhiên là hai người đều có ít nhất 8 vầng trăng, tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Minh Đế thông thường. Nếu như bọn họ có được Nguyệt Hoa Liên, như vậy bọn họ cũng có thể hình thành 8 vầng trăng, cũng có thể lực sánh ngang với hai người. Điều này làm sao không khiến cho người ta điên cuồng? Tiên giới là một thế giới tôn trọng thực lực. Trong thâm tâm mỗi người đều điên cuồng khát vọng để thăng thực lực. Nếu Chu Hằng hoặc Trung Cổ Phong là cường giả nhật diệu cảnh, vậy bọn họ có khát vọng hơn nữa thì cũng chỉ là đi chịu chết. Nhưng mà Nguyệt Minh Đế cố tình là trọng thiên cuối cùng của Nguyệt Minh cảnh, cho dù 8 vầng trăng, 10 vầng trăng cũng không có khả năng đánh xuyên hàng rào cảnh giới, bởi vậy bọn họ cũng có hy vọng liều mạnh một lần. Hơn nữa, hiện tại Chu Hằng đang cùng Trung Cổ Phong huyết chiến, hai cường cùng chiến tất có một bị thương, bất kể ai thắng đều sẽ bị thương. Đúng là cơ hội tốt nhất cho bọn họ thừa dịp tranh đoạt. Hơn nữa nói không chừng đánh nhau, Chu Hằng không cầm nổi lò luyện đan kia, như vậy Nguyệt Hoa Liên sẽ bị đoạt đi. Mọi người nhao nhao nhảy lên, tuy rằng chiến lực bọn họ xa xa không thể so sánh được với 8 vầng trăng, nhưng mà dù sao cũng là Nguyệt Minh Đế, tuyệt đối không thể coi thường. Chu Hằng mạnh cũng chỉ là chiến lực, phòng ngự bản thân cũng không biến hóa quá lớn, bị Nguyệt Minh Đế đánh trúng tuyệt đối sẽ bị thương. Huống chi nhiều Nguyệt Minh Đế như vậy cùng đánh thì sao? Đổi lúc khác, Chu Hằng một quyền oanh quá, với lực lượng nghiền ép 8 vầng trăng, một kích là có thể đánh giết 10 người trở lên. Nhưng mà lúc này hắn đang đại chiến với Trung Cổ Phong, nào có dư lực xuất ra chứ? Cút ra cho ta. Trung Cổ Phong lại giận dữ, hắn muốn cùng Chu Hằng công bình chiến một trận, chứng minh mình mới là Nguyệt Minh Đế mạnh nhất. Hắn cực kỳ cao ngạo, cho nên không chút lưu tình với đám người tới hỗ trợ này, ngược lại còn đánh ra một quyền, oanh, lực lượng cuồng bạo cùng sát khí trào ra, lập tức có 7 người trực tiếp bị giết. Tên này thật là sằng bậy, nên biết rằng những Nguyệt Minh Đế này đều đến từ gia tộc Nhật Diệu Cảnh, mỗi người đều có lai lịch rất lớn, nhưng mà hắn nói giết là giết, không chút lưu tình nào. Thừa cơ hội này, Chu Hằng cũng lui về, phát động tấn vân lưu quang bộ, hắc kiếm xẹt qua. Hắn bây giờ đã có 8 vầng trăng, cộng thêm khí thế chấn áp, những Nguyệt Minh Đế kia ở trong mắt hắn giống như con sâu con kiến, tiện tay là có thể thu gặt. Phốc, 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 9 cái đầu bay lên. Thân thể không đầu máu tươi phọt lên, Chu Hằng cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt sát khí bùng cháy. Hắn là thần trong đám sát vương, sát khí mạnh không kém Trung Cổ Phong. Mọi người đều hoảng hốt, ai cũng không nghĩ tới Trung Cổ Phong lại liên thủ với Chu Hằng. Hai kẻ này đều là tồn tại vượt qua Nguyệt Minh Đế 7 luân hợp, thì cực kỳ khủng bố. Bọn họ nhao nhao lui về phía sau, nếu còn tiến thêm chắc chắn phải chết à. Giao Nguyệt Hoa Liên ra đây. Nguyên Thiếu Hoàng cũng giết ra. Hắn cầm tử kim trường thương, mũi thương phá phong giết tới Chu Hằng, kình thương hóa thành một con bạch hổ thần thú rít gào. Chu Hằng vung hắc kiếm, phi vũ thất kiếm vận chuyển nghênh đón đối phương. Oanh! Kiếm, thương va chạm, ánh lửa liên tiếp bùng lên, hai người đồng thời lui về phía sau vài bước, mặt đều đỏ ửng, đúng là người 8 lạng kẻ nửa cân. Nguyên Thiếu Hoàng giống Trung Cổ Phong, so về lực lượng đều hơn Chu Hằng 2 vầng trăng tròn, nhưng vầng trăng của hắn cũng không tinh thuần bằng Chu Hằng. Nhưng còn bị khí thế từ Diễm Thiên Long của Chu Hằng áp chế, cho nên hai người một kích này ngang nhau. Hắn là đối thủ của ta. Trung Cổ Phong giận dữ hét lên, xông vào chiến đoàn, hai cây chủy thủ trong xoay tròn, một thanh đâm về phía Chu Hằng, một thanh đâm về phía Nguyên Thiếu Hoàng. Tên điên này đều công kích Nguyệt Minh Đế vượt qua cực hạn. Chu Hằng ha 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 cười dài một tiếng, tay trái vung hỏa thần lô lên đánh phía Trung Cổ Phong, tay phải hắc kiếm cũng đâm về phía Nguyên Thiếu Hoàng. Hắn cũng hiếu chiến thành tánh, căn bản không muốn chiếm tiện nghi, mà đi liên thủ với Nguyên Thiếu Hoàng giải quyết Trung Cổ Phong trước. Hai tên điên.
Nguyên Thiếu Hoàng thầm mắng trong lòng, nhưng mà hai đạo công kích đánh úp lại, hắn hoặc là lui bước, hoặc là đón đỡ, tuyệt không có con đường thứ ba. Hắn buồn bực nổi giận gầm lên một tiếng, thân thương xoay tròn, tạo thành một vòng phòng ngự trước người. Hắn vẫn là kẻ có đầu óc, đơn thuần phòng ngự tuyệt đối tiết kiệm lực lượng hơn công kích, đợi Chu Hằng và Trung Cổ Phong liều mạng tới khi kiệt lực, hắn sẽ chạy ra thu thập tàn cục. Ba người hỗn chiến, bọn họ đều là tồn tại đánh vỡ Nguyệt Minh Đế bảy luân cực hạn, chiến lực vô cùng kinh khủng, dư ba hỗn chiến cũng khiến người ta không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau, lui về phía sau, còn phải liều mạng mở ra phòng ngự mới có thể đứng vững. Tiểu tử, Nguyệt Hoa đan luyện xong rồi, bổn tạo muốn ngủ tiếp đây, đừng lấy bổn tạo đập nữa, nếu đập bể bổn tạo thì biết làm sao. Hơn nữa, cho dù không đập bể bổn tạo, đánh thức bổn tạo cũng không được. Hỏa Thần Lô đột nhiên phát động thần thức dao động với Chu Hằng. Chu Hằng ha 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 cười to một tiếng, tay vỗ lên Hỏa Thần Lô, hư hư hư, ít nhất mười mấy khỏa đan dược từ trong lò luyện đan bắn ra, bị hắn chụp lấy nhét toàn bộ vào ngực. Người khác không thấy được Nguyệt Hoa Liên có mấy ngó sen, nhưng hắn tự nhiên rất rõ, tất cả có ba ngó. Hỏa Thần Lô có thể luyện mỗi một ngó sen thành 10 viên đan dược, tuy nhiên Hoặc Thiên một mực bảo Chu Hằng lưu lại một ngó cùng thân cây cho nàng, bởi vậy Hỏa Thần Lô thực ra chỉ luyện hai ngó Nguyệt Hoa Liên, tất cả có 20 viên Nguyệt Hoa đan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn lập tức lấy ra một viên nuốt vào. Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng tận mắt nhìn thấy hắn ném Nguyệt Hoa Liên vào trong lò luyện đan, nhưng bây giờ lại bắn ra mấy viên đan, chẳng lẽ tên này đã luyện Nguyệt Hoa Liên thành đan sao? Không có khả năng a, lúc này mới vài phút, hơn nữa vẫn luôn đại chiến, làm sao có thời giờ luyện đan? Một viên Nguyệt Hoa đan vào bụng, hiệu quả rất nhanh hiện ra, Chu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, linh khí thiên địa điên cuồng vọt tới, dường như muốn làm cho hắn nổ tung vậy. Ông, một vầng trăng lưỡi liềm bỗng nhiên xuất hiện. Vầng trăng thứ 9. Mọi người đều trố mắt, đây là tác dụng của Nguyệt Hoa Liên. Chu Hằng quả thật đã luyện chế Nguyệt Hoa Liên thành đan. Dường như có mười mấy viên, gần tới 20 viên à. Xít, một gốc cây Nguyệt Hoa Liên mấy mấy ngó sen, nhiều lắm là 4-5 ngó thôi. Nhưng mà sau khi được Chu Hằng luyện chế, lại đạt tới hơn 20 viên đan dược. Hơn nữa, mỗi một viên đều có hiệu quả giống như một ngó sen. Tên này yêu nghiệt a, chẳng những chiến lực bản thân mạnh đến mức kinh người, mà trình độ luyện đan lại nghịch thiên. Mọi người đều đỏ mắt, hiện tại tương đương với có gần 20 ngó Nguyệt Hoa Liên đấy. Linh khí thiên địa cuồn cuộn làm dịu thân thể Chu Hằng, vầng trăng lưỡi liềm nhanh chóng trưởng thành, từ trăng lưỡi liềm đến trăng khuyết, từ trăng khuyết đến nửa vầng trăng. Giao đan dược ra đây. Nguyên Thiếu Hoàng vừa vội vừa giận, nếu để cho Chu Hằng trưởng thành đến Nguyệt Minh Đế chín luân thì sẽ không tốt. Hơn nữa trong tay đối phương còn có nhiều đan dược như vậy, chỉ cần tiềm lực Chu Hằng cũng đủ mạnh, thậm chí hắn có thể đột phá 10 vầng trăng. Nhất định phải ngăn cản hắn. Có ý tứ. Trung Cổ Phong cười khát máu, giơ hai cây chủy thủ lên, hắn lại phát động công kích, cũng không có ý liên thủ với Nguyên Thiếu Hoàng mà cùng công kích hai người. Trung Cổ Phong, ngươi tên đần độn này. Nguyên Thiếu Hoàng tức giận giống lớn, tên ngu ngốc này sao lại chẳng phân biệt được tốt xấu. Không biết tiếp tục như vậy, nữa thì Chu Hằng sẽ trưởng thành đến trình độ hoàn toàn nghiền ép hắn sao? Hừ, tên nhu nhược ngươi. Trung Cổ Phong lạnh lùng nói, vẻ mặt khinh miệt. Chỉ bằng loại tâm tính này của ngươi cũng xứng là kình địch của ta sao? Nguyên Thiếu Hoàng, từ lúc là Nguyệt Minh Đế, ta đã bỏ xa ngươi rồi, ngươi vĩnh viễn phải thủ phục dưới chân ta. Kẻ điên a! Nguyên Thiếu Hoàng rất muốn bầm thây Trung Cổ Phong thành vạn đoạn, hiện tại tranh thì có gì tốt? Nguyệt Hoa Liên, không đan dược do Nguyệt Hoa Liên luyện thành mới quan trọng a, trước tiên phải cướp lấy nó trước, những thứ khác có thể chậm rãi nói sau. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, hắn bây giờ đang nuôi lớn vầng trăng, không có cách nào phát huy hoàn toàn chiến lực được, nhưng đây chỉ là tạm thời, chỉ cần vầng trăng vừa thành, hắn sẽ có được ưu thế tuyệt đối. Nguyệt Hoa Đan có tác dụng thông thiên nối địa, linh khí tinh khiết nhất cuồn cuộn không ngừng chuyển vận về phía Chu Hằng. Nửa vầng trăng thứ 9 dần diễn hóa thành vầng trăng hoàn chỉnh. Ông, rốt cục, vầng trăng này lớn bằng cỡ 8 vầng trăng trước, 9 vầng trăng chiếu rọi nhau, khẽ run lên đã phóng xuất ra lực lượng vô cùng cường đại. Thình thịch, Chu Hằng đột nhiên bước ra, một quyền đánh lên Tử Kim Trường Thương, đánh cho Nguyên Thiếu Hoàng người và thương bay ra ngoài. 9 vầng trăng đã thành, vầng trăng của Chu Hằng cực hạn tinh thuần, chẳng những đền bù chênh lệch lực lượng một vầng trăng, mà còn mạnh hơn. Hỗn đản. Nguyên Thiếu Hoàng bay ngược trở về, tuy rằng hắn bị đánh bay nhưng cũng không bị thương. Dù sao 10 vầng trăng cũng không phải để trưng. Hắn chừng giận Trung Cổ Phong nói. Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Trung Cổ Phong cười lạnh một tiếng, nói. Nguyên Thiếu Hoàng, ngươi chỉ có chút hơi vậy sao? Ngay cả 8 vầng trăng cũng không dám chiến. Không có chiến tâm vô địch, ngươi có tư cách gì để xưng hùng?
Nguyên Thiếu Hoàng tức giận đến phát run, rõ ràng là người kia không có đầu óc, cho nên mới khiến cục diện trở nên như thế. Nếu không Chu Hằng làm sao có thể ung dung biến thành Nguyệt Minh Đế chín luân chứ? Khẳng định sẽ bị thương. Chỉ cần bị thương, khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến lực, như vậy có chín vầng trăng cũng không cần e ngại. Chu Hằng, ngươi ăn một viên đan dược nữa, chúng ta công bình chiến một trận. Trung Cổ Phong nói với Chu Hằng, Nguyên Thiếu Hoàng lại hoàn toàn không đáng quan tâm. Tên này đúng là hiếu chiến thành tánh, lại còn muốn để cho Chu Hằng hình thành 10 vầng trăng công bình chiến một trận với hắn. Trên đời tuyệt đối không có công bằng, đều là 10 vầng trăng nhưng chiến lực hai người lại khác biệt như trời và đất. Chu Hằng ở thời điểm 8 vầng trăng đã có thể đánh ngang tay với Trung Cổ Phong rồi, nếu hắn đạt tới cực chí 10 vầng trăng, vậy tin rằng Trung Cổ Phong hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chu Hằng nhìn đối phương, trong ánh mắt của thiếu niên dã tính này tràn ngập vẻ ương ngạnh và kiên cường, chiến ý hừng hực kia không hề nguội lạnh, ngược lại càng mạnh hơn. Được. Hắn gật gật đầu, đối thủ như vậy đáng để hắn tôn kính. Đừng mơ tưởng. Nguyên Thiếu Hoàng lại không dám để cho Chu Hằng ăn thêm một viên Nguyệt Hoa đan nữa, thêm mỗi một vầng trăng đều gia tăng lực lượng gấp 10, hai vầng trăng sáng thì tương đương mạnh gấp trăm lần khí hắn ở 8 vầng trăng. Chuyện này thật đáng sợ. Cút. Chu Hằng và Trung Cổ Phong đồng thời hừ lạnh một tiếng. Một ra kiếm, một họa xuất chủy thủ, hai đạo hàn quang chớp động, Nguyên Thiếu Hoàng lập tức bị đẩy lùi, hắn đã kém hơn Chu Hằng một bậc, huống chi lúc này còn là lúc hai đại cao thủ liên thủ. Nguyên Thiếu Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, cũng không phải chỉ bị thương mà còn vì quá tức giận. Hắn kêu Trung Cổ Phong liên thủ đối phương lại không làm, nhưng mà tên khốn nạn kia còn cùng Chu Hằng liên thủ công kích mình, người nói chuyện này có tức hay không đây? Thật sự chưa thấy qua tên nào đần độn như vậy a. Chu Hằng lại lấy ra một viên Nguyệt Hoa đan ăn vào. Đây là biểu thị tôn trọng Trung Cổ Phong, đáp ứng thỉnh cầu công bình chiến một trận với hắn. Lần này không ai tới quấy rầy, toàn bộ quá trình đều dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Ông, vầng trăng lưỡi liềm thứ 10 bỗng nhiên hiện lên, nhanh chóng biến thành trăng khuyết, rồi đến nửa vầng trăng, cuối cùng hóa thành viên mãn. Nguyệt Minh Đế 10 luân. Mọi người nhìn đều đỏ mắt, 10 vầng trăng a, có nó thì có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp à, nói không chừng vừa vào Nhật Diệu cảnh sẽ là Nhật Diệu Vương 2 luân. Đương nhiên chuyện này cũng phải xem tiềm lực bản thân Chu Hằng phải đủ cường, người bình thường có 7 vầng trăng đã là cực hạn. Ăn nhiều Nguyệt Hoa đan hơn nữa cũng uổng phí. Chu Hằng vặn người duỗi tay, cười với Trung Cổ Phong nói. Trung huynh, lại đây chiến một trận đi. Cầu còn không được. Trung Cổ Phong nhếch miệng cười, sát khí biến thành thực chất sôi trào, sát khí bám dính như máu quấn quanh người. Màu đỏ kia khiến người ta không rét mà run. Hưu, hắn vọt tới. Hai cây chủy thủ vũ động như gió, diễn hóa ra từng con rồng nhỏ. Chu Hằng giơ hắc kiếm đón đỡ, hắn rất thưởng thức tính cách của Trung Cổ Phong, bởi vì hắn cũng là người thích khiêu chiến, chỉ là không điên cuồng như Trung Cổ Phong mà thôi. Vì biểu đạt tôn trọng của mình, hắn toàn lực ứng phó. Hai người đại chiến. Chu Hằng bây giờ vầng đã có số lượng vầng trăng bằng với Trung Cổ Phong. Lực lượng không kém đối phương, mà vầng trăng của hắn càng tinh thuần hơn, linh lực khởi động càng nhanh hơn, chiến lực hoàn toàn chiếm ưu thế. Trung Cổ Phong có tiềm chất sát vương, Chu Hằng cũng không kém chút nào, Tử Diễm Thiên Long đã được hắn phát huy đến mức độ vương của vương, không nói áp chế được khí thế của Trung Cổ Phong, ít nhất cũng không kém chút nào. Dưới tình huống như vậy, Trung Cổ Phong bị hạn chế rất nhiều, tuy nhiên người này gặp mạnh không cúi đầu, tình thế bất lợi chẳng những không khiến hắn lùi bước, ngược lại còn khiến chiến lực gia tăng. Giống như một con sói bị thương, máu tươi càng làm cho nó điên cuồng hơn mà thôi. Chiến! 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 Trung Cổ Phong giống Chu Hằng, ở dưới áp lực cường đại càng phát huy ra tiềm lực kinh khủng, hai cây chủy thủ cuốn ra như gió, thân hình chớp động giống như âm hồn, nhanh như quỷ, khiến Cha Tuế dùng thân pháp khiến cho mọi người trố mắt cũng tự than không bằng. Hai vị sư phụ của hắn nổi danh ăn cắp, mà thân pháp của Trung Cổ Phong mới phù hợp với sát đạo, mỗi một bước, mỗi một chiêu đều là để giết người. Chu Hằng vững như núi, bàn về lực lượng hắn không rơi xuống hạ phong, căn bản không cần dùng thân pháp tránh né. Đao của hắn là đường đường tránh tránh, không phải là vì giết chóc, mà là theo đuổi đạo vô địch. Quản ngươi là sát đạo hay là ma lực đạo, hắn là trời quang trăng sáng, đều chính diện đánh bại, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, không có lời nào để nói. Trung Cổ Phong công công công, Chu Hằng lại vững vàng như cột, mặc cho Trung Cổ Phong đánh thế nào cũng không suy xuyển. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Trung Cổ Phong liên tục bị thương, lại liên tục bộc phát ra chiến lực mạnh hơn, nhưng mà lực lượng con người dù sao cũng có hạn, ý chí cũng không phải vạn năng, khi đạt đến cực hạn, khí thế của Trung Cổ Phong cũng suy giảm. Hắn đã không đủ sức tiếp tục kịch chiến nữa rồi. Ta thua. Hắn dứt khoát thừa nhận không địch lại, hắn cầm được cũng buông được. Trung huynh, ta chờ người tới khiêu chiến bất cứ lúc nào. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm nghiêm nghị nói,
đây là người có thiên phú chiến đấu mạnh nhất mà hắn gặp được, hơn nữa ý chí kiên định, bất khuất. Có đối thủ như vậy hối thúc mình, Chu Hằng tùy thời tùy khắc cũng không dám buông lỏng, đây là một loại khích lệ. Trong vòng 10 năm, ta lại tới tìm người chiến một trận. Người đừng chết đó. Trung Cổ Phong nhìn Chu Hằng thật sâu, từ trong ngực lấy ra một tấm phù. Sau khi xé mở, một đạo u quang bọc lấy hắn, khi quang hoa biến mất thì hắn cũng không còn. Đây là thuấn di phù. Hẳn không cần phải dùng thuấn di phù trực tiếp rời khỏi nơi này, không cần phải dùng làm gì. Trung Cổ Phong cũng không phải loại người thua mà không chấp nhận được, sợ bị người nhạo báng chuồn mất, hắn chắc là rời khỏi tinh phong không gian, hoàn toàn bỏ mặc tranh đoạt nguyệt hoa đan. Chu Hằng đảo mắt thản nhiên nói, còn ai muốn chiến một trận nữa không? Mọi người đều trầm mặc, bọn họ tận mắt thấy Chu Hằng và Trung Cổ Phong chiến một trận, loại chiến lực nghiền ép trong nháy mắt có thể tiêu diệt bọn họ. Nhất là Chu Hằng lại còn chiến thắng Trung Cổ Phong, sĩ khí cũng tăng lên tới cực hạn. Cho dù là Trung Cổ Phong khôi phục lại trạng thái mạnh nhất cũng tuyệt đối bại trận. Đánh hạ nữ nhân của hắn, buộc hắn giao ra đan dược Nguyệt Hoa Liên. Không biết ai ở trong đoàn người kêu lên, lập tức mọi người đều đưa mắt nhìn sang đám người Hoặc Thiên, không ít người đều động tâm. Trong những nữ nhân này, người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyệt Minh Hoàng, muốn bắt các nàng dễ như trở bàn tay. Quan trọng là, những nữ nhân này ở trong lòng Chu Hằng chiếm bao nhiêu phân lượng. Nếu như đủ nặng, tự nhiên có thể uy hiếp được Chu Hằng. Nhưng mà vạn nhất không nặng, vậy chẳng phải thọc tổ ong vò vẽ, tự tìm chết sao? Nhưng mà đan dược Nguyệt Hoa Liên luyện thành chân quý như vậy, dù sao cũng phải thử một lần. Lập tức có hơn 10 người vọt tới đám người Hoặc Thiên, tu giả đều sống trong mạo hiểm, không có mạo hiểm thì nào có lợi ích lớn chứ? Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhưng mà những người này rất nhanh biết cái gì gọi là tự tìm chết. Khi bọn hắn tới gần ba trượng, mỗi một người đều ngã nhào trên đất, cả người nằm sấp xuống đất. Chu Hằng không khỏi sửng sốt, trước kia phạm vi ảnh hưởng của Hoặc Thiên chỉ là một trượng, hiện tại không ngờ đạt tới ba trượng. Xem ra, khi nàng tiến cảnh vào Nguyệt Minh Vương, dị năng của nàng cũng tăng trưởng. Các ngươi thật to gan. Chu Hằng bước nhanh tới, người chắn trước mặt nhao nhao tản ra. Căn bản không dám đối mặt với hắn. Một kiếm cắt qua, mười mấy cái đầu lăn lóc trên đất, người dám xuất thủ với các nàng Hoặc Thiên đều bị hắn chém bay đầu. Những người còn lại đều lạnh lòng, nhà này là nhà nào vậy, vì sao ai cũng uy mãnh như thế? Chu Hằng mạnh thì rõ rồi, mà Hoặc Thiên chư nữ lại quỷ dị. Ai có thể không ra tay, mà khiến cho mười mấy Nguyệt Minh đế hoàn toàn mất đi chiến lực. Đây không chỉ là cường đại, càng vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của bọn họ rồi. May mà bọn họ không bị kích động, cũng không ra tay. Hừ, Nguyên Thiếu Hoàng cũng lấy ra một tấm phù. Sau khi xé ánh sáng bao bọc giống như Trung Cổ Phong, hắn cũng đột ngột biến mất. Chu Hằng biết hai người này khẳng định có bối cảnh vượt qua Nhật Diệu cảnh, hẳn là đến từ thế lực cấp bậc Thăng Hoa cảnh, có thể thoát khỏi tinh phong không gian bất cứ lúc nào cũng không kỳ quái, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào mới là lợi hại. Hai người mạnh nhất đều đã rời đi, những người còn lại có tư cách khiêu chiến với Chu Hằng sao? Mọi người đều thở dài. Vẻ thất vọng không cần nói, không có biện pháp, bọn họ đều vì Nguyệt Hoa Liên mà đến, cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Chu Huynh, Tự Anh Minh bước nhanh tới, mặt cười tươi rói. Không cần đoán, tên này khẳng định tới lôi kéo làm quen, nói không chừng còn muốn đòi mấy viên Nguyệt Hoa đan đấy. Chu Hằng tươi cười, vừa rồi trong người quần công hắn còn có Tự Anh Minh. Hắn cũng không quan tâm vừa rồi là ai xuất thủ, bởi vì đổi lại là hắn thì hắn cũng ra tay vì bảo vật. Nhưng hắn không thể làm được chuyện vô sỉ, sau khi ra tay lại còn tới lôi kéo làm quen. Thấy Chu Hằng không lạnh không nhạt, Tự Anh Minh hơi hơi xấu hổ, nhưng hắn lập tức liền khôi phục vẻ tươi cười, nói. Trước kia chỉ biết Chu Huynh là dược sư tam tinh, hiện giờ chính mắt thấy, ta bội phục sát đất năng lực luyện dược của Chu Huynh. Hắn cũng không biết, càng không tin trên đời có lò luyện đan tự mình luyện được, chỉ tưởng Chu Hằng vừa chiến vừa luyện, đây là tiêu chuẩn luyện đan nghịch thiên bực nào. Nhân tài như vậy sao có thể bỏ qua? Trong mắt Chu Hằng căn bản không chấp nhận có sạn, Tự Anh Minh bây giờ càng nói dễ nghe, hắn càng phản cảm, mà nó cũng trực tiếp biểu hiện trên vẻ mặt hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Tự Anh Minh. Bị Chu Hằng nhìn chăm chú như vậy, Tự Anh Minh chỉ cảm thấy áp lực nặng như núi, trán đổ mồ hôi, chân không khỏi lùi lại. Hắn còn muốn nói nữa, lại chỉ nghe rắc một tiếng, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quảng trường đá kia lại xuất hiện một cái khe, một đạo huyết khí trào ra. Tảng đá này cứng rắn ra sao? Trọng lực đáng sợ lúc trước còn chịu được, sau Chu Hằng, Trung Cổ Phong và Nguyên Thiếu Hoàng kịch chiến cũng không sứt mẻ, có thể thấy được nó cứng rắn bao nhiêu. Nhưng bây giờ không ngờ lại nứt ra một cái khe, còn lăn ra cả quảng trường, đúng là đáng sợ. Sao lại phát sinh chuyện như vậy? Là do lực lượng gì tạo thành vậy? Có vài người tiến vào khe nhìn, cũng không chờ bọn hắn xoay người lại thì đột nhiên toàn thân lông đỏ mọc dài ra, nghiễm nhiên biến thành một con quái vật, tản phát ra tà khí vô cùng đáng sợ.
Những người mộc lông đỏ dài này đều xoay người lại, ánh mắt đều đỏ như máu, không còn chút nhân tính nào, chỉ còn lại hung ác và sát khí hung bạo. Hoàn toàn khác với Trung Cổ Phong. Đều là giết chóc, những người này chỉ điên cuồng, chỉ vì giết chóc mà giết, trở thành một con rối không chút nhân tính nào. Hưu, hưu, hưu. Những người này nhao nhao nhào ra giết tới những người khác, toàn thân huyết khí cuồn cuộn như sương mù. Chu Hằng nhíu chặt mày, quái vật lông đỏ này hắn đã thấy qua ở phàm giới. Khi đó hắn vừa mới bước trên con đường tu hành, đi vào thế giới dưới lòng đất, nơi đó có một tiên nhân khổng ngạo côn bị nhốt, trên người hắn phát ra loại huyết khí, ai chạm vào thì sẽ mọc lông đỏ dài toàn thân, biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc. Chẳng nhẽ dưới này nhốt một pho sáng thế đế giống với khổng ngạo côn. Cạc cạc rát, chỗ này không ngờ lại có mấy chục thằng nhãi danh. Trong tiếng cười quái dị, thình thịch một tiếng, trong vết đất nứt bay ra một đạo nhân ảnh, trôi nổi trên bầu trời. Đó là lão nhân mặt khô gầy, dáng người cực kỳ thon dài, mặc một bộ trường bào đỏ như máu, trên đầu đội kim quan, tóc hoa râm. Đây là một tồn tại vô cùng cường đại, khí thế dao động. Mọi người đều không khỏi lạnh lòng, giống như muốn cúi đầu xưng thần với tồn tại trước mặt. Tiền bối là ai? Có người run giọng hỏi, nơi này rõ ràng hạn chế cảnh giới, tồn tại vượt qua nhật diệu cảnh, căn bản không thể tới, tuyệt đối lập tức bị bài xích ra ngoài. Nhưng thực lực lão nhân áo bào đỏ này tuyệt đối vượt qua nhật diệu cảnh, khí tức như biển, sâu không lường được. Một đám sâu kiến đợi chết. Lão nhân áo bào đỏ cũng không lên tiếng, hít mạnh vào một hơi. Lập tức mọi người đều kêu lên thảm thiết, làn da biến thành một tầng xương máu, nhao nhao bay về phía lão nhân áo bào đỏ. Chu Hằng toàn lực vận chuyển 10 vầng trăng, vội vàng bay về phía đám người Hoặc Thiên. Hắn biết lão nhân áo bào đỏ này nhất định là sáng thế đế như Hoặc Thiên nói, tồn tại như vậy căn bản không phải hắn bây giờ có thể địch nổi. Chỉ là sáng thế đế này vì sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Ít nhất phải cách 10 ngày nữa chứ. Chẳng lẽ vì lúc trước chiến đấu động tĩnh quá lớn? Nhưng mà hắn và Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng bất quá chỉ là Nguyệt Minh đế mà thôi. Tuy rằng đều có lực lượng vượt qua 7 vầng trăng, nhưng ngay cả hàng rào nhật diệu cảnh cũng không thể phá vỡ, sao lại kinh động nổi tồn tại sâu trong lòng đất kia chứ? Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn căn bản không có năng lực như thế. Huyết bào lão nhân há miệng hút vào, những xương máu kia đều bị hút vào trong bụng, một hồi kêu thảm, người lục tục ngã trên đất. Bọn họ vốn đều cường tráng, hoặc phong thái tuyệt lệ, nhưng bây giờ đều biến thành xương bọc da, tóc đen cũng biến thành xám trắng, biến thành ông cụ non. Mà lão già huyết bào này lại trở nên đẫy đà, thân thể cao gầy trở nên khôi ngô cường tráng, tóc hoa râm trong nháy mắt đã đen nhanh lại, hắn trẻ lại, tinh thần phấn chấn. Nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi hắn hút xong, cơ thể lại trở nên khô quắt, tóc cũng trở lại xám trắng. Quá yếu, quá ít, chút ấy huyết khí căn bản không đủ cho lão tổ ta hút. Huyết bào lão nhân tự lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua, hơn nửa người ở nơi này đã bị hắn hút thành thây khô, chỉ còn lại lác đác mấy người kéo hơi tàn. Bọn họ đều có tiên khí hộ thân, nhưng cũng có một ít người là ngoại lệ, đó là một nam thanh niên và hơn 10 nữ nhân xinh đẹp, không ngờ không dùng tiên khí gì liền chống đỡ được. Rất kỳ quái. Hắn mặc dù không vận dụng toàn lực, nhưng mà như vậy cũng tuyệt không phải mấy Nguyệt Minh Hoàng, Nguyệt Minh Đế có thể chống đỡ. Những người này, thật cổ quái. Hả? Hắn đột nhiên ngưng mặt, ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh nói. Nếu đã đến, cần gì phải lén lút, đi ra cho lão tổ ta. Hai vung tay chụp về hư không, không gian lập tức bị lộ ra một cái lỗ lớn. Hư hư hư, 7 đạo nhân ảnh đạp không xuất hiện, 5 nam, 2 nữ, mỗi người đều vô cùng cường đại, giống như một mặt trời, tản ra thần quang khiến người ta không dám gần. Khí tức của bọn họ không yếu hơn lão nhân huyết bào kia. Người còn sống dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn 7 người này. Loại khí tức cường đại này khiến cho bọn họ hít thở không thông mà nghẹn chết. Đây là chuyện gì xảy ra, liên tiếp xuất hiện cường giả tuyệt thế. 8 người này đều là tồn tại tuyệt đối vượt qua Nguyệt Minh cảnh, thậm chí vượt qua Nhật Diệu cảnh, bởi vì có một ít Nguyệt Minh đế có trưởng bối Nhật Diệu cảnh, bọn họ biết rõ khí tức của Nhật Diệu cảnh ra sao. Nhưng mà cường giả thăng hoa cảnh cũng tới làm gì? Nguyệt Hoa Liên còn có lực hấp dẫn bọn họ sao? Hơn nữa, đây là không gian sáng thế đế thành lập. Có thể không quản quy tắc của sáng thế đế thì người tiến vào tuyệt không chỉ là thăng hoa cảnh. Chỉ có sáng thế đế mới có thể không quản quy tắc của sáng thế đế. Nhưng càng thêm kỳ quái là, đường đường một sáng thế đế còn hứng thú với Nguyệt Hoa Liên sao? Hơn nữa còn chạy ra nhiều sáng thế đế như vậy. Sáng thế đế a, ở tiên giới tuyệt đối là đại năng, vô thượng thần trích, mỗi người đều phải quỳ bái, vô cùng kính sợ. Mã Tam Hà, Khổng Thanh Dương, Đông Quách Hằng, Vũ Thiên Thu, Nguyên Thạc Chân Hòa, Huyết Hồ Điệp. Lão nhân áo bào đỏ điểm danh từng người, cuối cùng nhìn về phía trung niên nữ tử quyến rũ phong tình vạn trùng nói. Còn ngươi nữa, Ngọc Hồ Kỹ Nữ. Trung niên mỹ phụ kia tôn xưng là Ngọc Hồ Tiên Tử,
nhưng hiển nhiên lão nhân áo bào đỏ rất oán hận nàng. Bốn chữ Ngọc Hồ Kỹ Nữ kia từng chữ nói ra. Huyết Hà lão tổ, ngươi tự cho mình là thông minh, trốn tới đây chữa thương, cho là chúng ta không biết sao? Đông Quách Hằng nói, hắn là lão nhân thon dài, con ngươi chớp động phát ra thần quang kinh người. Huyết Hà lão tổ dĩ nhiên là lão nhân áo bào đỏ, hắn cười lạnh, nói, nếu biết bản lão tổ ở trong này, các ngươi đúng là kiên nhẫn, không ngờ luôn ẩn núp không hiện, đợi khi bản lão tổ khôi phục thương thế mới xuất hiện, các ngươi đây là đang tự tìm chết sao? Huyết Hà lão tổ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết lúc ngươi lành thương thế, cũng chính là lúc ngươi suy yếu nhất hay sao? Mã Tam Hà cất giọng nói. Huyết Hà lão tổ trong lòng thất kinh, hắn bị thương nặng mấy vạn năm trước, không thể không trốn tới chỗ đây dưỡng thương. Trải qua hơn vạn năm điều dưỡng, thương thế rốt cục khép lại, nhưng cũng hao tổn gần như tất cả tinh huyết. Với hắn mà nói như vậy cũng không quan trọng, chỉ cần đi ra ngoài hút máu người, máu hơn ức người là có thể khiến hắn khôi phục tinh huyết. Chỉ là không đối đầu với những lão giả ngoan cố này, nhưng mà lúc này bọn họ cố tình xuất hiện. Xuất động lớn như vậy, các ngươi nhất định muốn bản lão tổ phải chết sao? Huyết Hà lão tổ trầm giọng nói, cái gọi là lai giả bất thiện. Huyết Hà lão tổ, ngươi cả đời làm bậy, tùy ý cha đạp pháp tắc tiên giới, thiên hạ công phẫn, còn không thúc thủ chịu trói. Nguyên Thạc Chân Hòa nói, hắn là một trung niên mập lùn, nhưng mà khí tức sáng thế đế bắt đầu khởi động, ai dám khinh thị hắn? Ha 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 ha, các ngươi đây là 50 bước cười 100 bước sao? Huyết Hà lão tổ cuồng tiếu, chỉ 7 người nói. Trong các ngươi, người nào mà không phải kẻ tay nhuộm đầy máu tươi, bản lão tổ chỉ là giết nhiều hơn vài người mà thôi. Giết nhiều hơn vài người. Máu dính tay ngươi có thể nhấn chìm cả tiên thành đấy. Khổng Thanh Dương quát. Ít nhất thì cũng đừng hoàng, các ngươi thực sự trọng nghĩa như vậy sao? Các ngươi dám nói các ngươi không phải muốn Huyết Hà thiên kinh đấy chứ? Huyết Hà lão tổ hừ lạnh, đột nhiên cười cạc cạc, nói. Xách xách xách, bản lão tổ đột nhiên nghĩ tới. Bản lão tổ từng truyền thụ Huyết Hà thiên kinh cho một tên tiểu bối Khổng gia ngươi, hắc hắc hắc, chỉ là những chỗ quan trọng lại không trọn vẹn, nghe nói tiểu tử kia bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn dùng ngón tay gõ đầu một cái, lại nói, đúng, có phải tiểu bối kia tên là Khổng Ngạo Côn hay không, nghe nói lúc ấy là tộc nhân kiệt xuất nhất của Khổng gia các ngươi. Cạc cạc rát, tiểu tử này đúng là tự làm tự chịu, cam tâm nhập ma, bản lão tổ khuyên thế nào hắn cũng quyết luyện Huyết Hà thiên kinh. Khổng Thanh Dương giận dữ, thân thể run rẩy. Khổng Ngạo Côn không chính là hậu bối ưu tú nhất của Khổng gia lúc trước, hơn nữa còn là cháu của hắn, đứa cháu duy nhất. Lúc trước Khổng Ngạo Côn ma hóa, gây ra một trận đại loạn ở Tuyệt Tiên Thành, cuối cùng cũng nể mặt Khổng Thanh Dương mặc dù không có bị giết chết, nhưng vẫn bị đẩy tới phàm giới, bị trấn áp trọn đời. Chuyện này khiến cho Khổng Thanh Dương ăn năn mãi, lại là một chuyện đáng tiếc, cũng bởi vậy hắn mới hận Huyết Hà lão tổ thấu xương, thề phải giết chết. Một bên Chu Hằng cũng âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Khổng Ngạo Côn tại sao lại bị đẩy xuống phàm giới rồi. Hắn và Khổng Ngạo Côn mặc dù không quen biết lâu, nhưng mà cũng được hắn truyền thụ cho Tấn Vân Lưu Quang Bộ. Đây là một phần nhân quả, hắn nhất định phải báo. Nếu như có thể đánh chém Huyết Hà lão tổ, vậy cũng đủ bồi thường, nhưng người ta chính là sáng thế đế à. Mặc dù ở thời điểm suy yếu nhất, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sao có thể là đối tượng Chu Hằng có thể chống lại lúc này. Sáng thế đế chiến đấu, nếu như không có Hoặc Thiên ở bên, hắn ngay cả tư cách quan sát cũng không có. Ít nói nhảm đi, mọi người cùng nhau tiến lên, diệt trừ hung ma này. Huyết Hồ Điệp nói, nàng cũng là nữ tử còn lại trong 7 người, chính là người dị tộc, sau lưng mở hai cánh dài rộng. 7 đại sáng thế đế cùng ra tay, bọn họ đại biểu cho tồn tại có chiến lực mạnh nhất tiên giới, 7 người liên thủ ai mà không sợ. Muốn giết bản lão tổ ư? Các ngươi còn kém một chút. Huyết Hà lão tổ cười ha ha. Lại đây chiến một trận đi, bản lão tổ phải hút máu các ngươi. 7 sáng thế đế cũng đủ để bản lão tổ khôi phục lại thời kỳ mạnh nhất. Hắn vừa cuồng ngạo lại vừa tự tin, không sợ hãi 7 đại sáng thế đế. Biến ra ngoài cho lão phu. Khổng Thanh Dương vung tay, một cổ lực lượng cường đại trào lên, toàn bộ tinh phong không gian đều run rẩy, mặc kệ người ở đâu đều bị ném ra ngoài. Sắp có chiến đấu cấp bậc sáng thế đế, Nguyệt Minh Cảnh ở lại khẳng định chỉ có chết, hắn coi như là người thiện tâm, có sáng thế đế nào thèm quan tâm tới sống chết của tiểu bối Nguyệt Minh Cảnh chứ? Cạc cạc rát, nhiều người một chút không phải càng thêm náo nhiệt sao? Huyết Hà lão tổ ra tay cản trở, hai tay vung lên, huyết quang cuồn cuộn tràn ra. Hắn làm rất đơn giản, chính là đảo loạn không gian, như vậy Khổng Thanh Dương không thể cho ai rời đi được nữa. Hắn ra tay không tính nhanh, những nơi khác thì Chu Hằng không biết, nhưng nơi này chỉ có 2/3 người bị ném ra ngoài, trừ bỏ chúng nữ và hắn ra, còn có 10+ người không rời đi. Trừ ma là chuyện lớn, Khổng huynh không cần quản tiểu tiết. Huyết Hồ Điệp nói, sau lưng hai cánh rung lên, tạo thành 10+ đạo toàn phong, mỗi một đạo toàn phong đều chớp động thần quang cuốn về phía Huyết Hà lão tổ.
không nghĩ tới lúc trước chỉ là tiểu bối ở một bên xem trò vui, hiện tại lại dám xuất thủ với bản lão tổ. Huyết Hà lão tổ giơ tay chắn lại, một động tác khơi lên một dòng sông máu. Bốp, bốp, ba. Sông máu vừa ra, giống như thiên địa đều sụp đổ, trừ những người được Hoặc Thiên bảo vệ ra, các Nguyệt Minh cảnh khác đều bị kết thành máu loãng. Giao ra Huyết Hà Thiên Kinh, ban thưởng cho ngươi toàn thây. Vũ Thiên Thu quát, song trưởng đánh ra tạo thành một bánh xe lớn. Bánh xe lớn uy lực cực mạnh, nhẹ nhàng chạm vào, Thăng Hoa Đế cũng bị mài chết. Những Nguyệt Minh Đế lúc trước cho dù không chết trong tay Huyết Hà lão tổ, thì cũng tuyệt không thể đỡ được một kích này. Trong mắt của mấy sáng thế đế này, cho dù Thăng Hoa Đế cũng không đáng bao tiền. Vũ Thiên Thu, 3 vạn năm qua ngươi sao lại không có chút tiến bộ vậy? Huyết Hà lão tổ điều động sông máu đón đỡ, bánh xe màu đen lập tức bị sông máu đánh nứt. 7 người Khổng Thanh Dương đều nhướng mày, không nghĩ tới Huyết Hà lão tổ bị ở trạng thái này còn có uy thế mạnh như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nên biết rằng Huyết Hà lão tổ nhìn qua như thương thế khép lại, thực ra hắn dùng lượng lớn linh lực tẩm bổ thân thể, tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ. Nhưng mà ngay cả như vậy hắn còn mạnh vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh hắn sẽ có chiến lực gì. Huyết Hà Thiên Kinh. Huyết Hà lão tổ mạnh như vậy cũng vì hắn tu luyện Huyết Hà Thiên Kinh. Huyết Hà Thiên Kinh không phải công pháp tạo hắn ra, nhưng hắn lại làm nó rạng danh khắp thiên hạ. Nhất định phải chiếm được bộ kỳ thư này. 7 đại sáng thế đế liên thủ, nhao nhao vận chuyển tuyệt học bản thân tấn công Huyết Hà lão tổ. Mà Huyết Hà lão tổ cũng mạnh tới đáng sợ, một cái sông máu mở ra, công phòng đều có, cản lại toàn bộ công kích của 7 đại sáng thế đế. Oanh, 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 công kích điên cuồng bắt đầu. Sơn cốc hoàn toàn vỡ nát, đám người Chu Hằng mặc dù có Hoặc Thiên bảo hộ, nhưng Chu Hằng lại không muốn bị quá chú ý, vội vàng mang theo chúng nữ liên tiếp lui về phía sau, dù sao chiến đấu như vậy hắn không xen vào được, có quan sát cũng không giúp được gì. Bởi vì trình độ chiến đấu như vậy quá cao, hắn xem cũng chẳng hiểu, căn bản không thể suy diễn. Ngươi có biết Huyết Hà Thiên Kinh là cái gì không? Chu Hằng hỏi Hoặc Thiên. Có thể khiến cho 7 vị sáng thế đế liên thủ tranh đoạt, Huyết Hà Thiên Kinh này tất nhiên dính đến bí mật thiên đạo, nếu không sáng thế đế đã là cực hạn tiên giới, bọn họ cần gì phải đi cướp đoạt công pháp chứ? Hoặc Thiên thoáng sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau mới nói. Thiên Kinh là công pháp thiên địa ẩn dục ra, giá trị vô lường. Công pháp thiên địa ẩn dục. Chẳng những Chu Hằng kinh hãi, Ứng Mộng Phạm Chư Nữ cũng quay đầu quay lại, các nàng cũng vô cùng hứng thú. Hoặc Thiên mắt nhìn bầu trời, dường như tìm kiếm trong trí nhớ, phía sau còn có hư ảnh hoa đào nở rộ, lại một lát sau, nói. Ta tu luyện, chính là nhân uẩn thiên kinh. Oanh! Trong đầu Chu Hằng nổ vang. Hoặc Thiên cường đại tới mức nào? Bọn họ tuy rằng không biết tường tận, nhưng mà bọn họ lại tận mắt nhìn thấy một tồn tại ít nhất là, sáng thế vương bị phù văn nàng thả ra chấn nát, mà nàng cũng đã nói, ở trong mắt sáng thế đế, nàng ngay cả con kiến cũng không bằng. Nàng tu luyện là nhân uẩn thiên kinh. Huyết Hà lão tổ tu luyện là Huyết Hà Thiên Kinh, như vậy tương lai Huyết Hà lão tổ cũng có thể đạt tới độ cao giống như Hoặc Thiên sao? Mỗi một thiên địa đều sẽ ẩn dục ra mấy bộ thiên kinh, chứa đựng bí mật thiên địa, nếu như có thể thông hiểu hết đạo lý trong thiên kinh thì có thể thông suốt, xông phá cực hạn. Hoặc Thiên cẩn thận nói. Chu Hằng trong lòng vừa động, nói: "Nói cách khác, cho dù phàm giới cũng có thiên kinh xuất thế." Hoặc Thiên gật gật đầu, mỉm cười với Chu Hằng, dường như ca ngợi hắn. Huyết Hà Thiên Kinh này là thiên kinh của phàm giới, hay là thiên kinh tiên giới ẩn dục ra? Chu Hằng lại hỏi. Không biết. Lần này Hoặc Thiên trả lời rất nhanh, nàng lắc lắc đầu. Tuy nhiên, cho dù Huyết Hà Thiên Kinh là thiên kinh của phàm giới đều có giá trị rất cao, mỗi một bộ thiên kinh đều ghi lại bí mật thiên địa một cái thế giới, ngươi cho dù tu vi cao tới đâu cũng phải dùng tới. Chu Hằng tim đập rộn, Lạc Tuyết Chân Kinh hắn sử dụng mặc dù là công pháp thiên cấp, nhưng mà đó là công pháp phàm giới, phóng tới tiên giới đã sớm mất đi ý nghĩa. Hắn cũng muốn tu một môn công pháp khác. Còn có cái gì còn quý báu hơn thiên kinh thiên địa ẩn dục ra đây? Ngay cả 7 đại sáng thế đế cũng vội vã chạy tới, bọn họ vì cái gì? Còn không phải muốn đánh phá cực hạn tiên giới sao? Trở thành nhân vật giống như Hoặc Thiên thời kỳ toàn thịnh sao? Nếu như ngươi chiếm được Huyết Hà Thiên Kinh thì sẽ có trợ giúp với tu đạo của ngươi. Hoặc Thiên nói. Chu Hằng không khỏi cười khổ, nói. Nói thì đơn giản, nhưng mà bên kia có tới 8 gã sáng thế đế. Ngươi muốn để ta đi nhổ răng cọp sao? Ta có thể giúp ngươi chiếm lấy Huyết Hà Thiên Kinh. Hoặc Thiên dường như không để bụng nói. Chu Hằng mừng rỡ, tuy rằng hắn không muốn mượn lực lượng của Hoặc Thiên, nhưng tình huống này hiển nhiên không phải hắn liều mạng có thể thành công, cũng chỉ có thiên nữ tuyệt thế như Hoặc Thiên mới dám hời hợt nói đoạt bảo trong tay 8 gã sáng thế đế thôi. Ngươi nắm chắc không? Chu Hằng không phải không tin năng lực của Hoặc Thiên, nhưng nơi này có tới 8 gã sáng thế đế a, đều là nhân vật đỉnh phong của tiên giới.
mà Hoặc Thiên dù sao vẫn chỉ là Nguyệt Minh Vương, khiến cho người ta có chút không dám tưởng tượng. Chỉ cần lão nhân kia tế xuất huyết Hà Thiên Kinh ra, ta có thể cướp được. Hoặc Thiên mở nhạt nói, giọng điệu vô cùng tự tin. Tế xuất huyết Hà Thiên Kinh ra. Chu Hằng có chút kỳ quái hỏi. Ngươi cho là huyết Hà Thiên Kinh chỉ là một bộ công pháp sao? Hoặc Thiên không ngờ tươi cười nói. Công pháp thiên điệu ẩn dục ra, làm sao chỉ có chút công dụng như vậy? Bản thân Thiên Kinh chính là một món bảo khí. Chu Hằng trong lòng vừa động, đột nhiên nói. Gốc đào trong thân thể ngươi chính là nhân uẩn Thiên Kinh sao? Hoặc Thiên tay chạm ngực, một nhánh đào hiện ra, nhìn qua rất bình thường, nếu không phải trước kia Chu Hằng đã chứng kiến qua, thì hắn tuyệt không thể tưởng tượng gốc đạo này có năng lực tiếp thiên nối địa. Không sai, đây là nhân uẩn Thiên Kinh, cũng là bản mạng pháp khí của ta. Hoặc Thiên mở nhạt nói, đây vốn nên là thiên đại bí mật, nhưng mà nàng cứ như vậy nói ra, cũng không sợ người khác nghe được mà tham lam. Cũng may xung quanh trừ Chu Hằng ra, không người nào trong đám Ứng Mộng Phạm có thể nổi lên ý xấu với Hoặc Thiên được. Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Hai mắt con lừa đen đã đỏ lên, nước miếng ào ào soạt tràn ra giống như đê vỡ bờ, nhìn rất là vui. Nhưng con lừa đê tiện tùy rằng có ý xấu với bảo vật, nhưng cho nó 100 lần can đảm cũng không dám đánh chủ ý lên Hoặc Thiên a. Ở trong lòng con lừa đen, Hoặc Thiên chính là nữ ma đầu, nó dám chọc trời, dám chọc địa, nhưng mà không dám chọc vào tồn tại kinh khủng như vậy. Bị thương. Chu Hằng nhìn trên mặt gốc đào có chỗ bị dạn. Không sao, Thiên Kinh cùng ta hòa là một thể. Chỉ cần ta khôi phục tu vi, nó cũng sẽ trọng tố. Hoặc Thiên phong đạm khinh vân nói. Trừ nữ nhân thần bí đối đầu ra, trên đời này dường như không có chuyện gì có thể làm cho nàng thất thố. Đương nhiên, nếu như Chu Hằng quấy rầy nàng, nàng cũng rất buồn bực bởi vì dị năng của nàng không có hiệu quả với Chu Hằng. Ngươi là nói, đợi huyết hà lão tổ tế huyết hà thiên kinh tế ra ngoài, ngươi sẽ nhân cơ hội đó cướp đoạt sao? Chu Hằng nhìn thiên nữ tuyệt thế này, mặc dù bây giờ nàng giả dạng xấu xí, nhưng mà nhìn nàng vẫn khiến cho tim Chu Hằng đập thình thịch, quả thật muốn hôn nàng một ngụm dài. Hoặc Thiên bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho ăn không tiêu, hơi hơi nghiêng đầu, nói. Mấy người kia nói không sai. Lão nhân này đúng là miệng cọp gan thỏ, hắn chống đỡ không được bao lâu nữa, tới lúc đó nhất định tế xuất huyết hà thiên kinh ra, trả cái giá lớn mới có thể thoát nổi. Chu Hằng nhướng mày, nói. Ý của ngươi là, dù không có huyết hà thiên kinh lão quái vật kia cũng có thể phá vây sao? Ừ. Hoặc Thiên nghiêng đầu một tiếng. Chu Hằng cười hắc hắc, hắn thích nhất chọc cho Hoặc Thiên tâm thần thất thủ, lúc này mới giống như một nữ nhân, nếu không cả ngày lạnh như băng thì có ý nghĩa gì đâu. Hắn nói, ngươi giúp ta như vậy, bảo ta làm sao báo đáp ngươi đây? Ngươi là sư đệ của ta chiếu cố ngươi là đúng mà. Đã là huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, không bằng ta lấy thân báo đáp nha. Cút. Chu Hằng cười ha ha, có thể khiến cho Hoặc Thiên chửi tục hắn là người thứ nhất, cũng là người duy nhất. Bọn họ bên nhau nói chuyện không ngừng, xa xa chiến đấu cũng tiến tới lúc gay cấn, ngắn ngủi vài phút đã phá cho tinh phong không gian hoàn toàn thay đổi, mặt đất xuất hiện từng cái khe sâu không thấy đáy, vết nứt không ngừng lan ra, mở rộng tới toàn bộ đại lục. Đây là chiến đấu cấp bậc sáng thế đế, tồn tại mạnh nhất tiên giới, hủy diệt một phương thế giới cũng không lạ gì. Quả nhiên như mọi người đoán, huyết hà lão tổ là miệng cọp gan thỏ, tuy rằng thương thế hồi phục tốn rất nhiều linh lực, hắn rất nhanh từ thịnh xuống suy, rơi vào trạng thái kiệt lực. Tuy nhiên, quan niệm thời gian ở tiên giới và phàm giới hoàn toàn khác nhau, nói là rất nhanh thực ra cũng đã 3 ngày. Nhưng đối với cường giả tiên giới chiến đấu 1 năm là bình thường, 3 ngày xem như còn ngắn đấy. Huyết hà lão tổ, không cần giãy chết nữa, giao ra huyết hà thiên kinh, ban cho ngươi chết nhanh hơn. Nguyên Thạc Chân Hỏa quát to. Ha ha ha, các ngươi muốn huyết hà thiên kinh phải không? Vậy thì ta cho các ngươi kiến thức nó một chút. Huyết hà lão tổ cười to nói, vỗ vỗ ngực. Một dải tơ đỏ như máu từ trong cơ thể hắn trào ra, vây quanh người hắn. Huyết hà thiên kinh vừa ra, lập tức tràn đầy uy áp chí cao vô thượng, khiến mỗi người đều dâng lên kính sợ từ đáy lòng. Đây là oai thiên địa. Thiên kinh chính là thiên địa ẩn dục, đại biểu một loại ý chí thiên địa, một loại cực hạn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tất cả công kích đánh vào huyết hà thiên kinh đều lập tức bị hấp thu, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không nhấc lên. Nhưng 7 người Khổng Thanh Dương lại không tỏ ra dị sắc, đây là huyết hà thiên kinh, nếu không có đại uy lực như vậy bọn họ còn đoạt để làm chi. Hiện tại uy lực huyết hà thiên kinh bày ra càng cường đại, bọn họ càng cao hứng, bởi vì món chí bảo này không bao lâu nữa sẽ đổi chủ. Trong ánh mắt Hoặc Thiên hiện ra hai đạo hư ảnh, một cỗ lực lượng huyền ảo vô danh trào ra, lại mịt mờ không người nào có thể tra giác. Hư, quanh thân huyết hà lão tổ đột nhiên không còn gì, quỷ dị không hiểu. Huyết hà lão tổ ngẩn ra. Khổng Thanh Dương ngẩn ra, Ngọc Hồ Tiên Tử ngẩn ra, Vũ Thiên Thu ngẩn ra. 8 đại sáng thế đế đều ngẩn ra, kịch chiến dừng trong nháy mắt lại.
thiên kinh của bản lão tổ đâu? Huyết Hà lão tổ vừa sợ vừa giận, hắn cảm giác hoàn toàn mất đi liên hệ với Huyết Hà thiên kinh, dường như bộ thiên kinh hoàn toàn biến mất từ thế giới này. Làm sao có thể? Hắn là sáng thế đế a, mặc kệ Huyết Hà thiên kinh ở nơi nào hắn đều có thể cảm ứng được, hắn đã sớm tế luyện cái thiên địa chí bảo này, tuy rằng còn không hòa làm một thể cùng hắn, nhưng dù xa hắn cũng có thể cảm ứng được. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Huyết Hà lão tổ giống như nổi điên, hai mắt đã trở nên một mảnh đỏ rực, đầu tóc bạc bay thẳng trời cao, hắn mở cánh tay khô gầy ra, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm bảy người Khổng Thanh Dương. Bảy người Khổng Thanh Dương cũng không sao nói rõ được, bọn họ tuy rằng đều muốn thiên địa chí bảo, nhưng mấu chốt là bọn họ không có năng lực này a. Huyết Hà thiên kinh bị Huyết Hà lão tổ tế luyện bao nhiêu năm? Trừ phi bọn họ có thể đánh giết Huyết Hà lão tổ, nếu không căn bản không khả năng cướp lấy Huyết Hà thiên kinh. Bọn họ đương nhiên không tin Huyết Hà lão tổ lại đột nhiên mất đi Huyết Hà thiên kinh, khẳng định là lão gia hỏa này cố ý thu hồi Huyết Hà thiên kinh, sau đó lừa nói là không có Huyết Hà thiên kinh. Phi, khinh bọn họ mười mấy vạn năm, thậm chí hai mười mấy vạn năm đều sống trên thân chó sao? Loại kỹ xảo này lừa ai đó? Huyết Hà lão tổ, không cần giả vờ, giao ra Huyết Hà thiên kinh, chúng ta có thể thả ngươi. Ngọc Hồ tiên tử trách mắng. Giả vờ. Huyết Hà lão tổ chỉ cảm thấy một cỗ buồn muộn dâng lên từ sâu trong nội tâm, hắn giết chóc cả đời. Cũng không phải không trải qua chuyện càng thêm hung tàn, lúc còn trẻ phong lưu, không biết có bao nhiêu mỹ nữ danh xưng là tiên tử bị hắn đùa bỡn, nhưng bị người vu oan lại là lần đầu. Hắn giả vờ gì a? Huyết Hà thiên kinh vốn là của hắn cần giấu lừa người khác. Buồn bực nhất chính là nếu thật sự là hắn giấu đi thì tốt rồi, hiện tại Huyết Hà thiên kinh dường như biến mất từ thế giới này, hắn hoảng a. Hắn có thể có bây giờ hết thảy đều bởi vì Huyết Hà thiên kinh, cho dù bây giờ hắn còn chưa có bộ hoàn toàn hiểu được thiên kinh này, nhưng đã trở thành sáng thế đế, tiến thêm một bước cũng không xa xôi. Huyết Hà thiên kinh tuyệt đối không thể mất đi, nó quan hệ hắn có thể tiếp tục trèo lên ngọn núi cao hơn hay không. Giao thiên kinh ra đây. Huyết Hà lão tổ bạo hống. Một sông máu giống như ngân hà rơi chín tầng trời, tung hoành quán vũ. Sông máu vô cùng kinh khủng, sáng thế đế rơi vào bên trong cũng có thể bị ăn mòn. Bọn người Khổng Thanh Dương không dám khinh thường, ai dám xem thường một cái sáng thế đế liều mạng. Hơi không lưu tâm có thể bị kéo xuống nước, huống chi Huyết Hà lão tổ cường thế, sáng thế đế lâu đời, liều mạng cùng bảy người bọn chúng cũng có thể đồng quy vu tận. Tuy nhiên vô luận là dũng khí cũng tốt hay phẫn nộ cũng tốt. Loại cảm xúc cực đoan này, đối với chiến lực tăng lên chung quy không có khả năng luôn luôn hữu hiệu, hơn nữa một khi chiến lực hạ xuống, đó cũng không phải trở lại khởi điểm, mà là xuống dốc không phanh. Huyết Hà lão tổ tuy rằng cường thế, nhưng đối thủ dù sao cũng là bảy vị sáng thế đế, căn bản không khả năng đánh xuyên qua đối phương phòng thủ nghiêm mật, mà chiến lực của hắn lại bắt đầu trượt xuống. Còn dây dưa tiếp như vậy, hắn phải chết ở chỗ này. Bảy người Khổng Thanh Dương cũng hết sức kỳ quái, Huyết Hà lão tổ có được Huyết Hà thiên kinh cũng không phải bí mật gì, lão quái vật này làm chi vừa dùng Huyết Hà thiên kinh một chút lại thu lại, để cho mình lâm vào tình cảnh tuyệt đối bất lợi. Nếu nói diễn trò, cũng không khỏi diễn quá mức thật. Chẳng lẽ lão quái vật thật sự bị mất Huyết Hà thiên kinh? Nhưng ai có thể trộm đi dưới mi mắt tám đại sáng thế đế? Không có khả năng. Như vậy, vẫn là Huyết Hà lão tổ đang giả vờ giả vịt. Huyết Hà lão tổ, ngươi đã không thể lui được nữa. Huyết Hồ Điệp chấn hai cánh, đánh ra từng đạo cơn lốc đáng sợ, từng đạo thần huy chớp động, thanh lệ tuyệt trần, lại tràn đầy sát ý đáng sợ. Huyết Hà lão tổ im lặng không lên tiếng, mặc kệ Huyết Hà thiên kinh có phải bảy người này dùng thủ đoạn lấy hay không đi, với thực lực của hắn bây giờ đã không có năng lực cướp về. Việc cấp bách là thoát khốn, khôi phục thực lực. Chỉ cần hắn khôi phục hoàn toàn, hết thảy đều xong, Huyết Hà thiên kinh bị hắn tế luyện mười mấy vạn năm, bất cứ người nào cũng không thể dễ dàng hủy diệt tinh thần ấn ký hắn lưu lại. Hắn tin tưởng dù tồn tại cùng giai, với hắn cần tiêu phí vạn năm mới có thể hủy diệt tinh thần của hắn lạc ấn, sau đó sẽ thấy thiên địa bí mật ghi lại trong thiên kinh. Hiện tại cần phải làm là toàn lực thoát khốn. Huyết Hà lão tổ niệm, lập tức hành động, hắn gào to một tiếng, cả hai tay đều cầm một đạo sông máu. Quét ngang tung hoành, có tư chất vô địch. Bọn người Khổng Thanh Dương phóng xuất toàn bộ chiến lực mà đối kháng sông máu. Nếu bị sông máu cuốn vào, dù bọn họ là sáng thế đế đều vô dung, sẽ bị luyện hóa thành máu loãng. Đây chính là công pháp thiên địa ẩn dục đi ra. Huyết Hà lão tổ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bảy người Khổng Thanh Dương đều gầm lên, Huyết Hà lão tổ rõ ràng liều cái mạng già, làm cho bọn họ cũng hoàn toàn không có đường lui. Chỉ có chấn giết cái lão quái vật này sau lại cướp lấy Huyết Hà thiên kinh. Bọn họ vận chuyển chiến lực tới cực hạn, từng người tế xuất tuyệt học đánh tới Huyết Hà lão tổ. Một kích này, bọn họ đều mang tâm tất sát, thậm chí không tiếc hao tổn tu vi bản thân mới, có thể đánh ra một kích chí cường như vậy. Ha ha ha, các
các ngươi muốn giết bản lão tổ còn chưa đủ tư cách. Huyết Hà lão tổ cuồng tiếu một tiếng, cả người lại biến thành một đạo sông máu, thình thịch thình thịch thình thịch, bảy đạo công kích có thể tan vỡ thiên địa oanh đến nhưng lại như là châu đất xuống biển, nhao nhao bị sông máu cắn nuốt. Chỉ trong nháy mắt sau, thân thể Huyết Hà lão tổ hiển hóa một lần nữa, trên mặt của hắn hiện lên một đạo ửng hồng, dường như cũng vì hành vi vừa rồi mà bỏ ra giá phải trả tương đối. Ngươi lại chạm tới đạo cái chắn kia. Mã Tam Hà rung giọng nói, không thể nói rõ trong giọng hắn bao hàm đến tột cùng là khiếp sợ hay là hâm mộ, hoặc có đủ cả. Bản lão tổ có Huyết Hà thiên kinh 20 vạn năm, chẳng lẽ còn như các ngươi thủy chung không đến cánh cửa kia. Huyết Hà lão tổ ngạo nghễ nói, tay phải rạch một cái đối với bầu trời, một đạo khe nứt hư không đột nhiên hiện ra. Bảy người Khổng Thanh Dương biết hắn muốn trốn chạy, nhưng phía trước đánh ra một kích kia làm cho bọn họ vẫn còn chưa khôi phục lại, nào có năng lực ngăn cản. Các ngươi chờ bản lão tổ, đợi bản lão tổ khôi phục lại, sẽ chạy tới Tuyệt Tiên Thành diệt bọn ngươi, tính cả nhà của các ngươi sạch sẽ. Thân hình Huyết Hà lão tổ bắn ra, nhảy vào trong đạo kẽ nứt hư không kia. Ở trong nháy mắt kẽ nứt khép lại, hắn liếc nhìn hướng về đoàn người Chu Hằng phương xa, lúc này hắn mới chú ý tới xa xa còn có một bầy kiến hôi tồn tại như vậy. Bọn họ sao còn sống? Dư ba cấp bậc sáng thế đế chiến đấu tấn công, một gã Nguyệt Minh đế có thể bảo vệ được mười mấy Nguyệt Minh hoàng, Nguyệt Minh vương. Chắc chắn cổ quái. Chẳng lẽ, bọn họ có liên quan với việc đánh cắp Huyết Hà thiên kinh? Huyết Hà lão tổ phun máu tươi, một chiêu cuối cùng kia hắn nhìn như mạnh đến cực hạn, thực ra chỉ có hắn tự mình biết vì thế bỏ ra bao nhiêu giá phải trả. Hiện tại sự tình hắn duy nhất có thể làm chính là điều dưỡng khôi phục, mặc kệ Huyết Hà thiên kinh bị trộm có quan hệ cùng bọn chúng hay không, cũng phải đợi cho hắn khôi phục sau đã. Lại bị lão quái vật chạy thoát. Bảy người Khổng Thanh Dương đều lộ ra vẻ thất vọng cực độ. Bọn họ tràn đầy kỳ vọng, bỏ ra tu vi bản thân hao tổn cũng chỉ làm Huyết Hà lão tổ bị thương nặng, hoàn toàn không đạt tới mục đích mong muốn, cũng khó trách bọn hắn thất vọng. Đại sư thiên hạ, lần này lão quái vật thương cũng tương đối nghiêm trọng, nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh chữa thương, chỉ cần tìm được hắn ở trước khi thương thế khôi phục, chúng ta còn có hy vọng. Không tồi, nhất thiết phải giết trừ, nếu không tai họa thiên hạ. Bảy sáng thế đế trao đổi ý tưởng, nhao nhao một tay rạch phá mở hư không, từng cái rời đi. Tuy nhiên cũng không phải mọi người đều đi, vẫn có một người lưu lại, Đông Quách Hằng. Hắn cất bước đi tới trước mặt những người Chu Hằng, khi ánh mắt đảo qua chúng nữ, không khỏi lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Những cô gái này mỗi người phong thần tuấn giật, cẩn thận nhìn, mỗi người đều là căn cốt tuyệt hảo, thuộc loại thiên tài học cái gì đều nhanh thông. Thiên tài như vậy, ngẫu nhiên xuất hiện một cái đều có thể làm cho một đống lớn cường giả đoạt đồ đệ, mà liều mạng vỡ đầu chảy máu, mà lập tức xuất hiện chừng 10 cái thật làm cho người ta khó, mà tin được hai mắt của mình. Hắn ngẩn ra nhìn Chu Hằng, nói, lão phu Đông Quách Hằng, trừ bỏ là sáng thế đế ra, còn có một thân phận khác. Dược sư Lục Tinh. Dược sư Lục Tinh. Dược sư Lục Tinh đã rất hiếm thấy, lại thêm sáng thế đế thì càng thêm lợi hại, đại biểu cho hắn chẳng những là võ đạo cự phách, ở đan đạo cũng có thiên phú cực cao. Đương nhiên, so với Dược sư Lục Tinh thì sáng thế đế vẫn dọa người hơn. Ngươi chính là Chu Hằng đi, lão phu đã thấy bức họa của ngươi. Đông Quách Hằng cười nói, lão phu lần này lại đây, muốn gặp Dược sư Tam Tinh gần đây mới xuất hiện, nghe nói đám nhãi con kia đánh giá ngươi phi thường cao. Chu Hằng mỉm cười, nói, ở luyện đan, vãn bối quả thật có tay nghề. Xú tiểu tử không biết xấu hổ. Hỏa thần lô lẩm bẩm trong đan điền. Đông Quách Hằng lại có chút thưởng thức Chu Hằng, thiên tài làm sao có thể không có ngạo khí. Nghe nói ngươi còn muốn trực tiếp chứng thực Dược sư Thập Tinh. Vị Dược sư Lục Tinh cười hỏi. Chu Hằng nghĩ nghĩ, cái này vãn bối quả thật có chút nói ngoa, tuy nhiên đạt tới Dược sư Ngũ Tinh lại không thành vấn đề. Hắn cố ý khiêm nhường, dù sao tuổi tác của hắn đã lộ, khác người sẽ khiến người hoài nghi. Tuy rằng hắn hiện tại cũng đã đủ khác người, phách lối, nhưng Dược sư Thập Tinh quả thật rất khoa trương, nghe nói toàn bộ 49 tiên thành cộng hết lại cũng chỉ có một bàn tay. Ha ha, vậy để lão phu đến khảo giác ngươi. Đông Quách Hằng dừng một chút. Rời khỏi nơi này trước, đây cũng không phải là địa phương luyện đan. Tay phải hắn rạch một cái, một đạo khe nứt hư không hiện ra, tay phải hắn một vòng, mọi người đều bị hắn đưa vào trong cái khe kia, nhoáng lên một cái, bọn họ đã xuất hiện ở trong một mảnh vùng quê, trên bầu trời có mặt trời đỏ lóng lánh. Đây đã là bên ngoài giới. Dã Mã Thành ở bên kia. Đông Quách Hằng lại vòng bàn tay to, mọi người lại bị hắn bao phủ, vị sáng thế đế này bay lên trời, cho dù hắn mang theo nhiều người như vậy nhưng tốc độ vẫn mau thái quá. Chu Hằng không khỏi âm thầm líu lưỡi, sáng thế đế chính là sáng thế đế, hắn tính toàn lực vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ cũng không theo kịp, căn bản ngay cả tư cách so sánh cũng không có. Vẻn vẹn chỉ mấy hơi thở bọn họ đi tới Dã Mã Thành, Đông Quách Hằng buông mọi người, cười nói. Người trẻ tuổi, đến nhà ngươi ngồi một chút.
Dương Lan Hinh lập tức vui mừng quá đỗi, nếu có thể được một vị sáng thế đế thêm Dược Sư Lục Tinh tới nhà làm khách, về sau còn có ai dám trêu chọc Dương gia. Tương đương với mua một tấm phù bình an cấp Dương gia. Nàng vội vàng nhìn về phía Chu Hằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nàng sợ Chu Hằng có ý kiến, không chịu mang Đông Quách Hằng đi Dương gia. Chu Hằng không khỏi bật cười, hắn cũng biết đạo lý phù sa không chảy ruộng ngoài, như thế nào đi nữa nói Dương Thiết Hổ cũng là cha vợ hắn, chỗ tốt này hắn không tiện nghi Dương gia thì tiện nghi ai. Về phần Lâm Tài Tuấn cùng Lưu Hàn Diệp, hắn tìm một cơ hội lặng lẽ bóp chết thì tốt, hai ruồi bò ong ong nhìn đến là phiền. Có thể được tiền bối quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Chu Hằng cười nói, dẫn đường ở phía trước, tiền bối mời. Đông Quách Hằng vuốt ve chỏm râu, uy thế toàn thân thu liễm, hắn chỉ cần hơi lộ ra một khí tức sáng thế đế, cư dân dã mã thành phòng chừng đều bị động đất mà chết. Hắn gần như là mạnh nhất tiên giới, khí tức thu liễm sau khi trừ phi là cường giả cùng giai. Nếu không căn bản không nhìn ra được lão già phổ thông lại là, đại nhân vật có thể khiến tuyệt tiên thành run rẩy. Chu Hằng cầm minh bài dược sư tam tinh, thời điểm đi qua cửa thành, ba vì sao phóng hào quang, thủ vệ vừa thấy vội vàng vô cùng cung kính để bọn họ thông hành. Dược sư tam tinh a, đó là loại tồn tại nào? Đi vào cửa thành sau, bọn họ cũng không nóng nảy, từ từ đi đến Dương gia. Chính là phó gia trước kia, bây giờ lại biến thành Dương gia, nhiều ngày như vậy Dương gia cũng đã hoàn thành chuyển nhà. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới cửa Dương gia. Tại sao có thể như vậy? Dương Lan Hinh lập tức kinh hô lên, hai phiến đại môn bị đánh bể, trên mặt đất hãy còn có thể nhìn thấy mấy khối mảnh vỡ thật nhỏ. Cửa còn có hai thủ vệ, nhưng mỗi người đều ủ rũ, gần như vẻ mặt đều cầu xin. Đã xảy ra, chuyện gì có người dám đến Dương gia quấy rối? Ai dám? Có tấm chiêu bài con rể dược sư tam tinh này, còn chưa đủ dọa lui những A Miêu A Cẩu kia sao? Dương gia chiếm được tất cả nhà quyền thế dã mã thành Nhận Đồng, thay thế phó gia, là một trong những gia tộc có thể đưa phiếu biểu quyết ở Thiên Uy Điện, đây là một cái địa vị tương đối hiển hách. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Lan Hinh phẫn nộ nên thân thể mềm mại phát run. Đại tiểu thư. Hai gã hộ vệ nhìn thấy đám người Chu Hằng, vẻ mặt trên mặt chẳng những không buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Ha ha ha, chánh chủ nhân rốt cục đã trở lại. Cười dài một tiếng, một thanh niên áo gấm đi ra trong phủ. Khí tức Nguyệt Minh Đế không che giấu chút nào cuồn cuộn nhi động. Ở phía sau hắn còn một người, lại là Lưu Hàn Diệp. Tên này lại không chết ở trong tinh phong không gian, xem ra nhóm hắn bị Khổng Thanh Dương vứt ra. Lâm Tài Tuấn không ở đây, khả năng chết ở trong tinh phong không gian, cũng có thể bị ném ra địa phương cách dã mã thành quá xa, hiện tại còn không trở về. Quang Thiếu, người này chính là Chu Hằng, còn đây là nghĩa muội Dương Lan Hinh của ta, những nữ nhân khác đều là thê thất Chu Hằng. Lưu Hàn Diệp giới thiệu cho thanh niên kia. Lưu Hàn Diệp, người này là ai? Dương Lan Hinh ẩn ẩn tra giác trong phủ có biến. Tự giới thiệu mình một chút, bản thân họ Mặc Diệu Quang, đến từ Đông Mùi Thành Mặc gia. Ta có một người muội muội, nàng kêu Mặc Ngọc Nghiên, nói vậy các ngươi đều nghe nói qua tên của nàng đi. Thanh niên kia lạnh lùng nhìn Chu Hằng, có sát khí lưu chuyển. Thực ra nghe được đối phương họ Mặc, trong lòng Chu Hằng đã hiểu, đối phương tới trả thù. Lúc trước diệt Mông gia, không phải thuận tiện cũng đều giết tùy tùng Mặc Ngọc Nghiên sao? Vẫn còn có cá lọt lưới, hiện tại đuổi tới Tây Hợi Thành. Chu Hằng tươi cười. Không tồi, Mặc Ngọc Nghiên là ta giết. Ngươi thật là giỏi. Mặc Diệu Quang cười nhạo. Nguyệt Minh Hoàng 11 luân quả thật rất mạnh, nguyên bản Mặc gia ta cầu nhân tài như vậy còn không được. Tuy nhiên ngươi không nên đụng đến người Mặc gia ta, quỳ xuống chịu chết đi. Hắn đứng chắp tay, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo. Chu Hằng nhìn lướt qua Lưu Hàn Diệp, Mặc Diệu Quang biết hắn là Nguyệt Minh Hoàng 11 luân thì do người này cáo mật đi. Chỉ là Lưu Hàn Diệp biết tin tức cũng quá chậm, Nguyệt Minh Hoàng 11 luân chẳng qua là tu vi khi hắn đại náo Thiên Uy Điện. Cha ta đâu? Dương Lan Hinh cướp hỏi, trên mặt không che giấu được quan tâm. Mặc Diệu Quang hướng nàng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt toát ra một tia thèm nhỏ dãi. Như hắn bên cạnh cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng Dương Lan Hinh cũng không phải mỹ nữ bình thường, mà là thuộc loại tuyệt sắc mấy vạn năm mới có thể ra một cái, thật giống như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Ứng Mộng Phạm, phía trước phía sau cách gần như 10 vạn năm mới xuất hiện hai cái. Tuyệt sắc. Hơn nữa còn là tu vi Nguyệt Minh Hoàng, cái này càng thêm khó được. Quang Thiếu, vị nghĩa muội này là mỹ nữ xuất sắc nhất dã mã thành, đừng nói dã mã thành, dù là ở toàn bộ Tây Hợi Thành đều là số 1 số 2. Lưu Hàn Diệp giống như một cái ma cô, tận hết sức lực đề cử về phía Mặc Diệu Quang. Lưu Hàn Diệp, ngươi còn có xấu hổ hay không? Cha ta đâu? Cha ta ở nơi nào? Dương Lan Hinh nổi giận nói. Cha ngươi không tốt lắm. Mặc Diệu Quang nhìn chằm chằm Dương Lan Hinh. Đã làm tù nhân chừng mấy ngày. Về sau tiếp tục làm tù nhân hay thế nào, phải xem biểu hiện của ngươi. Hắn cười hắc hắc, không che giấu dụng ý của mình chút nào.
Chu Hằng nhìn Đông Quách Hằng một cái, vị lão dược sư này, sáng thế đế thì là mặt tỉnh, không ý tứ nhúng tay chút nào. Hiển nhiên vị cường giả này căn bản không quản loại thế hệ nhỏ xung đột, chỉ cần Chu Hằng không gặp được nguy hiểm hắn sẽ không xuất thủ. Đối với Chu Hằng mà nói, thế này đã đủ, tương đương với có một đạo miễn tử kim bài hộ thân. Mặc dù có Hoặc Thiên ở đây cũng giống vậy. Hắn tiến lên trước một bước, đi gọi người lớn nhà ngươi ra đây. Cái gì? Mặc Diệu Quang giận dữ, con bà nó nói cái gì? Gọi người lớn nhà ngươi ra. Hắn là đứa nhỏ sao? Còn cần người lớn bao bọc. Hắn là Nguyệt Minh Đế, hơn nữa còn là Nguyệt Minh Đế Bảy Luân Đỉnh Phong, thiếu chút nữa có thể đi vào Nhật Diệu Vương. Một cái Nguyệt Minh Hoàng 11 vầng trăng lại dám làm càn ở trước mặt hắn như thế, thật sự muốn lật trời. Quang Thiếu bất giận, khóe miệng người này đặc biệt thối. Hắn ỷ vào mình là dược sư tam tinh liền tự cao tự đại coi trời bằng cái vung. Lưu Hàn Diệp vội vàng nói. Dược sư tam tinh. Mặc Diệu Quang khẽ nhíu mày, dược sư là một cái quần thể cực đặc thù, chọc một cái chẳng khác nào gặp phải một đống. Muốn giết dược sư, tốt nhất là lén lén lút lút giết, thần không hay quỷ không biết tự nhiên không ai sẽ tính toán. Tuy nhiên Mặc gia ở Đông Mùi Thành, làm thịt một cái dược sư tam tinh ở trong này, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ đến đây, Mặc Diệu Quang lập tức thu hồi băn khoăn. Dược sư tam tinh thì như thế nào? Bản thiếu muốn giết người, dược sư hiệp hội có năng lực ngăn cản được bản thiếu. Mặc Diệu Quang lạnh lùng nói. Chu Hằng không khỏi thầm vui mừng, liếc Đông Quách Hằng một cái, chỉ thấy khóe miệng dược sư lục tinh co quắp một chút. Trước mắt hòa thượng mắng người hói đầu, tên này đủ can đảm. Mặc Diệu Quang nhìn Lưu Hàn Diệp, đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi, đi đánh hạ tên này. A, Lưu Hàn Diệp hoảng sợ, hắn chỉ là Nguyệt Minh Hoàng 2 luân mà thôi, tại sao có thể là đối thủ Nguyệt Minh Hoàng 11 luân? Người ta đã đánh xuyên hàng rào cảnh giới, nghiền ép hắn không biết mấy con phố. Sợ cái gì, bản thiếu sẽ thay ngươi áp trận, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin bản thiếu? Mặc Diệu Quang lạnh lùng nói. Nói thật, Lưu Hàn Diệp thật không thể nào tin được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày đó chi tiết một trận chiến Thiên Uy Điện cũng dần dần lưu truyền mở ra, không ít người đều biết Chu Hằng giết vài cái Nguyệt Minh Đế, đó là khí phách bực nào. Mặc Diệu Quang quả thật rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế Bảy Luân. Lúc trước Thiên Uy Điện cũng không chỉ có một Nguyệt Minh Đế Bảy Luân, nhưng còn không phải không thể ngăn cản được Chu Hằng giết người. Hắn giao thủ Chu Hằng, coi như là tự tìm đường chết, tên kia cũng không phải người thiện tâm a. Quang Thiếu Lưu Hàn Diệp run giọng nói. Hắn muốn để Mặc Diệu Quang thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Như thế nào, bản thiếu cho ngươi làm chút chuyện điều bất đắc dĩ như vậy? Mặc Diệu Quang lạnh lùng nói. Sắc mặt Lưu Hàn Diệp khó coi, hắn vừa không dám giao chiến cùng Chu Hằng, cũng không dám nghịch lại Mặc Diệu Quang, bởi vì lần này Mặc gia phái ra Nhật Diệu Vương, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả nhà quyền thế dã mã thành. Bằng không lão tử hắn là Nguyệt Minh Đế, cần gì phải thấp giọng, thái độ tiểu nhân. Thấy hắn khó xử, người xem ở ngoài cửa đều nhịn không được cười lên. Bọn họ không giống đám người Chu Hằng, thẳng đến bây giờ mới biết Mặc gia đột kích, trên thực tế mấy ngày trước Mặc gia đã đến rồi, thứ nhất là với chi thế lôi đình vạn quân bắt lại Dương gia. Tuy rằng các nhà quyền thế khác trong thành nhao nhao ra mặt cầu tình, nhưng Mặc gia căn bản không để dã mã thành nho nhỏ vào mắt. Mặc gia là cái tồn tại gì? Có Nhật Diệu Đế chấn giữ, cần cấp mặt mũi cho thế lực Nguyệt Minh cảnh nho nhỏ. Đều nói cường long không áp địch đầu xà, Mặc gia với thái độ cường thế mà đến, ngại vì pháp tắc tuyệt tiên thành. Bọn họ không có khả năng thành lập thế lực ở dã mã thành, bởi vậy mấy ngày nay bọn họ có thể nói cố gắng phá hư, thậm chí bắt đi vài nữ nhân tuyệt sắc. Điều này tự nhiên khơi dậy toàn thành công phẫn, đối với người trợ trụ Vi Ngược đương nhiên cũng cực kỳ khinh bỉ, giờ phút này nhìn thấy bộ dáng Lưu Hàn Diệp làm sao có thể không cười lạnh chào phúng. Gọi kẻ trộm làm cha. Mặc Diệu Quang tuy rằng thu Lưu Hàn Diệp là tùy tùng, nhưng thực sự sao coi hắn ra gì. Lần này mục đích Mặc ra tới rất đơn giản, chính là giết người. Uy nghiêm Mặc gia không thể xâm phạm. Lưu Hàn Diệp đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn không dám cầu tình Mặc Diệu Quang, chỉ có thể cất bước đi đến Chu Hằng, đi rất chậm, sắc mặt trắng bệch. Đằng, 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 hắn đi ra 5 bước sau. Đột nhiên ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Mọi người đều sửng sốt, sau đó nhao nhao phát ra cười to. Tên này lại bị dọa ngã. Mất mặt a, nhưng cũng có mấy người lại lộ ra cười lạnh, nào có dễ dàng dọa như vậy, tên kia khẳng định là giả bộ bất tỉnh. Mặc Diệu Quang cười lạnh một tiếng. Đứng lên cho ta. Còn dám giả chết trên mặt đất, bản thiếu giết sống ngươi. Lưu Hàn Diệp vẫn không nhúc nhích, hiện tại nếu hắn đứng lên chẳng những càng thêm mất mặt, chiến một trận với Chu Hằng cũng là chữ chết. Nếu giả vờ, vậy phải giả vờ hết cỡ đi. Chu Hằng cười ha ha, quay đầu nói với Dương Lan Hinh. Cái nghĩa huynh này của ngươi thật rất có tính cách. Dương Lan Hinh chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, hận không thể đào động chôn mình.
Tuy rằng Lưu Hàn Diệp không họ Dương, nhưng chuyện hắn làm sẽ bị người tính trên đầu Dương gia. Mặc Diệu Quang đi lên trước vài bước, đá mạnh ra một cước, thình thịch, Lưu Hàn Diệp lập tức bị hắn đá bay ra hơn 10 trượng, xẹt qua một đường vòng cung ở trên trời mới hạ xuống, cái đùi phải bị đá gãy, máu tươi bắn ra bốn phía. Lưu Hàn Diệp có thể chịu, chân bị đá không nói một tiếng, hạ quyết tâm phải giả bộ bất tỉnh. Nhưng cái này cũng thật không hợp tình lý, ai nhận được tổn thương như vậy không tỉnh lại. Lúc này Mặc Diệu Quang cũng lười để ý tới loại tiểu nhân vật giả chết, hắn nhìn Chu Hằng lạnh lùng nói. Ngươi dám giết người Mặc gia, chẳng những ngươi phải chết, thân nhân ngươi ở hạ giới, bằng hữu cũng đều phải chết, đây là một cái cảnh cáo. Với Mặc gia là địch chỉ có một cái kết quả. Quỳ xuống. Hắn đột nhiên quá độ thần uy, bảy vầng trăng tròn vận chuyển ra, tản phát ra khí tức kinh khủng. Thình thịch thình thịch thình thịch, người xem cuộc chiến bốn phía hơn phân nửa đều không tự chủ được quỳ xuống. Nguyệt Minh Đế Bảy Luân thật sự quá mạnh mẽ, đứng ở đỉnh phong toàn bộ Dã Mã Thành. Bình thường đều thuộc loại nhân vật cấp lão tổ mỗi đại gia tộc không thế ra, làm sao dễ dàng xuất đầu lộ diện. Quang thiếu, đối phó một cái Nguyệt Minh Hoàng làm sao ngươi phải tự mình ra tay, để lão phu. Hưu, mấy đạo nhân ảnh hạ xuống trên bầu trời, đều là lão nhân 60, đồng dạng là cấp bậc Nguyệt Minh Đế Đỉnh Phong. Bốn vị Nguyệt Minh Đế Đỉnh Phong đều đến. Chẳng lẽ Vu gia chúng ta không có người sao? Hưu, lại mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, đó là bốn vị Nguyệt Minh Đế Đỉnh Phong Vu gia. Hai nhà nguyên bản tương giao tâm đầu ý hợp cùng Phó gia, mưu đồ đẩy ngã chức thành chủ của Tư Đồ gia, không nghĩ tới bởi vì Chu Hằng, sự tình còn chưa bắt đầu Phó gia đã bị 14 đại gia tộc liên thủ tiêu diệt. Tuy rằng hai nhà tôn, Vu ở mặt ngoài lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa với Chu Hằng, hơn nữa cũng tham dự cuộc chiến hủy diệt Phó gia, nhưng bọn hắn luôn lo lắng Chu Hằng có thể nhớ hận bọn hắn liên thủ Phó gia, ở Thiên Uy Điện tạo áp lực, hay không? Đợi Mặc gia lại đây, bọn họ cảm giác cơ hội tới. Giết chết Chu Hằng, mượn tay Mặc gia xử lý Tư Đồ gia, như vậy bọn họ có thể đoạt được chức thành chủ, nhưng lại không có hậu hoạn. Bởi vậy bọn họ biết được Chu Hằng trở về, tự nhiên phải vội vã chạy tới lấy lòng Mặc Diệu Quang. Mặc Diệu Quang cười ha ha, hắn tự nhiên biết hai gia tộc này tất nhiên có mưu đồ đối với hắn, nhưng hắn không quan tâm, thân là một cái tuấn kiệt gia tộc Nhật Diệu Cảnh, hắn cần để ý những con kiến này sao? Các ngươi cùng tiến lên, đánh hạ hắn cho bản thiếu. Hắn thu hồi bảy vầng trăng, hạ lệnh hướng về tám Nguyệt Minh Đế Đỉnh Phong. Vâng, Quang Thiếu. Tám người này đều thập phần cung kính nói. Dọa người. Các ngươi không biết xấu hổ. Người xung quanh nhìn không được, nhao nhao kêu to lên. Gì thì gì, ngoại nhân lấn đến trên cửa, không hợp tác giúp người mình cũng thôi. Không ngờ khuỷu tay trách ra phía ngoài giúp người ngoài khi dễ người mình. Muốn chết. Ám đại Nguyệt Minh Đế đồng loạt hử lạnh, uy áp tỏa ra, chấn mọi người đều tay chân như nhũn ra. Ha ha ha. Phía trước 14 đại gia tộc liên thủ diệt Phó gia mới có Dương gia bây giờ, thật sự là trào phúng. Hiện tại đến phiên Dương gia bị Tôn gia cùng Vu gia liên thủ công kích, thế sự thật đúng là vô thường. Mặc Diệu Quang vừa nói, hai tay ôm ngực nhìn náo nhiệt. Chu Hằng, thúc thủ chịu trói đi. Tám lão tổ đều quát Chu Hằng. Bọn họ cũng đều biết Chu Hằng có được 11 vầng trăng, mặc dù là Nguyệt Minh Hoàng lại có được chiến lực Nguyệt Minh Đế, nhưng Nguyệt Minh Hoàng 11 luân nhiều nhất bằng Nguyệt Minh Đế 2 luân. Có thể so sánh cùng Nguyệt Minh Đế Đỉnh Phong sao? Huống chi bọn họ có 8 người. Chu Hằng có thể cậy vào bất quá là bộ thân pháp mà thôi, cũng là như vậy, bọn họ mới không vội vã động thủ, muốn cho Chu Hằng buông bỏ chống cự. Các ngươi không biết xấu hổ, lần trước tha các ngươi một mạng, rồi lại bội bạc, lại đầu nhập vào kẻ thù bên ngoài, các ngươi còn có mặt mũi còn sống. Chu Hằng khinh thường nói, 8 đại Nguyệt Minh Đế chưa từng bị người nhục mạ như thế. Bọn họ ở Tây Hợi Thành chính là đại danh từ mạnh nhất, lại là lão tổ gia tộc. Đều là đại nhân vật cao cao tại thượng, từ trước đến nay được cung kính vô cùng. Nguyệt Minh Hoàng cũng dám nói năng lỗ mãng ở trước mặt bọn họ, thật sự là muốn chết. Hư hư hư, 8 người đồng thời ra chiêu đối với Chu Hằng. Bọn họ biết thân pháp Chu Hằng quá nhanh, bởi vậy đã sớm phân tán ra vây quanh Chu Hằng. 8 người đồng thời vận chuyển ra 7 vầng trăng tròn, thần trích đỉnh đầu trồi lên, tiên thuật vận chuyển. Ở trước mắt bao người bọn họ không sợ mất mặt, đã lấy nhiều khi ít, nếu vẫn không thể bắt lại Chu Hằng gọn gàng sạch sẽ. Bọn họ có thể tìm dây thừng tự mình treo cổ. Chu Hằng nhếch miệng cười, thân hình không nhúc nhích, đợi cho 8 đại Nguyệt Minh Đế bay vụt mà tới, hắn ra quyền vô cùng nhanh. Thình thịch, 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 liên tục đánh ra 8 quyền, phân biệt đón đỡ 8 đại lão tổ. Chẳng ai nghĩ tới tốc độ hắn ra quyền nhanh như vậy, Nguyệt Minh Đế đều không thể bắt được quyền ảnh của hắn. 8 đạo nhân ảnh gần như đồng thời xẹt qua bầu trời. Sau đó bịch 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 rơi xuống trên mặt đất, mỗi một người đều ngã. Rõ ràng là 8 đại lão tổ kia. Đường đường 8 vị cấp bậc đỉnh phong Nguyệt Minh Đế không ngờ bị Chu Hằng một đấm đánh sập toàn bộ,
Này 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 này, đây là thật sao? Mọi người kinh ngạc trố mắt, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Chu Hằng không phải Nguyệt Minh Hoàng sao? Làm sao có thể có chiến lực kinh khủng như vậy? Dù hắn là Nguyệt Minh Đế tốt lắm, dù hắn là Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, nhưng tu giả đồng giai đối chiến có năng lực một quyền đánh sập 8 đối thủ sao? Thần thoại hoang đường. Ngay cả Mạc Diệu Quang đều lộ ra một chút ngạc nhiên, đừng nhìn cùng là Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, nhưng chiến lực lại xuất hiện chênh lệch trời cùng đất, thật giống như Từ Anh Minh, Quách Vũ Hậu trong Tinh Phong thí luyện, bọn họ chỉ là Nguyệt Minh Đế bốn luân mà thôi, lại có được thực lực đánh giết Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ khiến hắn kinh ngạc một chút mà thôi, hắn đến từ Đông Mùi Thành, Nguyệt Minh Đế đỉnh phong tầm thường sao có thể so. Hắn cũng có thể một kích đánh sập 8 gã Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Nguyệt Minh Đế hai nhà vu, Tôn dãy dụa bò dậy, khóe miệng đều mang theo một đạo máu tươi, khí tức cũng rớt xuống tầng 1, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Bọn họ đều hoảng sợ, kết quả như vậy để cho bọn hắn không thể tưởng tượng cùng tiếp nhận. Phía trước bọn họ rất kiêng kỵ Chu Hằng, tuy nhiên đó là bởi vì Chu Hằng có danh hiệu Dược Sư Tam Tinh. Nhưng bây giờ Chu Hằng lại bạo phát ra thực lực tuyệt đối, khiến bọn họ đều cảm nhận được hàn ý từ ở sâu trong nội tâm. Tiểu tử này cũng không phải Nguyệt Minh Hoàng. Ngươi là Nguyệt Minh Đế. 8 đại lão tổ đều run giọng nói. Ngắn ngủi hơn 1 tháng từ Nguyệt Minh Hoàng nhảy vào Nguyệt Minh Đế. Tiểu tử này tiến vào tinh phong không gian, nhất định là chiếm được thiên đại cơ duyên ở bên trong. Thật sự để cho người đỏ mắt a. Theo tuổi trắc nghiệm tiểu tử này còn không hơn 100 tuổi, nhưng bây giờ đã là Nguyệt Minh Đế. Suy nghĩ lại bọn họ một chút, tân tân khổ khổ bao nhiêu năm, thời gian tiến vào Nguyệt Minh Đế người nào không phải qua hơn vạn năm. Đúng là che giả măng mọc a. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua ở trên người bọn họ, cười nói. Sợ. 8 đại lão tổ rất muốn kiên cường hô ai sợ ngươi, nhưng miệng của bọn họ nhu động một cái, những lời này thế nào cũng không nói nên lời. Một kích phía trước, bọn họ đã toàn lực ứng phó, tuy rằng còn không phát huy ra chiến lực mạnh nhất nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể đánh lại Chu Hằng. Nên biết rằng bọn họ là 8 người liên thủ a, dù bọn họ phát huy ra chiến lực mạnh nhất, dưới tình huống này sẽ có bao nhiêu biến hóa. Lúc này thật sự khó chơi. Tiến thối lưỡng nan a, đánh khẳng định không phải đối thủ Chu Hằng. Nếu như lui, Mạc Diệu Quang lại là người dễ nói chuyện sao? Bẫy chết mình. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, quay đầu nói. Con lừa, ta ghét nhất loại người nào. Con lừa đen tuy rằng tham bỏ thành tánh, cả ngày cãi nhau ầm ĩ với Chu Hằng, nhưng nó cũng thập phần hiểu biết Chu Hằng. Lập tức nói, đương nhiên là cái loại lão ô quy bán chủ cầu vinh. Bán chủ cầu vinh, 8 đại lão tổ đều tức giận xanh mặt, ở trong mắt bọn họ hành vi của mình sao có thể xem như bội bạc. Cái này gọi là xem xét thời thế, nước chảy chỗ trũng a, con lừa đê tiện, chớ có nói bậy. Bọn họ nhao nhao khiển trách, khí tức Nguyệt Minh Đế đỉnh phong dựng lên, tuy rằng bọn họ làm chuyện không biết xấu hổ, lại cố tình còn bao che. Gì, bản thần Lư đại nhân chính là thiên địa điềm lành. Các ngươi lại dám nói bổn tạo nói bậy. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên. Bổn tạo hoài nghi nghiêm trọng các ngươi chẳng những bán chủ cầu vinh, còn bán cả mông đi. Những lời này vừa ra, sắc mặt của 8 đại lão tổ lập tức từ xanh biến thành đen, toàn thân đều phát run, mà các khách đang xem thì không nhịn được bật cười. Đầu con lừa này thật là nham hiểm a, muốn chết. 8 đại lão tổ làm sao còn nhịn được, xuất thủ về con lừa đen. Xem ra, phó gia giáo huấn còn chưa đủ a. Chu Hằng hừ lạnh nói, trong mũi phun ra một đạo dòng khí. Oanh, 8 đại lão tổ đồng loạt gục sát đất. Ngay cả một ngón tay đều không cách nào nhúc nhích. Hắn chuyển hóa linh lực kinh khủng thành trọng lực. Lực lượng 10 vầng trăng tròn tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Minh Đế 7 luân. Chu Hằng tản ra sát khí cuồng bạo. Chuyện này thúc xong hắn sẽ rời Dã Mã Thành. Rời đi Tây Hợi Thành. Chúng nữ tự nhiên theo chính mình cùng đi. Nhưng Dương gia lại phải ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Như thế nào đi nữa nói, Dương Thiết Hổ cũng là cha vợ hắn. Hắn cấp cho cha vợ một cái môi trường an toàn. Nếu phó gia giáo huấn còn chưa đủ, vậy lần này hắn dùng máu tươi để tưới lên tên mình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn đi tới phía 8 đại lão tổ, mỗi một bước đều giống như đạp ở trong lòng 8 đại lão tổ, làm cho bọn họ ai cũng dâng lên sợ hãi không thể nói. Đủ rồi. Mặc Diệu Quang sắc mặt khó coi, hắn trước sau phái ra 2 nhóm người, nhưng ai cũng bị Chu Hằng dễ dàng đánh bại. Tuy rằng bị bại không phải là mình, lại làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Ngươi là ai, ngươi nói đủ là đủ rồi sao? Chu tiểu tử, tiếp tục, xảy ra chuyện gì đều có bổn tạo che chở ngươi. Con lừa đen ở một bên thập phần đắc ý nói. Mặc Diệu Quang lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Chu Hằng, ngươi quả thật rất không kém. Tuy nhiên, lần này Mặc gia ta xuất động một vị Nhật Diệu Vương. Ngươi bất phàm thì như thế nào? Dù ngươi đánh vỡ cực hạn, có được 8 vầng trăng, thậm chí tiên giới cực hạn 15 vầng trăng thì như thế nào? Nhật Diệu Vương trấn áp ngươi trong nháy mắt. Nhiều lời như vậy, ngươi còn không phải sợ.
Chu Hằng mỉm cười, phủi tay một cái. Sợ phải đi gọi người lớn, ta làm thịt người lớn trước, sau đó làm thịt trẻ nhỏ. Mặc ra bọn họ chẳng lẽ là gà vịt dê bò, không ngờ dùng để làm thịt. Hai mắt Mặc Diệu quang phun lửa, con cháu nhà quyền thế có lẽ quần áo lụa là, nhưng bọn hắn đều xem rất nặng đối với vinh dự gia tộc. Tuy nhiên Chu Hằng biểu hiện cũng quá cường thế, khiến hắn có chút cố kỵ, không dám dễ dàng ra tay. Còn không mau đi. Chu Hằng lộ ra một tia không vui, cách không đánh một chưởng, một thanh âm thanh thúy vang lên, gò má trái Mặc Diệu quang đã có thêm một dấu bàn tay vô cùng rõ ràng. Hay, đáng đánh. Tốt nhất là đánh chết tên khốn kiếp này. Mọi người chung quanh nhao nhao ủng hộ, mấy ngày nay Mặc gia biến dã mã thành thành gà bay chó sủa, ai không hận bọn họ chết khiếp. Nhưng người ta có Nhật Diệu Vương tạo chấn, hận thì có năng lực như thế nào, tức giận nhưng không dám nói. Chu Hằng đánh một chưởng này xem như hoàn toàn thả ra bất mãn trong lòng bọn họ, đốt lên lửa giận, lập tức quần chúng xúc động phẫn nộ, hận không thể cũng xông lên bạo ẩu Mặc Diệu quang. Đi gọi người lớn nhà ngươi ra. Chu Hằng nói bình thản, lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Hắn quả thật không sợ Nhật Diệu Vương. Cho dù không có Đông Quách Hằng, cho dù Hoặc Thiên không ra tay, hắn còn có thể sử dụng một lần hỏa thần lô, đốt chết Nhật Diệu Vương như trò chơi. Mặc Diệu quang bị một trưởng này hoàn toàn tỉnh mộng, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Cẩu dân tiên thành bậc thấp lại dám đánh mình một bạt tai. Trong lòng hắn nổi giận, khi mình đối mặt thậm chí ngay cả một tia phản ứng cũng không có. Nếu Chu Hằng không phải tát hắn, mà là nhằm vào chỗ yếu hại của hắn. Nghĩ tới đây toàn thân hắn phát lạnh, từng đạo mồ hôi lạnh lăn xuống trên lưng. Hắn rất ngạo khí, rất kiêu ngạo, rất bá đạo, nhưng hắn càng quý trọng tánh mạng của mình. Làm việc đó là đần độn, mất đi tánh mạng vậy hết thảy thành vô ích. Hắn tu luyện không phải là vì thích tranh đấu tàn nhẫn. Mặc Diệu quang vuốt mặt, nhìn thoáng qua Chu Hằng, chậm rãi lui ra phía sau. Nếu muốn lui về như vậy, có hiểu quy củ hay không? Chu Hằng hừ lạnh nói. Mặc Diệu quang cuối cùng không nhịn được, cả giận nói. Ngươi không cần quá mức. Quá mức. Chu Hằng cười ha ha một tiếng. Ngươi chạy đến đây diễu võ dương oai, tu hú chiếm ổ bồ cát, lại còn nói ta không nên quá mức. Đầu ngươi đập vào ván cửa hỏng hay là trời sinh nhược trí, như vậy còn có thể hình thành cảm giác về sự ưu việt. Ha 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 ha. Con lừa đen cười lăn lộn đầy đất. Chu tiểu tử, ngươi rốt cục có một thành công lực bổn tạo. Mặc Diệu quang còn đang lui ra phía sau, hắn biết Chu Hằng muốn chính mình trả giá mới có thể rời đi, nhưng hắn không muốn thương gân động cốt, chỉ cần chạy tới nơi tổ thúc ra, Nhật Diệu Vương muốn trấn áp Nguyệt Minh đế không phải như chơi sao. Hắn lui mười mấy bước, đột nhiên xoay người chạy. Nhưng hắn vừa mới xoay người lại, đã thấy một đạo nhân ảnh chặn đường đi của hắn. Gương mặt đó hắn tự nhiên nhận được rõ ràng, chính là Chu Hằng. Tốc độ người này làm sao nhanh như vậy? Đừng nói hắn kinh hãi, chính là Đông Quách Hằng cũng hơi kinh hãi. Đây không phải là bí thuật bất truyền Tấn Vân Lưu Quang Bộ của Khổng gia sao? Môn công pháp này chẳng những bất truyền, dù là con cháu bổn tộc, cũng phải tu luyện tới cảnh giới tương đối mới có thể được truyền thụ. Nhưng Chu Hằng rõ ràng không họ Khổng, hắn làm sao có Tấn Vân Lưu Quang Bộ? Chu Hằng ra tay, Mặc Diệu quang rõ ràng nhìn thấy cái bàn tay này chảo hướng cổ của mình, nhưng hắn không có cách nào tránh né, bởi vì hắn đang hướng về Chu Hằng. Chạy tới báo tin, lưu hai cái đùi là đủ rồi. Chu Hằng lạnh lùng nói. Suy lạp, liền kéo đứt hai cánh tay Mặc Diệu quang xuống. A Mặc Diệu quang bị đau kêu thảm thiết, tổn thất hai cánh tay, tu vi của hắn cũng bởi vậy rút một mảng lớn. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn Chu Hằng, nguyên bản đây là thù Mặc gia với Chu Hằng, hiện tại lại trở thành thù riêng. Cút! Chu Hằng đá ra một cước, Mặc Diệu quang lập tức bị hắn đá bay ra ngoài, thình thịch, liên tục đánh vỡ người mấy đạo vách tường. Hắn đi trở về, áy náy cười hướng Đông Quách Hằng. Thật làm tiền bối chế giễu. Đông Quách Hằng muốn nói lại thôi, hắn rất muốn hỏi Chu Hằng học được Tấn Vân Lưu Quang Bộ từ đâu, nhưng nói không chừng chuyện này liên quan đến chuyện tai tiếng Khổng gia, Chu Hằng là con tư sinh Khổng gia các loại. Loại chuyện này biết cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa Chu Hằng trẻ tuổi như vậy, tu vi thấp như vậy đã học được Tấn Vân Lưu Quang Bộ, có thể thấy được hắn được sùng ái bao nhiêu. Nói không chừng chính là con tư sinh vị lão tổ ấy của Khổng gia, hắn đã biết bí mật tương đương chọc tới một cái đại phiền toái. Mỗi lão tổ chân chính đại gia tộc Tuyệt Tiên Thành đều chạm tới cái chắn, cũng không phải đơn giản như sáng thế đế đỉnh phong. Chớ nhìn hắn là sáng thế đế, nhưng ở trước mặt dạng đại nhân vật kia lại như cừu, người ta muốn giết cứ giết căn bản không cần nhăn mày. Năm đại gia tộc Khổng, Kim, Triệu, Trường Tôn, Thái Thúc chính là nhà quyền thế Tuyệt Tiên Thành chân chính, gia tộc đều có lão tổ chạm tới đạo cái chắn kia tạo chấn, hơn xa các gia tộc khác chỉ có sáng thế đế đỉnh phong. Suy nghĩ này chỉ nhoáng lên ở trong lòng Đông Quách Hằng một cái liền qua. Hắn mỉm cười. Không có gì băn khoăn, cứ buông tay đi làm. Rõ ràng vị sáng thế đế này ủng hộ Chu Hằng. Thật to gan, giết tộc nhân Mặc gia ta trước đây,
hiện tại lại dám đả thương người ở dưới mí mắt lão phu. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh bắn ra từ trong Dương gia. Khí chàng mạnh nhất chính là lão nhân đi ở đằng trước, tuy rằng tóc có vẻ hoa râm, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận dị thường, làn da vô cùng bóng loáng. Thân hình hắn cao lớn, một thân trường bào màu xanh, đầu tóc bạc không gió tự động, tản phát ra khí thế vô cùng cường đại. Bên trái thì là Mặc Diệu Quang, vẫn cụt tay như cũ, chỉ là không chảy ra máu tươi. Nhưng gò má phải của hắn không ngờ có thêm một dấu bàn tay, đối xứng với dấu bàn tay trên gò má trái. Đây nhất định không phải Chu Hằng đánh đập, mà người nơi này có tư cách đánh hắn chỉ có một. Nhật Diệu Vương Mặc gia. Sự thật cũng quả thật như thế, Mặc Diệu Quang vội vã chạy vào báo tin mời người, dưới nóng vội đã quên gõ cửa liền trực tiếp xông vào, kết quả đụng vào vị tổ thúc gia đang quỳ gối liếm chân một mỹ nữ. Cái tràng cảnh này cũng không cần nói, dấu bàn tay trên má phải chính là giáo huấn, mà là bởi vì thấy Mặc Diệu Quang rất thảm mới hành hung một trận, đâu có thể dễ dàng xong như vậy. Người cuối cùng lại là Lưu Tử Xương, cánh tay trái của hắn mang người, đúng là Dương Thiết Hổ. Cha! Dương Lan Hinh bước ra, thất thanh kêu lên. Ân! Mặc gia Nhật Diệu Vương nhìn thấy Dương Lan Hinh, ánh mắt không khỏi sáng ngời, lập tức lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Hay cho một nữ nhân mị cốt trời xanh, nếu có thể quỳ gối dưới chân của nàng, bị đối phương đạp phía sau lưng quát tháo chó hoang sẽ kích thích thế nào? Hắn kích động toàn thân, thậm chí có phản ứng, dưới áo bào xanh nổi lên một cái lều trại. Đại bộ phận người đều không có tư cách thấy một vị Nhật Diệu Vương, nhưng bọn họ nhìn thấy Nhật Diệu Vương không ngờ cứng rắn nâng lão nhị, ở trước mắt bao người, không nói chiến lực, da mặt dày như vậy cũng làm cho người ta xem đủ rồi. Ghê tởm a, Chu Hằng nổi giận, hắn không có thể tha thứ có người động tâm đối với thê thất hắn. Hắn thậm chí muốn thay đổi chủ ý, không mượn lực lượng Đông Quách Hằng. Trực tiếp tế xuất hỏa thần lô đốt lão sắc quỷ này thành cho tẫn. Lan Hinh, Dương Thiết Hổ bị chế trụ tu vi, trên thân cũng hiện đầy vết thương, bộ dáng tương đối thảm. Hắn nhìn Dương Lan Hinh, suy yếu nói. Không cần lo cho vi phụ, chạy mau. Chạy mau. Cạc cạc rát, lão phu nếu ra mặt, còn có ai có thể chạy? Nhật Diệu Vương cười quái dị nói. Ánh mắt đảo qua trên người của chúng nữ, sắc mặt trở nên càng ngày càng kích động. Thiệt nhiều cực phẩm a, nhiều cực phẩm như vậy đồng loạt đạp hắn. Vừa mắng hắn là cẩu nô tài, chẳng phải sẽ kích thích mắt trợn trắng. Hắn tên là Mặc Liễu Đông, ở Mặc gia coi như là cực phẩm số 1, có sở thích bạo ngược dâm dục mãnh liệt. Cha cha Lưu Hàn Diệp giả chết nửa ngày rốt cục dám bò dậy. Hàn Diệp, ngươi làm sao vậy? Có phải Chu Hằng làm ngươi bị thương hay không? Tên tiểu tạp chủng này. Lưu Tử Xương căn bản không nghĩ nhiều, lập tức ấn tội danh đến trên đầu Chu Hằng. Quỳ xuống cho ta. Lưu Tử Xương vứt Dương Thiết Hổ xuống mặt đất, một cước dẫm đạp trên ngực đối phương. Rõ ràng muốn dùng Dương Thiết Hổ để cưỡng bức Chu Hằng. Ngươi còn không xứng. Chu Hằng nhàn nhạt nói, sau đó vỗ vỗ vai Dương Lan Hinh, ý bảo nàng không nên gấp, hết thảy có hắn. Lưu Tử Xương nhìn thoáng qua Mặc Liễu Đông, thấy đối phương chỉ lo ngắm ở trên người nữ nhân liền yên tâm lớn mật đứng lên. Hắn giơ chân lên nhắm ngay chân trái Dương Thiết Hổ, nói, nếu không quỳ xuống, ta đạp gãy chân nhạc phụ ngươi. Mọi người xung quanh khinh bỉ không thôi. Đã thấy người không biết xấu hổ. Nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như thế. Lấy đại ca kết nghĩa để uy hiếp, thật vô sỉ đê tiện tới cực điểm. Chu Hằng chắp hai tay ở sau lưng, không có phản ứng chút nào. Tiểu tạp chủng, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Lưu Tử Xương đạp mạnh một cước xuống. Một cước này hắn dùng hết toàn lực, mà Dương Thiết Hổ lại bị chế trụ tu vi không thể phòng ngự. Bị đạp phải tuyệt đối sẽ đem chỉnh chân đều đá lạ, thật giống như Lưu Hàn Diệp giống nhau. Không Dương Lan Hinh không đành lòng lại nhìn, vội vàng nhắm mắt. Ông. Khí thế Chu Hằng dương động, Lưu Tử Xương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức toàn thân không đủ sức, một cước này đâu còn có thể đạp xuống phía dưới, cả người đều mất đi khống chế, trực tiếp ngửa mặt lên trời té xuống. Mọi người đều xem không minh bạch, đừng nói bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chính là Lưu Tử Xương cũng không hiểu, vừa rồi làm sao đột nhiên toàn thân phát lạnh như nhũn ra, ngay cả khí lực đều không dùng được. Ân, con người Mặc Liễu Đông căng thẳng, cuối cùng thu hồi ánh mắt từ trên người chúng nữ, nghiêm nghị nhìn về phía Chu Hằng. Qua vài giây, hắn mới nói, vương giả trong võ. Cái gì? Vương giả trong võ? Rất nhiều người chưa từng nghe nói qua cái từ này, nhưng cũng có thật nhiều người nghe qua. Vương giả trong võ, đó là trời sinh là võ mà thành người. Những người này là yêu nghiệt trong thiên tài, chuyên môn sống để trà đạp thiên tài. Vương giả trong võ có đặc điểm lớn nhất chính là khí thế, dưới áp bách, 10 thành chiến lực võ giả cùng giai nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một vài thành. Tuy nhiên yêu nghiệt, như vậy 10 vạn năm cũng không được vài cái. Chia đều xuống dưới, một tiên thành có thể xuất hiện một đã là chuyện khó có được. Lưu Tử Xương bị khí vương giả trực tiếp bắn ngược, quá đáng sợ, không cần vận dụng một phần linh lực, tâm niệm chuyển động một cái địch nhân đã gục,
trách không được vương giả trong võ khiến người ta biến sắc. Cho dù là vương giả trong võ cũng không mạnh như vậy, trừ phi. Mặc Liễu Đông nhìn chằm chằm Chu Hằng. Trừ phi là đột phá cực hạn Nguyệt Minh Đế, có được 7 vầng trăng trở lên. Đánh vỡ cực hạn. Mọi người nghe xong đều run lên, 8 vầng trăng, 9 vầng trăng tại tiên thành cấp thấp cho tới bây giờ chỉ là một truyền thuyết. Hoàn cảnh của nơi này không bồi dưỡng ra thiên tài như thế. Nhưng Chu Hằng ở Nguyệt Minh Hoàng có được 11 vầng trăng, tiến vào Nguyệt Minh Đế lại phá một lần cực hạn lại có cái gì khó? Chu Hằng tươi cười. Mặc ra không nên vung tay dài như vậy, các ngươi đang tự chịu diệt vong. Ha ha ha. Tiểu tử thật cuồng, coi như ngươi đột phá cực hạn Nguyệt Minh Đế thì như thế nào? Mặc Liễu Đông cười to, nhưng trên mặt lại không hề ý cười. Hiển nhiên là bị Chu Hằng chọc giận. Lão Phu phải rút xương ngươi làm cung, lột ngươi gân làm dây. Gân cốt một vương giả trong võ chế thành cung tên hẳn tương đối bất phàm. Lão già đi ra từng bước, một vầng mặt trời đỏ chuyển động ở phía sau hắn. Tuy rằng mỗi một mặt trời đỏ đều không phải tinh thuần, nhưng Nhật Diệu Vương đối chiến Nguyệt Minh Đế còn không là tuyệt đối nghiền ép. 3 vầng mặt trời đỏ. Trong mặt trời đỏ, có từng đạo hắc khí lượn lờ. Dường như từng rắn độc màu đen, đây là công pháp Mặc gia gây nên, vầng mặt trời có độc, có tính hủ thực mãnh liệt. Phụ tử Lưu Tử Xương đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Bọn họ hận Chu Hằng đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, hiện tại Nhật Diệu Vương tự mình ra mặt trấn áp Chu Hằng, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Rốt cục cái tai họa này sẽ trừ hết. Đáng tiếc bọn họ cũng không dám ở lại Dã Mã Thành. Hết thảy đều là từ Chu Hằng, là hắn dẫn Mặc ra tới, làm hại bọn họ mất đi bao nhiêu sức lực. Cái hận này, chỉ có nhìn tận mắt Chu Hằng chết mới có thể tiêu mất. Tiểu tử, còn không quỳ xuống. Dưới 3 vầng mặt trời đỏ làm nổi bật. Mặc Liễu Đông thần uy lẫm lẫm như một tôn thiên thần đến trái đất, hắn ầm ầm nói, giọng nói như sấm. Tuy rằng hắn cũng không phải vương giả trong võ, nhưng dưới một cái đại cảnh giới áp bách, đối với võ giả bậc thấp đồng dạng có lực áp bách không thể chống cự. Chu Hằng cười ha ha. Hắn cũng không phải là Nguyệt Minh Đế thông thường, bản thân chính là vương giả trong võ, ý chí kiên định bất khuất. Hơn nữa trong cơ thể hắn có hắc kiếm, đối với loại áp lực này không sợ chút nào. Trừ bỏ cha mẹ có thể làm cho ta cúi đầu. Cả phiến thiên địa này đều không chịu nổi một quỳ của ta. Hắn lớn tiếng nói. Hào khí ngất trời. Thiên địa đều không chịu nổi một quỳ của hắn. Phải mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể nói ra lời như vậy. Thiên địa có linh, có mấy lời không thể nói lung tung, đó là cấm kỵ. Mọi người đều hoảng sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, nói không chừng trời nắng đột nhiên xuất hiện sấm sét, đánh giết cái tên này dám khiêu chiến thiên địa. Nhưng vạn dặm không mây, cũng không có phản ứng gì. Ý chí thiên địa ngủ gật, không nghe được người này hồ ngôn loạn ngữ sao? Mặc Liễu Đông mặc dù là Nhật Diệu Vương Ba Luân, nhưng hắn lại không dám bất kính thiên địa, biết được càng nhiều thì càng kính sợ thiên địa, cũng chỉ có tiểu bối vô tri mới có thể nói ra lời không sợ. Dám đối bất kính với thiên địa, ngươi tự tìm đường chết, ai cũng không thể cứu được ngươi. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tính cái gì, dám mạnh miệng như vậy? Chu Hằng cười ha ha, cố ý nhìn thoáng qua Đông Quách Hằng. Vạn nhất có vị sáng thế đế đi ngang qua. Nhìn ngươi không vừa mắt muốn thu thập ngươi. Ha ha ha. Ngươi thật là si tâm mộng tưởng, không ngờ nằm mơ có sáng thế đế cứu ngươi. Mặc Liễu Đông cuồng tiếu, nắm chặt tay phải. Cho dù sáng thế đế đến đây, lão phu cũng sẽ dùng một bàn tay đập chết hắn. Đối với thiên địa hắn tràn đầy kính sợ, nhưng sáng thế đế cũng chỉ là thực lực cường đại một ít, cũng không phải người thính tai, hắn cũng không sợ ngẫu nhiên thổi ra châu. Dù sao tồn tại như vậy đều ở Tuyệt Tiên Thành, đâu có thể nào vừa vặn đi ngang qua Dã Mã Thành vào lúc này. Hằng lão, có người nói muốn một bàn tay đập chết ngài. Chu Hằng xoay người cười nói với Đông Quách Hằng. Sắc mặt của vị sáng thế đế cộng thêm dược sư lục tinh không dễ coi. Đạt tới cấp bậc sáng thế đế, người nào không phải tâm tính trầm ổn, dù là trời sụp ở trước mắt cũng sẽ không biến sắc. Nhưng Mặc Liễu Đông cũng quá không thể tưởng tượng nổi, lại dám ở trước mặt một vị sáng thế đế nói phải đập chết sáng thế đế. Người ta sáng thế đế trầm tĩnh đầm tính, cũng không có nghĩa là nhất định có thể nhẫn nhịn. Gặp gỡ loại thế hệ nhỏ Nhật Diệu cảnh này hắn một bàn tay đập chết là được. Ngoại trừ nhà quyền thế của Tuyệt Tiên Thành ra, hắn cần phải khách sáo với người nào? Cần cho ai mặt mũi? Càng cần gì phải băn khoăn? Mặc Liễu Đông cũng nhìn thoáng qua Đông Quách Hằng, nhưng với thân phận của hắn thì sao có thể nhận ra vị đại năng Tuyệt Tiên Thành này, càng không có tư cách nhìn thấu chi tiết tu vi của vị đại năng này. Hắn chỉ cảm thấy lão nhân này quá bình thường, vốn không đáng để hắn liếc mắt nhìn nhiều lần. Hắn không nhanh không chậm đi tới phía Chu Hằng. Áp lực từng bước tăng mạnh, hắn phải từng chút một phá hủy niềm tin của Chu Hằng, tự tay phá hủy một vương giả trong võ, hắn có một loại cảm giác thỏa mãn loại khác. Ôi! Đông Quách Hằng thở dài, phẩy phẩy tay, nói. Không cần đem phiền toái cho gia tộc các ngươi. Cút! Mặc Liễu Đông giận dữ mà cười, một già một trẻ này thật đúng là rất có tự tin,
Một người so với một người ăn to nói lớn, lại còn dám uy hiếp Mặc gia, thật đúng là quá khinh người. Hắn nói, hiện tại thật đúng là nhiều người không có mắt, lão phu cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Hắn bắn vọt ra, phóng tới hướng Đông Quách Hằng, hắn quyết định trước xử lý lão già này, rồi chậm rãi thu thập tên nhỏ. Đông Quách Hằng lại thở dài một hơi, lão là nhân vật gì chứ? Đường đường là sáng thế đế, là cường đại nhất toàn bộ tiên giới, hiện tại lại bị ép phải đấu với một Nhật Diệu Vương nho nhỏ, nếu truyền ra ngoài quả thực sẽ khiến cho người chê cười. Lão bấm tay bắn ra, Mặc Liễu Đông lập tức hóa thành một đoàn mưa máu, thần hình câu diệt. Một vị Nhật Diệu Vương cứ như vậy bỏ mạng. Mọi người đều hoàn toàn bị chấn nhiếp hoảng sợ ngây người. Nhân vật này là ai vậy? Bấm tay búng ra liền diệt một vị Nhật Diệu Vương, cường đại đến khiến người ta phát kinh hoàng. Toàn trường chỉ còn lại có tiếng hít thở ồ ồ. Không, không có khả năng. Mặc Diệu Quang run giọng nói. Hắn tuyệt đối không thể tin được vị tổ thúc gia cường đại cứ như vậy, bị người búng một ngón tay giết chết. Cũng để cho hắn hoàn toàn không tiếp nhận được. Đây nhất định là mình đang nằm mơ. Đây nhất định là ảo ảnh. Đúng. Nhất định là Chu Hằng sử dụng công pháp ảnh hưởng tinh thần gì đó, làm cho hắn nhìn thấy ảo ảnh. Đã quên giới thiệu một chút, vị tiền bối này là Hằng lão Đông Quách Hằng đến từ Tuyệt Tiên Thành, là đại năng sáng thế đế. Chu Hằng cười nói. Bản thân hắn thật ra cũng không muốn mượn vầng hào quang này, nhưng nghĩ đến Dương gia phải mọc rễ nảy mầm ở nơi này, chút hào quang này cho Dương gia mượn một chút. Đương nhiên về sau không ai còn dám trêu chọc Dương gia. Dương Lan Hinh biết dụng ý của hắn làm như thế, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập thâm tình. Sáng thế đế, sáng thế đế, sáng thế đế. Mọi người đều bị chấn khiếp đến da đầu run lên, thậm chí đều muốn ngất đi. Dương gia sắp phát đạt rồi đây. Không ngờ với lên tới đại năng sáng thế đế. Về phần Chu Hằng có phải đang nói dối hay không? Không ai nghĩ như vậy, bởi vì nếu hắn nói dối, một khi vị Đông Quách Hằng chân chính kia biết được sẽ nổi giận như thế nào. Một Dương gia nho nhỏ khẳng định là trong nháy mắt bị hủy diệt nát tan thành bụi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, người ta có thể chỉ một đầu ngón tay nghiền chết Nhật Diệu Vương, bản thân đã là cường giả tuyệt thế, cần gì phải đi giả mạo chứ? Trở về nói cho trưởng bối Mặc gia các ngươi biết, không cần tiếp tục đến gây chuyện, nếu không ta sẽ đánh tới cửa Mặc gia các ngươi, tự mình giải quyết vấn đề. Chu Hằng liên tiếp tát Mặc Diệu Quang mười mấy cái tát, rồi vung tay ném hắn ra ngoài. Cút! Mặc Diệu Quang cuối cùng bị những cái tát này thức tỉnh. Tim gan hắn đều phát lạnh, ngay cả liếc mắt nhìn lại Chu Hằng một cái đều không dám, quay đầu liền chạy. Sáng thế đế đấy, một vạn Mặc gia cộng hết lại cũng không đủ giết. Chu Hằng nhìn về phía cha con Lưu Tử Xương, trong mắt lóe ra sát khí dày đặc. Hắn có thể lý giải Mặc gia trả thù, cho nên hắn thả Mặc Diệu Quang, không muốn để cho trường ân oán này tiếp tục nữa. Nhưng cha con Lưu Tử Xương, hành động đáng chê trách, thiên lý khó dung tha. Cha con Lưu Tử Xương đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Mất đi Mặc Liễu Đông tạo chấn, bọn họ có tư cách gì chống lại Chu Hằng? Hơn nữa, người ta còn có chỗ dựa sáng thế đế, bọn họ còn làm thế nào? Đánh bừa, tuyệt không có mảy may cơ hội. Lưu Tử Xương đảo ngược ánh mắt nhìn lại, đột nhiên hướng tới Dương Lan Hinh kêu to. Lan Hinh, cứu ta! Ta là phụ thân của ngươi! Xì xì! Mọi người đều từ đáy lòng hiện lên ý khinh miệt mãnh liệt. Trước đó hai cha con này nhận giặc làm cha, bán đứng Dương gia, bán đứng khí phách của người dã mã thành. Bây giờ vì mạng sống lại còn định mạo nhận con gái. Người này không biết xấu hổ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Dương Lan Hinh thì tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ rực. Người này vì mạng sống lại còn muốn sỉ nhục danh tiết mẫu thân đã chết của mình. Thật đúng là cực kỳ đê tiện vô sỉ. Ta thật sự là cha của ngươi. Ta và mẹ ngươi đã ngầm tư thông, ngươi là con gái ruột thịt của ta. Lưu Tử Xương hét lớn. Nếu không tin ngươi có thể hỏi người phụ thân kia của ngươi, mẫu thân ngươi là chết như thế nào? Nói hưu nói vượn. Cha. Hắn đều là nói hưu nói vượn, có phải không? Dương Lan Hinh nhìn về phía Dương Thiết Hổ. Nhưng Dương Thiết Hổ lại giống như một đầu hùng sư bị chọc giận, tóc đen trên đầu đều dựng ngược lên. Hắn vô cùng hung ác nhìn Lưu Tử Xương, cả giận nói. Ngươi! Thì ra ngươi là tên gian phu kia. Dương Lan Hinh lập tức trước mắt tối sầm, thân hình thoát một cái liền ngã ngửa ra sau. Chu Hằng vội vươn tay đỡ lấy, ôm nàng vào lòng, nói. Không nên tin hắn nói hưu nói vượn, nếu muội thật sự là con gái của hắn. Thì sao hắn lại cho con trai đeo đuổi muội? Muội trước hãy ổn định tâm tình, nhìn xem phụ thân muội nói như thế nào. Lúc này Dương Lan Hinh mới hơi bình tĩnh lại, tựa vào trong lòng Chu Hằng, chỉ có trong vòng tay của nam nhân này mới có thể tạo cho nàng dũng khí. Lưu Tử Xương, ta tự hỏi luôn đối đãi với ngươi không tệ, tại sao phải phản bội ta? Dương Thiết Hổ chợt quát lên. Ở trước mặt Mặc gia phản bội, Dương Thiết Hổ có thể lý giải cách làm của Lưu Tử Xương, dù sao địch nhân quá cường đại,
hắn mặc dù có oán, nhưng đúng là phải oán hận Mặc gia. Thế nhưng nam nhân không thể chịu đựng được nhất là cái gì? Là bị cắm sừng trên đầu. Đối đãi ta không tệ ư? Dương Thiết Hổ, nếu ngươi có tư cách nói như vậy, ngươi hãy tự hỏi mình. Lâm Vũ Hoàn là thế nào tới? Là ba huynh đệ chúng ta cùng nhau liều sống liều chết đoạt ra ngoài, là muốn đòi lấy tiền chuộc của Lâm gia. Lưu Tử Xương lạnh lùng nói, bắt đầu lật ra món nợ cũ. Ngươi làm ngược, coi trọng dung mạo xinh đẹp của Lâm Vũ Hoàn, chẳng những cưỡng ép chiếm hữu nàng, còn tự tiện quyết định hủy bỏ cuộc mua bán. Ngươi đặt ta và Nguyên Long ở chỗ nào? Ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta và Nguyên Long sao? Nghĩa khí huynh đệ, đây là nghĩa khí huynh đệ của ngươi ư? Lâm Vũ Hoàn yêu ngươi ư? Phi, nàng là căm hận ngươi đến tận xương. Ngươi biết không, việc này chính là nàng chủ động câu dẫn ta. Ngươi không xem ta là huynh đệ, nhưng ta luôn xem ngươi là đại ca, chưa từng có một câu oán hận. Nhưng sau một lần say rượu, khi ta tỉnh lại phát hiện nằm ở trên một giường với Lâm Vũ Hoàn. Nếu như bị ngươi biết, khẳng định ngươi sẽ bất chấp tất cả chém ta. Cho nên ta chỉ có thể nhịn xuống, nghe theo Lâm Vũ Hoàn bày bố, bởi vì nàng uy hiếp sẽ nói cho ngươi biết việc này. Ngươi cũng biết, ngươi có mấy lần ra ngoài gặp nạn, đều là Lâm Vũ Hoàn bảo ta lặng lẽ đưa tin tức ra ngoài. Không nghĩ tới mạng của ngươi thật đúng là lớn, lần nào cũng không chết được. Một lần cuối cùng đúng là hiểm, thiếu chút nữa bị ngươi bắt gian tại trận, nhưng ngươi vẫn không có phát hiện ta, chỉ biết là nữ nhân của ngươi lén lút ngoại tình. Trong cơn phẫn nộ ngươi giết chết Lâm Vũ Hoàn, đây là chân tướng của sự thật. Dư âm tiêu tan, chung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Dương gia còn cất giấu một đoạn chuyện xưa éo le như vậy. Lâm Vũ Hoàn, chẳng lẽ là vị thất tiểu thư tươi đẹp danh tiếng lan xa của Lâm gia hơn vạn năm trước kia? Nghe nói nàng xinh đẹp tuyệt thế, ngay cả tiên thành bậc cao đều có người mộ danh tới gặp. Nàng mất tích ở vạn năm trước, thì ra là bị Dương Thiết Hổ bắt đi. Quả nhiên hồng nhan mầm tai họa, dẫn tới huynh đệ phản bội. Phi, còn không phải bởi vì đều bị nam nhân làm hại. Mọi người rất nhanh bàn tán ầm ĩ. Dương Lan Hinh thì thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mặc kệ nàng có phải con gái ruột thịt của Dương Thiết Hổ hay không, danh tiết mẫu thân nàng đã bị đánh mất hết sạch. Hơn nữa, nếu Lưu Tử Xương nói không ngoa, nàng có nên hận Dương Thiết Hổ hay không đây? Lan Hinh, ngươi là con gái của ta, huyết mạch không lừa được người. Dương Thiết Hổ quay đầu nhìn Dương Lan Hinh nói một câu, sau đó mới nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Xương, trong mắt như phun lửa, có thể đốt chết người. Lan Hinh, ngươi không phải con gái Dương Thiết Hổ, ta mới là cha ngươi. Lưu Tử Xương kêu lên, chỉ có đả động được tâm tư của Dương Lan Hinh mới có thể đánh động tới Chu Hằng, hắn và Lưu Hàn Diệp mới có đường sống. Tiểu nhân, Dương Thiết Hổ cùng hắn là huynh đệ tương giao mấy vạn năm, tự nhiên hiểu rõ tâm tư của hắn. Trong lòng phẫn nộ không kềm được, liền vung tay tung một chưởng. Chỉ là tu vi của hắn bị cấm chế, một chưởng này chỉ có lực lượng của thân thể, quả thật đủ để đập chết chuẩn tiên. Nhưng nếu đối phó với một Nguyệt Minh Đế thì còn kém rất xa. Lưu Tử Xương hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên chặn đòn của Dương Thiết Hổ. Ông, Chu Hằng vừa động tâm niệm, khí thế áp bức, trong nháy mắt Lưu Tử Xương hoàn toàn biến mất lực lượng, đồng dạng cũng bị phong ấn tu vi. Ầm, ầm. Hai nam nhân lập tức giống như hai tên vô lại đường phố đánh lộn, người đánh ta một quyền, ta đáp lại người một quyền, toàn trường vô cùng náo nhiệt. Nguyệt Minh Đế đánh lộn như vậy đúng là tuyệt đối hiếm thấy, mọi người đều thưởng thức phong cách mới, thiếu chút nữa không nhịn được định vỗ tay cổ vũ. Không cần để bọn họ đánh tiếp. Dương Lan Hinh lắc lắc cánh tay Chu Hằng, nói. Chu Hằng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua, bắn ra hai tia sáng màu vàng. Một đạo bắn về phía Lưu Tử Xương, một đạo bắn về phía Lưu Hàn Diệp. Ánh sáng vàng lướt qua thân thể của bọn họ đúng là đồng loạt nứt toạc ra. Nguyệt Minh Đế 10 luân chính là nghiền ép tuyệt đối. Cha! Dương Lan Hinh do dự một chút, vẫn là vọt tới đỡ Dương Thiết Hổ lên. Đoạn thân tình này đâu có thể nói cắt là bỏ. Chu Hằng thì quay sang nói với Đông Quách Hằng. Hằng lão, mời vào uống chén trà. Đông Quách Hằng đã sống gần 20 vạn năm, thảm kịch gì mà chưa từng thấy qua, chuyện ly kỳ cổ quái gì mà chưa trải qua, vốn cũng không có xem chuyện lúc trước để ở trong lòng, liền tươi cười vui vẻ cất bước đi vào. Lão đường đường là sáng thế đế, muốn làm cái gì vốn cũng không cần vòng vo, sau khi ngồi xuống liền nói. Người trẻ tuổi, chừng nào thì ngươi có thể bắt đầu luyện đan, bất cứ lúc nào đều được. Chu Hằng mỉm cười nói. Có nắm chắc như vậy. Đông Quách Hằng nhìn Chu Hằng, trên mặt đeo vẻ tươi cười. Lão không phải người đơn độc, Đông Quách gia ở Tuyệt Tiên Thành cũng là nhà quyền thế rất vang danh. Lão cũng được coi là thiên tài trong thiên tài, chẳng những về võ đạo trèo lên tới đỉnh cao sáng thế đế, mà về mặt đan đạo cũng lấy được thành tựu bất phàm. Dược sư lục tinh là độ cao cũng không phải mỗi thiên tài đều có thể đạt tới. Lão coi trọng Chu Hằng như vậy, đương nhiên là vì thành tựu của Chu Hằng trong đan đạo, nên muốn thay gia tộc chiêu mộ người trẻ tuổi tài hoa hơn người này.
Đương nhiên, đầu tiên lão phải chứng thật Chu Hằng xác thực xứng đáng để lão mời chào. Hằng lão muốn vãn bối luyện chế đan dược gì? Chu Hằng nói đầy tự tin. Trên đời này không có khả năng có người nào tự tin hơn so với hắn. Tốt, nếu ngươi nói có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, vậy luyện chế một phần Vũ Hà đan cho lão phu đi. Đông Quách Hằng vung tay phải lên, bịch bịch bịch, mười mấy phần dược liệu rơi xuống, rải ở chung quanh Chu Hằng. Nếu lão tới là để khảo nghiệm Chu Hằng, dĩ nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Chu Hằng gật gật đầu, thu lấy tất cả tài liệu, nói: "Tiền bối ngồi chờ, vãn bối đi tìm một gian phòng yên tĩnh một chút bắt đầu luyện đan. Ngươi không sợ làm hỏng, lão phu bắt ngươi bồi thường những tài liệu này sao?" Đông Quách Hằng mỉm cười hỏi, nhưng uy áp của Sáng Thế Đế đã tản ra. Chu Hằng cũng mỉm cười, nói: "Vãn bối sẽ không làm hỏng." Vô cùng tự tin. Đông Quách Hằng chưa từng thấy qua người trẻ tuổi tràn ngập tự tin như thế. Đừng nói riêng là Nguyệt Minh Đế, dù là những Sáng Thế Vương trong gia tộc nhìn thấy mình, cũng phải tràn đầy kính sợ giống như con chuột nhìn thấy mèo. Lúc nói chuyện với mình ngay cả thở mạnh cũng không dám, đâu có người nào có thể nói năng bình thản giống như Chu Hằng như thế. Muốn trở thành một cường giả, trước phải có cái tâm của cường giả. Không có cái tâm vô địch thì có tư cách gì trèo lên đỉnh phong võ đạo. Người trẻ tuổi này nếu không phải tự đại mù quáng, thì tất nhiên tiền đồ của hắn không thể đo lường. Đông Quách Hằng nhìn Chu Hằng đi vào một gian phòng, cũng không có đi theo vào, với thần thức nhạy bén của lão sao không dò xét được Chu Hằng có phải động tay chân gì, hay không. Lão thấy Chu Hằng lấy ra cái lò luyện đan, sau đó bỏ vào bên trong tất cả dược liệu, rồi bắt đầu châm lửa luyện chế. Đây không phải là làm sằng bậy sao? Bản thân Đông Quách Hằng chính là dược sư lục tinh, sao lão không biết Vũ Hà đan là luyện chế như thế nào? Cho dù là thường dân cũng biết, luyện đan đối với mỗi một trình tự đều có yêu cầu hà khắc đến nghiêm khắc. Bất kỳ một trình tự nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Làm cách giống như Chu Hằng, lập tức ném vào lò luyện đan toàn bộ dược liệu, hoàn toàn chính là làm sằng làm bậy. Cái này nếu có thể luyện được ra đan dược thì đúng là gặp quỷ. Đông Quách Hằng định lập tức ngăn cản Chu Hằng, tài liệu để dùng luyện chế đan dược ngũ phẩm đều rất chân quý, nhưng lão thoáng suy nghĩ một chút vẫn không hề nhích động, bởi vì lão không tin Chu Hằng có lá gan lớn dám ngay mặt lừa gạt lão như vậy. Hơn nữa, Hiệp hội Dược sư Dã Mã Thành này cũng không dám lừa gạt cấp trên, cấp danh hiệu Dược sư Tam Tinh cho một tên ngu rốt đi. Chờ một chút chơi nóng vội, nếu là Chu Hằng thực dám khi dễ lão, thì đợi lát nữa giết hắn cũng không muộn. Đối với Sáng Thế Đế, phần tài liệu giao cho Chu Hằng kia mặc dù có một số quý báu, nhưng nếu nói quá chân quý thì cũng hoàn toàn không chính xác. Lão hoàn toàn nén nhịn rất tốt. Vẻn vẹn chỉ 5 phút sau, chỉ thấy Chu Hằng mở ra cái nắp lô, đổ ra 7 viên đan dược. Cái gì? Đông Quách Hằng không khỏi run lên. Dĩ nhiên lão biết Vũ Hà đan là hình dáng gì, chỉ cần thấy màu sắc của 7 viên đan dược no tròn kia liền biết đây, đúng là Vũ Hà đan. Hơn nữa đều là mặt hàng thượng phẩm, thực sự luyện thành. Nếu nói trước đó Chu Hằng ở ngay trong lò luyện đan chút ra Vũ Hà đan, lúc ấy chỉ là che mắt rồi lấy ra từ chỗ khác cho lão nhìn, thì vạn lần Đông Quách Hằng không tin. Hai mắt lão không mù, 7 viên đan dược này rõ ràng là vừa mới luyện chế xong, thậm chí có thể ngửi được từng tia tia hơi nóng. Vô cùng mới mẻ, khẳng định là vừa mới luyện chế ra, ai dám nói không phải, lão sẽ cá với người đó. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài a, 5 phút đồng hồ liền luyện chế được một lò Vũ Hà đan. Hơn nữa, tỷ suất thành đan cao tới 7 thành. Đây là lão không biết, Chu Hằng cố ý vào Hỏa Thần Lô giữ lại 4 viên, bằng không nếu để lão già kia biết tỷ suất thành đan vượt qua 100% chẳng phải là bị kích động đến ngất đi sao? Đan dược ngũ phẩm, tỷ suất thành đan 7 thành. Điều này cũng đủ để dọa người rồi. Chu Hằng đẩy cửa đi ra ngoài, hắn biết Đông Quách Hằng luôn luôn dùng thần ý nhìn chăm chú vào hắn, nhưng hắn lại làm như hoàn toàn không biết, nói. Vãn bối may mắn không nhục mạng. Hắn trình lên 7 viên Vũ Hà đan. Cực, cực phẩm. Đông Quách Hằng thất thanh nói. Lão chẳng những là một Sáng Thế Đế, hơn nữa còn là thiên tài về đan đạo. Nếu không có dồn quá nhiều tinh lực vào võ đạo, thì hiện tại về đan đạo, khẳng định thành tựu của lão không chỉ là dược sư lục tinh. Trước đó lão chỉ biết 7 viên Vũ Hà đan này tuyệt đối là phẩm chất thượng phẩm, nhưng khi cầm vào tay quan sát cẩn thận mới phát hiện mình sai lầm rồi. 7 viên đan dược này đều là cực phẩm. Đan dược phẩm bậc càng cao, có thể luyện thành phẩm bậc cũng tương ứng càng thấp. Như loại đan dược ngũ phẩm này chỉ cần đạt tới trung phẩm đã coi như không tệ rồi, luyện 100 lò có thể ra một quả có phẩm chất cực phẩm là đủ để thắp hương bái tạ rồi. Nhưng ở đây Chu Hằng luyện một lò ra 7 viên đan dược, lại đều là cực phẩm. Hơn nữa mới dùng bao nhiêu thời gian, quả thực chính là kỳ tích to lớn đến khó tin. Tiểu tử này khẳng định là thiên tài đan đạo. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là khiến lão phu kinh hãi. Đông Quách Hằng cười to nói, không che giấu tán thưởng Chu Hằng chút nào.
tiền bối quá khen. Chu Hằng khiêm tốn cười. Hắn thật sự không có công lao gì, hết thảy đều do hỏa thần lô làm ra. Khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo. Đông Quách Hằng trêu ghẹo nói. Tuy rằng lão nhân cũng không phải thực khôi hài, Chu Hằng vẫn cười cười cho lão mặt mũi. Dù sao người ta chính là sáng thế đế, đại biểu cho tồn tại mạnh nhất đương thời. Ít nhất cũng đến gần tồn tại mạnh nhất. Đông Quách Hằng rất nhanh liền chuyển vào chính đề. Lão không cần quanh co lòng vòng với một tên Nguyệt Minh đế nho nhỏ, liền nói thẳng muốn dẫn Chu Hằng đi Tuyệt Tiên Thành. Đổi lại là người khác, đối với mời chào của sáng thế đế như vậy, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên đồng ý ngay, nhưng Chu Hằng lại ngẫm nghĩ một lát rồi uyển chuyển từ chối. Hắn quả thực không có ý định làm một dược sư, đó chỉ là một nghề phụ. Mà nếu chạy đến Tuyệt Tiên Thành theo cách này, phỏng chừng cả ngày hắn sẽ bận rộn luyện đan. Tuy rằng trên thực tế là hỏa thần lô bận rộn, nhưng hắn cũng phải làm ra bộ dáng luyện đan. Hơn nữa, một thời gian dài khẳng định sẽ có người nổi lòng hoài nghi, hắn lại chỉ là Nguyệt Minh Đế, ở Tuyệt Tiên Thành quá nhỏ bé. Bây giờ còn không phải thời điểm đi Tuyệt Tiên Thành. Tuy rằng Đông Quách Hằng không hài lòng lắm, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Dù sao theo Chu Hằng nói hiện tại hắn chỉ có tiêu chuẩn dược sư ngũ tinh. Tuy rằng tiền đồ hào quang sáng ngời vô hạn, nhưng đối với Đông Quách gia hiện nay mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Đợi sau này khi Chu Hằng lấy được tiến bộ lớn hơn trên đan đạo, lúc ấy hãy kéo hắn vào trận doanh Đông Quách gia cũng không muộn. Dù sao Chu Hằng đã thiếu lão một mối ân tình, hơn nữa Đông Quách gia ở Tuyệt Tiên Thành thực lực cũng không kém. Đông Quách Hằng tự nhiên không thể ở lại lâu chỗ Tây Hợi Thành nho nhỏ này, rất nhanh liền ung dung rời đi, mà bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn Huyết Hà lão tổ, Tinh Phong thí luyện của Tây Hợi Thành cũng bị chết non giữa đường, đương nhiên cũng không có sinh ra quán quân, đầu danh cái gì, phần thưởng khẳng định cũng không có. Đối với Chu Hằng, thu hoạch từ Tinh Phong thí luyện lần này cũng đủ phong phú rồi. Đợi sau khi Đông Quách Hằng rời đi, con lừa đen liền chạy tới, cắn gấu quần Chu Hằng nói. Chu tiểu tử, mau mau giao Nguyệt Hoa Liên ra đây. Bổn tạo muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, con lừa thúi. Nước miếng của ngươi đều sắp làm ta chết đuối rồi. Chu Hằng kêu lên. Các nàng đều bật cười khúc khích, hiện tại là lúc nên kiểm kê thu hoạch đây. Tại sao muốn lưu lại một khúc ngó sen? Chu Hằng hỏi Hoặc Thiên. Trước đó Hoặc Thiên chỉ bảo hắn làm như vậy, nhưng không có giải thích nguyên nhân. Hoặc Thiên tiếp nhận một khúc Nguyệt Hoa Liên còn đính vào cành sen, lá sen, nói. Nguyệt Hoa Liên này còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Nhưng loại này một lần thành thục cần 3 vạn năm, chúng ta đâu có chờ được thời gian lâu như vậy. Chu Hằng lắc đầu nói, tuy rằng tiến vào Nguyệt Minh Đế hắn có được gần như 4 vạn năm thọ mệnh, nhưng thật qua 3 vạn năm hắn còn là Nguyệt Minh Đế sao? Đừng nói hắn, mà những người bên cạnh hắn kia cũng không thể dừng lại ở Nguyệt Minh cảnh. Hoặc Thiên lắc đầu, nói. Mộc Đồng Đồng có huyết thống của tinh linh nữ hoàng. Có nàng mỗi ngày chăm sóc cây Nguyệt Hoa Liên này, gần như trong 1 năm có thể thành thục. Cái gì? Toàn bộ mọi người đều cả kinh kêu lên. Huyết thống tinh linh nữ hoàng cái gì này mạnh mẽ như vậy sao? A, bắt Đồng Đồng chăm sóc đóa hoa khó coi này à? Hoặc Thiên tỷ tỷ, Đồng Đồng chỉ muốn chơi đùa, sẽ không trồng hoa đâu. Mộc Đồng Đồng chỉ ngón tay, đôi mắt tròn xoe đen nhánh thì đảo lên đảo xuống, một bộ dáng muốn bỏ trốn mất dạng. Hoặc Thiên bình thản nhìn thoáng qua nàng một cái. Tiểu nha đầu lập tức ủ rũ, nhận mệnh. Lời nói của vị thiên nữ tuyệt thế này nói ra dường như là pháp chỉ của thiên địa, không người nào có thể làm trái. Chờ 1 năm sau, hoa sen này có thể kết trái, là Nguyệt Hoa Liên có mầm giống. Hoặc Thiên lại nói, mọi người nghe nói đều há hốc miệng. Cái này chẳng phải là nói Nguyệt Hoa Liên đều có thể tăng sản lượng. Nàng vẫy vẫy tay nói với Chu Hằng. Đưa Nguyệt Hoa đan cho ta. Chu Hằng cả kinh. Tuy rằng mọi người đều thấy hắn dùng Nguyệt Hoa Liên luyện thành Nguyệt Hoa đan. Nhưng hắn chưa từng nói qua tên của đan dược, Hoặc Thiên là theo tên của Nguyệt Hoa Liên thuận miệng nói, hay là nàng có thể nghe được mình trao đổi với hỏa thần lô. Tiểu tử, bà nương này của ngươi quả thực không phải là người, luôn làm cho bổn tạo có cảm giác còn đáng sợ hơn so với tên khốn kiếp kia. Hỏa thần lô ở trong đan điền của hắn, run giọng nói. Chu Hằng kết luận Hoặc Thiên có thể cảm ứng được trao đổi giữa hắn và hỏa thần lô, nên không nói gì thêm. Hắn lấy ra Nguyệt Hoa đan, cho vào một cái dược bình, sau đó đưa cho Hoặc Thiên. Con lừa đen nhìn không chớp mắt, nước miếng chảy ròng, hai con mắt đều mở to sắp lọt tròng ra ngoài. Hoặc Thiên nhận bình thuốc, phân phát cho các nàng mỗi người 1 viên, nói. Nguyệt Hoa đan này dùng tốt nhất ở giai đoạn Nguyệt Minh Đế. Các ngươi ở giai đoạn Nguyệt Minh Vương và Nguyệt Minh Hoàng phân biệt dùng 1 viên, ít nhất có thể có được 8 vầng trăng. Trước khi các ngươi đạt tới Nguyệt Minh Đế, gần như cũng là 1 năm sau, lúc đó có Nguyệt Hoa đan cho các ngươi dùng tiếp. Hảo cô nương, còn phần ta đâu? Con lừa đen nhỏ nhẹ nói. Ở trước mặt vị thiên nữ tuyệt thế, quả thật nó không còn một chút xíu tính cách lừa. Hoặc Thiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nhưng vẫn chút ra 1 viên Nguyệt Hoa đan thảy cho con lừa đen.
Con lừa đê tiện kia vội vàng một ngụm nuốt Nguyệt Hoa đan vào bụng, làm như sợ đột nhiên Hoặc Thiên lại đổi ý. Hoặc Thiên trả dược bình lại cho Chu Hằng. Tuy nhiên qua một phen phân phát như vậy, chỉ còn lại có 2 viên Nguyệt Hoa đan. Đương nhiên Chu Hằng sẽ không đau lòng, trừ con lừa đen và Mộc Đồng Đồng ra, còn lại đều là nữ nhân của hắn. Cho dù bây giờ không phải thì về sau cũng phải. Huyết Hà Thiên Kinh này cho ngươi. Hoặc Thiên lại đưa tới một giải tơ đỏ như máu, cũng không biết là dùng tài liệu gì tạo thành, mà rất giống như một dòng máu huyết lưu động. Chu Hằng lấy tay vuốt ve giải tơ, nói. Nàng không giữ lại tham khảo một chút à? Bản Thiên Kinh này trình tự quá yếu. Hoặc Thiên bình thản nói. Chu Hằng không khỏi toát mồ hôi, Huyết Hà lão tổ uy thế cỡ nào? Mới vừa trọng thương mà lại, ở vào tình huống suy yếu nhất còn có thể lực áp 7 đại sáng thế đế. Có thể thấy rõ uy lực của Huyết Hà Thiên Kinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng dù như thế, không ngờ còn bị Hoặc Thiên xem thường là trình tự quá yếu. Chẳng lẽ Huyết Hà Thiên Kinh này là đến từ phàm giới? Hay nói cách khác, cho dù là thiên kinh cùng một phiến thiên địa ẩn dục ra, cũng có phân biệt tầng thứ. Chu Hằng hỏi Hoặc Thiên, Hoặc Thiên lại nói không biết. Trong trí nhớ của nàng hiện giờ vẫn là không trọn vẹn, quá nhiều chuyện hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng nàng lại nói uy lực chân chính của thiên kinh này có thể nói là vô địch. Nếu như Huyết Hà lão tổ kia thực sự nắm giữ Huyết Hà Thiên Kinh, như vậy hắn có thể hóa thành sông máu, ngoại lực không thể gây thương bản thân, mà sông máu thì lại có thể miểu sát hết thảy. Chu Hằng động tâm không thôi. Ta đã hủy diệt ý thức của lão già kia ở trên Huyết Hà Thiên Kinh, nhưng thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, muốn Thiên Kinh hòa làm một thể với ngươi, trong thời gian ngắn là không làm được, lúc cần thì tế luyện. Hoặc Thiên còn nói thêm. Chu Hằng thầm líu lưỡi. Huyết Hà lão tổ dù gì cũng là tồn tại cấp bậc sáng thế đế. Mà nghe nhóm người Đông Quách Hằng ngạc nhiên thán phục, dường như vị lão tổ này thậm chí sắp bước ra một bước còn mấu chốt hơn, nếu như bước ra một bước này khẳng định có thể nghiền ép bất kỳ sáng thế đế nào. Có lẽ, chính là tồn tại như Hoặc Thiên này. Thế mà hiện tại lại bị Hoặc Thiên xem thường như thế, mở miệng là lão già này lão già kia, hơn nữa tùy ý liền có thể cướp đoạt Huyết Hà Thiên Kinh, mà Huyết Hà lão tổ đã tế luyện mấy vạn năm, thậm chí 10 mấy, 20 mấy vạn năm, hủy diệt ý thức trên đó. Độ chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ Hoặc Thiên còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của mình? Nhưng nếu đã là tồn tại chạm tới thiên đạo, chênh lệch sẽ lớn như vậy sao? Hai người đều là tu tập thiên kinh, cũng không đến mức chênh lệch nhiều như vậy chứ. Có cơ hội, thu thập đủ toàn bộ thiên kinh ở nơi này. Hoặc Thiên điểm nhẹ một cái lên trên giải tơ màu máu. Giải tơ vốn đang ngạo mạn không thiện ý ở trong tay Chu Hằng, nhưng vừa bị Hoặc Thiên chạm vào như vậy lập tức liền nhu thuận. Có ý nghĩa gì? Chu Hằng hỏi. Hắn biết Hoặc Thiên tuyệt đối sẽ không bảo hắn làm chuyện không có ích lợi gì, nhưng hắn muốn biết vì sao. Nếu thu thập được tất cả thiên kinh một giới, thì có thể dung hợp thành một bộ thiên kinh càng cường đại hơn. Trí nhớ của Hoặc Thiên không tốt lắm, tuy rằng bảo Chu Hằng làm như vậy, nhưng khi bị hỏi nàng vẫn là vắt hết óc suy nghĩ một hồi mới trả lời. Chu Hằng đột nhiên có điều hiểu ra, nói, nhân uẩn thiên kinh của nàng có phải dung hợp tất cả thiên kinh của tiên giới, mà thành hay không? Nếu không phải như thế, tại sao nàng có thể dễ dàng trấn áp Huyết Hà Thiên Kinh, xem Huyết Hà lão tổ như không có gì? Không nghĩ ra. Hoặc Thiên lại nghĩ không thông suốt, lúc này cũng không có nói ra đáp án cần thiết cho Chu Hằng. Nàng có vẻ có phần mờ mịt, ngụy trang bỏ hết, hiện ra gương mặt xinh đẹp có thể khiến cho thiên địa thất sắc của nàng, nhưng bộ dáng hiện tại này lại làm người thương cảm đến tim đều phải vỡ nát. Chu Hằng giang tay ôm nàng vào lòng, nói, không nên nóng vội, nàng nhất định sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hoặc Thiên vẫn không nhúc nhích, tựa vào trong ngực hắn giống như một con mèo nhỏ ngoan hiền, nhưng chỉ một lát sau nàng liền lạnh lùng hừ một tiếng nói. Ôm đủ chưa? Hắc hắc! Chu Hằng ngượng ngùng thu tay lại, thực ra làm sao cho đủ đây? Hắn luôn luôn muốn vĩnh viễn ôm nàng trong lòng. Trách không được có người nói. Hương vị dịu dàng là huyệt mộ của anh hùng. Thời điểm ở chung với Hoặc Thiên, hắn thường xuyên quên hết mọi thứ. Ta đoán nhân uẩn thiên kinh của nàng hết 8 thành chính là dung hợp tất cả thiên kinh của tiên giới hình thành. Tuy nhiên nếu ta thu thập được tất cả thiên kinh, chẳng phải là giống như nàng ư? Tuy nhiên, tại sao phải phiền toái như vậy, nàng không thể trực tiếp truyền nhân uẩn thiên kinh cho ta hay sao? Lời này cũng chỉ có Chu Hằng dám nói ra, mở miệng liền nhằm vào bí pháp mạnh nhất của người ta. Hoặc Thiên lắc lắc đầu, nói. Một là, thiên kinh là thiên địa uẩn dục, sau khi mỗi một bộ biến mất, thiên địa sẽ một lần nữa uẩn dục ra một bộ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không giống nhau với bộ trước, mỗi một bộ thiên kinh đều là độc nhất vô nhị. Bởi vậy, ngươi tuyệt đối không thể có được bộ nhân uẩn thiên kinh thứ hai. Hai là, thiên kinh chân chính chỉ có thể truyền cho một người, ngươi muốn học nhân uẩn thiên kinh, chỉ có trước hết giết ta. Chu Hằng vội vàng xua tay. Nói đùa, dù học được nhân uẩn thiên kinh có thể là vô địch thiên hạ, hắn cũng không có khả năng làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn tới Hoặc Thiên.
hắn tu luyện mục đích là vì cái gì? Không phải là vì bảo hộ người yêu, thân nhân, bằng hữu của mình sao? Tuy nhiên học huyết hà thiên kinh của huyết hà lão tổ, lão cũng chưa chết, chẳng phải là ta uổng công có được bộ huyết hà thiên kinh này sao? Hắn nghĩ tới một vấn đề. Lão già kia còn cách học được huyết hà thiên kinh còn kém xa lắm, bằng không lão đâu có bị 7 con kiến kia làm, cho ngay cả huyết hà thiên kinh đều tế ra. Hoặc thiên khinh thường nói, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng, tản ra sáng rọi mê người. Tiên giới này rốt cuộc có mấy bộ thiên kinh? Chu Hằng hỏi. Không rõ ràng lắm. Hoặc thiên ngẫm nghĩ, nhưng lập tức lại nói. Tuy nhiên chín là số cực hạn, bất kỳ thiên kinh một giới nào cũng sẽ không vượt qua 9 bộ, nhưng ít ra cũng sẽ không ít hơn 4 bộ. Dung hợp thiên kinh một giới, ngươi có thể chạm đến huyền bí chân chính của một giới này, là vô địch của giới này. Giữa các thiên kinh của một giới sẽ có cảm ứng với nhau, khi khoảng cách gần, hoặc là cơ duyên đến, ngươi sẽ gặp cảm ứng được. Đó cũng không phải là chuyện biển rộng tình kim. Nếu như hắn cũng có thể đi đến một bước này, gần như có thể hoành hành tiên giới. Thực lực như vậy cũng đủ bảo hộ người yêu thân nhân bằng hữu của hắn. Phải tìm kiếm thiên kinh. Chu Hằng vốn trước đây chỉ có một mục tiêu phấn đấu mông lung mờ mịt. Đó chính là trở nên mạnh mẽ, ít nhất trở thành sáng thế hoàng sau đó đánh vào tuyệt tiên thành, náo động cho long trời lỡ đất. Nhưng con đường đi trước đó như thế nào, vẫn rất mờ mịt, chưa biết rõ. Nhưng bây giờ dường như có một ngọn đèn soi sáng. Hắn phải tìm đủ thiên kinh của tiên giới. Hơn nữa, nếu thực sự gom đủ tất cả thiên kinh của tiên giới, hắn liền có được thực lực ngang với Hoặc Thiên. Như vậy bọn họ không phải là một đôi do trời đất tạo nên hay sao? Còn nữa, lần sau nếu ngươi xuất hành, không cần mang theo các nàng ứng mộng phạm, ta có an bài khác rèn luyện các nàng. Hoặc Thiên đột nhiên lại nói. Chu Hằng chớp chớp mắt thầm nghĩ. Có phải đây là thiên nữ tuyệt thế cố ý hay không? Hắn không phải nhu cầu tràn đầy đến mức mỗi ngày phải có nữ nhân làm bạn. Nhưng lời này của Hoặc Thiên có ý là, nàng cũng sẽ không đi theo Chu Hằng ra ngoài, mà muốn huấn luyện các nàng ứng mộng phạm. Có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không có khả năng thể nghiệm sinh tử chân chính. Có một số lĩnh ngộ chỉ có ở trong một đường sinh tử mới có thể cảm nhận được. Ta ở bên cạnh ngươi cố nhiên có thể bảo đảm cho ngươi bình an, nhưng cũng sẽ hạn chế phát triển của ngươi. Hoặc Thiên nghiêm nghị nói. Lời nói này rất có lý, nhưng Chu Hằng vẫn nghiêm trọng hoài nghi có phải thiên nữ tuyệt thế này là, sợ hắn động tay động chân, cố ý muốn dùng cớ này đuổi hắn đi xa hay không? Được rồi, nếu là chân tình lâu dài, thì đâu cần sớm chiều bên nhau. Một ngày nào đó hắn sẽ mạnh đến mức không sợ phù văn trong cơ thể Hoặc Thiên, đến lúc đó nhất định phải cho cái mông của nàng ăn no một trận đòn. Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi liếc nhìn cái mông đẫy đà mượt mà của Hoặc Thiên kia. Thắt lưng nối mông tạo thành đường cong hoàn mỹ, khiến hắn không kìm nổi ngón trỏ nhúc nhích, quả thực muốn một ngụm nuốt sống thiên nữ xinh đẹp tuyệt sắc này. Cút! Chu Hằng trở lại phòng của mình, chuyện thứ nhất cũng không phải nghiên cứu tu tập huyết hà thiên kinh, mà trước luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong thanh hắc kiếm, thời gian dài những tinh khí này sẽ từ từ tiêu tan mất. Nhưng để Chu Hằng thất vọng là, tinh khí sinh mệnh của mười mấy Nguyệt Minh Đế không ngờ chỉ khó khăn lắm làm cho hắn nhiều thêm một vầng trăng lưỡi liềm. Hắn hiện nay là Nguyệt Minh Đế 11 luân, nhưng 11 vầng trăng này vừa mới khởi đầu, muốn vầng trăng lưỡi liềm biến thành trăng tròn cần thời gian rất lâu. Ở thời điểm Nguyệt Minh Hoàng, tinh khí sinh mệnh của một Nguyệt Minh Đế 4 luân, 5 luân đủ để hắn hình thành một nửa vầng trăng hoàn chỉnh. Nói cách khác tinh khí sinh mệnh của hai Nguyệt Minh Đế 4 luân, 5 luân có thể giúp hắn hình thành một vầng trăng tròn. Thế nhưng đạt tới Nguyệt Minh Đế, không ngờ mười mấy Nguyệt Minh Đế mới chỉ có thể hình thành cho hắn một vầng trăng lưỡi liềm. Quả nhiên, chênh lệch một cảnh giới, mỗi lần tiến thêm một bước cần tích lũy linh lực cũng chênh lệch vô cùng lớn. Không trách được tu giả khi đạt tới cực hạn của mỗi một cảnh giới đều tận lực áp chế, muốn lấy thêm vầng trăng mới đột phá, đây quả thật là ý nghĩa cực kỳ to lớn. Ở thời điểm Nguyệt Minh Hoàng hình thành một vầng trăng cùng với hình thành một vầng trăng khi ở Nguyệt Minh Đế, độ khó chênh lệch này không phải gấp đôi hay gấp mấy lần, mà là gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Đi đâu đi tìm được nhiều Nguyệt Minh Đế như vậy cho hắn giết chứ? Tuy rằng Chu Hằng không lo không sợ, nhưng hắn cũng không phải cuồng ma giết người, gặp người liền có thể xuống tay, nên muốn dựa vào đường cũ hoàn thành quá trình tích lũy vầng trăng, hắn cần làm thịt ít nhất hơn một vạn Nguyệt Minh Đế. Con đường này dường như không dễ đi. Đáng tiếc, Nguyệt Minh Đế so với Nhật Diệu Vương chênh lệch quá xa, bằng không nếu hắn có thể chém ngược Nhật Diệu Vương, như vậy đạt tới 21 vầng trăng tròn cũng sẽ không phiền toái như thế. Đúng rồi. Chu Hằng đột nhiên vừa động trong lòng, liền lấy ra hỏa thần lô, gõ trên nắp lò một cái. Ai a ai a, quá thất đức mà, không thấy bổn tạo đang ngủ sao? Gõ nữa bổn tạo liền phun ra tam muội chân hỏa đốt chết ngươi. Hỏa thần lô bị đánh thức từ trong giấc ngủ say, cả giận kêu lớn. Có đan dược thích hợp nhanh chóng tăng lên tu vi giai đoạn của ta hay không? Chu Hằng hỏi. Tại sao lại là tên tiểu tử thúi ngươi này?
Hỏa thần lô thở dài ai oán nói. Ngươi không thể để bổn tạo ngủ một giấc yên ấm sao? Ngươi là một cái lò luyện đan ngủ nhiều làm gì? Chu Hằng vỗ cái nắp lò nói. Sợ ngươi rồi. Hỏa thần lô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi có thể dùng kim nguyên đan. Mỗi một viên đều tương đương với lực lượng của Nguyệt Minh Đế bình thường khổ tu một năm, cũng gọi là thanh hoa đan vốn để thăng cấp. Tốt lắm. Ngươi đưa dược phương cho ta đi mua. Hỏa thần lô ước gì Chu Hằng không làm phiền nó, liền vội vàng lần lượt báo ra tên dược liệu, sau đó lại ngủ tiếp ngáy vù vù. Trong tay Chu Hằng còn lại 2 viên Nguyệt Hoa đan, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định dùng ngay. Dù sao một năm sau lại có Nguyệt Hoa Liên thành thục mới, mà sau này, chuyện Nguyệt Hoa Liên sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng. Hiện tại cách nàng cũng chỉ có thể mỗi giai đoạn ăn một viên Nguyệt Hoa đan, nhưng về sau thì có thể ăn như đậu phộng, một hơi trực tiếp hình thành 8 vầng trăng, chỉ cần lĩnh ngộ được cảnh giới thì đột phá cũng giống như chơi đùa. Chu Hằng phân biệt ăn vào 2 viên Nguyệt Hoa đan, số lượng vầng trăng cũng một lần hành động đột phá đến 13, chỉ là vầng trăng thứ 13 vừa mới hình thành một vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ, không bắt mắt chút nào. Hắn mở ra Huyết Hà Thiên Kinh, chính thức bắt đầu nghiên cứu bộ Thiên Địa Kỳ Thư này. Bộ Thiên Kinh này ngay từ đầu cũng không cam lòng thần phục với Chu Hằng, nhưng bị Hoặc Thiên Giáo huấn một trận sau đó mới thay đổi ngoan ngoãn, mặc cho Chu Hằng nghiên cứu như thế nào cũng không có phản ứng. Thiên Kinh khác biệt với công pháp, cũng không có kế thừa đạo pháp loại hình văn tự gì, như nhánh cây của Hoặc Thiên kia, ai sẽ nghĩ tới đó là hình thể của một bộ Thiên Kinh? Ai mà tin đó là một món bảo khí? Huyết Hà Thiên Kinh này cũng như thế, nhìn bề ngoài chỉ là một dải lụa màu máu, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện giải tơ này thật ra là từ máu ngưng tụ thành, lại không dính tay chút nào. Chu Hằng hít vào một hơi, tiếp đó dùng ý thức đi vào trong giải tơ màu máu kia. Ông! Chu Hằng chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, liền đi vào một thế giới đỏ như máu. Đó cũng không phải chân thân hắn đi vào thế giới này, mà là ý thức của hắn. Đây là bên trong Huyết Hà Thiên Kinh, cũng là chỗ ẩn chứa huyền bí của Huyết Hà Thiên Kinh. Không phân biệt Đông Tây Nam Bắc, không có trên dưới trái phải. Đây là một mảng trời đất màu máu, một mảng không gian trống không, trong đó chỉ có màu máu vô tận. Chu Hằng cũng không vội, chân thân của hắn tay cầm Huyết Hà Thiên Kinh, nhanh chóng định vị ý thức của mình. Hắn mỉm cười, tiếp đó bay đi về một phương hướng. Ầm, 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 huyết khí hóa thành những cái thác nước thật dài, va chạm vào Chu Hằng. Chu Hằng thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tự nhiên đi xuyên qua những thác nước màu máu. Nhưng càng đi tới phía trước, tốc độ khởi động của thác nước bắt đầu càng nhanh. Chính là Chu Hằng đều có chút như trứng trọi đá. Xú tiểu tử, ngươi muốn tìm hiểu bí mật của thiên địa còn rất sớm. Một dòng thác màu máu đột nhiên hóa thành một khuôn mặt, lại là một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi, vô cùng ngạo mạn nói với Chu Hằng. Chu Hằng trong mắt căng thẳng, đây là khí linh trong Huyết Hà Thiên Kinh. Không cần nhỏ mọn như vậy, để ta xem một chút có sao đâu. Hắn cười nói, hừ, ngươi dụ đứa nhỏ đấy à. Đứa nhỏ kia chợt biến mất trong một dòng thác màu máu, rồi lại diễn hóa ra từ trong một dòng thác khác. Đây là thế giới bên trong của nó, ý thức của nó chính là vua. Chu Hằng thầm than trong lòng. Xem theo cảm ứng từ chân thân ở bên ngoài, lúc này khoảng cách giữa hắn với trung tâm Huyết Hà Thiên Kinh còn tới 9, 10. Nhưng áp lực ở nơi này đã lớn đến mức khiến hắn chỉ phải dừng lại. Nếu không thể thuyết phục khí linh, hắn hoàn toàn không có khả năng tìm hiểu ảo diệu của bộ Thiên Kinh này. Thiên Kinh là công pháp của thiên địa ẩn dục ra, tự nhiên không phải muốn học là có thể học được. Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Phi. Ngươi nhỏ yếu như vậy cũng xứng làm bằng hữu với ta ư? Đứa nhỏ lại đổ một cái thác máu khác, trong ánh mắt nó xoay chuyển, lập tức 2 dòng thác máu va chạm vào Chu Hằng. Chu Hằng vội vàng né tránh, nhưng né qua một đạo lại không có thể né tránh đạo kia, lập tức chân trái bị đánh trúng. Đau nhức đến mức chân thân của hắn ở bên ngoài đều phải run run một cái. Ý thức ảnh hưởng tới thân thể. Nếu như ý thức tử vong, thì thân thể cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đứa nhỏ nhìn như khờ dại, nhưng một gương mặt máu tuyệt sẽ không tạo cho người ta có cảm giác ngây thơ hồn nhiên. Nó làm ra vẻ ông cụ non, nói. Vị đại nhân kia bảo ta không thể đả thương ngươi, ta không dám chống lại vị đại nhân kia, nhưng có thể cho ngươi nếm chút khổ sở. Vù vù vù. Theo tiếng của nó vừa dứt, 10 thác máu đồng thời ầm ầm dựng lên, va chạm vào Chu Hằng. Quái! Chu Hằng quả thực muốn chửi má nó, hiện tại hắn mới chỉ là Nguyệt Minh Đế. Sao có thể chống cự lại thiên kinh của tiên giới ẩn dục ra? Khí linh này dù là Huyết Hà lão tổ cũng chưa có năng lực thu phục, làm sao hắn có thể chống lại? Nhưng nếu như hoàn toàn không có hy vọng, Hoặc Thiên cần gì phải giao cho hắn Huyết Hà Thiên Kinh chứ? Đúng rồi, cốt phù. Chu Hằng nghĩ đến đây liền động tâm niệm, điểm một cái ngay trán của mình, chủ động nghênh đón về hướng một cái sông máu. Ầm. Vừa va chạm sông máu, Chu Hằng kết nối với thần thức, chân thân đồng thời run lên, ánh sáng vàng trên thiên linh cái chấn động mãnh liệt,
ý thức thể này cũng đồng dạng toàn thân nở rộ ánh sáng vàng, như một vị thiên thần cái thế. Ầm, 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 ầm. Tất cả sông máu trong nháy mắt vỡ nát, đứa nhỏ kia lại biến thành vô số mảnh vỡ màu máu, nhưng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, nó liền một lần nữa tổ hợp lại. Lúc này nó nhìn Chu Hằng, trên mặt có ý sợ hãi không che giấu chút nào. Ngươi làm sao có thể có uy áp kinh khủng như vậy? Nó rung giọng nói. Chu Hằng cười hắc hắc, nói. Hiện tại chúng ta có thể làm bằng hữu chứ? Là uy áp của vị đại nhân kia. Đứa nhỏ chợt kêu lên, dường như đột nhiên nghĩ tới. Chu Hằng mỉm cười, chỉ là hai tay khoanh trước ngực nhìn nó. Được rồi, ta có thể cho ngươi xem một chút ảo diệu của huyết hà thiên kinh. Tuy nhiên dựa vào thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ thu phục ta. Hừ, chớ hỏng mơ tưởng. Đứa nhỏ bất đắc dĩ nói, từ gương mặt kia mọc dài ra thân thể và tứ chi. Nó phất hai tay một cái, Chu Hằng lập tức di hình hoán vị, xuất hiện ở một địa phương khác trong thế giới màu máu. Là vị trí trung tâm. Chân thân của Chu Hằng ở bên ngoài cũng cảm ứng được. Nơi này không có sông máu, chỉ có một dải tơ màu máu dài không tới một xích. Chu Hằng ngưng mắt nhìn xem, trong dải tơ màu máu này lại có vô số đạo phù văn đang chảy xuôi. Phù văn. Chu Hằng từng nhìn thấy 206 phù văn trong cơ thể Hoặc Thiên. Hiện tại trên thiên linh cái hắn cũng còn có một góc phù văn, uy lực của nó hắn đã kiến thức qua. Nhưng hắn nhìn kỹ lại phát hiện những phù văn này đều không phải là hoàn chỉnh, trình độ vỡ nát này, thậm chí còn tệ hơn góc phù văn trên thiên linh cái của hắn kia. Điều đó cũng đúng. Trước đó phù văn trên người của hắn phát uy mới có thể chấn áp được khí linh. Nói như thế, tầng thứ của huyết hà thiên kinh quả thật không bằng nhân uẩn thiên kinh. Có lẽ sau khi dùng hợp một chỗ mấy bộ thiên kinh, những phù văn này mới có thể gom thành nhóm, bổ sung được toàn bộ. Nhưng đối với Chu Hằng hiện giờ mà nói, những mảnh vỡ phù văn này ngược lại thích hợp với hắn hơn. Bởi vì hắn không đủ trình tự, hắn cũng không tu tập được phù văn hoàn chỉnh, những mảnh vỡ phù văn này ngược lại dễ có cơ hội tìm hiểu hơn. Xem đi. Đứa nhỏ ở một bên lên tiếng, sau đó nó nhỏ giọng thầm thì, tốt nhất là xem tới tẩu hỏa nhập ma. Tâm thần của Chu Hằng đã bị những phù văn này hấp dẫn, hắn lấy tay chụp vào dải tơ này. Khi tay phải chạm vào nó, dải tơ này đúng là chui vào lòng bàn tay của hắn, ở trong cơ thể hắn chuyển xoay vòng sau đó lại chui ra từ trong tay trái, tuần hoàn thành một vòng. Khi mảnh vỡ phù văn xẹt qua trong lòng, hình như Chu Hằng có lĩnh ngộ. Hắn đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy đạo phù văn này tuy rằng vỡ nát không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ẩn chứa chân giải trí cao vô thượng. Sau nửa giờ, hắn rốt cục có bước đầu nhận thức. Tuy rằng những phù văn này tổng số đạt tới mấy vạn cái, nhưng tổng cộng chỉ có thể ghép lại 100 cái phù văn bất đồng. Hơn nữa, cho dù những phù văn ghép lại hơn, 100 cái này khoảng cách phù văn trạng thái hoàn chỉnh cũng còn quá xa. Chu Hằng phỏng chừng, dù là những phù văn này toàn bộ ghép lại vào nhau, cũng vị tất có thể vượt qua một góc phù văn trên thiên linh cái của hắn kia. Xem theo uy lực của nó, khẳng định góc phù văn của Hoặc Thiên cho hắn càng cường đại hơn, trước đó góc phù văn có thể chấn áp khí linh đủ để chứng minh. Nhưng đối với Chu Hằng mà nói, phù văn trên người mình vẫn còn quá mức phức tạp, vốn không phải hắn có thể lý giải được. Số lượng hàng vạn những mảnh vỡ phù văn phân giải này ngược lại thích hợp với hắn hơn. Giải tơ màu máu từng đợt trào lên thân thể hắn, mỗi lần lưu chuyển một vòng, hắn đều có một phần thể ngộ, trên ý thức thể ẩn ẩn chớp lóe có hào quang máu đỏ. Đứa nhỏ ở bên trên tuy rằng không nói tiếng nào, nhưng thấy một màn như vậy, nó không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trong cuộc sống sinh mệnh lâu dài, nó cũng từng gặp được rất nhiều chủ nhân thực lực mạnh hơn Chu Hằng đếm không hết, nhưng nói đến ngộ tính thì hoàn toàn không ai có thể so sánh với tiểu tử này. Một giờ cũng chưa tới đã chạm tới một tia huyền bí của huyết hà thiên kinh, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Ông! Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể chợt nặng xuống, trước mắt tối sầm, khi mở hai mắt ra lại thì thấy ý thức của mình đã trở về bên trong chân thân. Đau! 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 Chu Hằng chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Toàn thân đều vì vậy mà nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run. Hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, làm ảnh hưởng đến thân thể. Thiên kinh, quả nhiên không phải dễ tìm hiểu như vậy. Chu Hằng phát hiện mình hoàn toàn không thể nghĩ tới bất cứ chuyện gì, chỉ cần vừa động cân não liền đau đớn muốn ngất đi. Hắn đành phải ngồi xuống, lẳng lặng khôi phục tinh thần tiêu hao. Một lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại hắn cố ý đi thỉnh giáo Hoặc Thiên. Vị thiên nữ tuyệt thế này. Không biết tu luyện thiên kinh sớm hơn bao nhiêu năm so với hắn, là lão tiền bối chân chính. Ở bên cạnh có sư phụ xuất sắc như vậy không đi thỉnh giáo chẳng phải là quá lãng phí ư. Ngộ tính của ngươi quả thực rất cao. Hoặc Thiên trầm mặc một hồi, gật đầu nói. So với ta còn cao hơn. Phải vậy thôi, ta chính là nam nhân của nàng cơ mà. Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng lời này hắn đúng là không dám nói ra miệng,
ít nhất hiện tại không được. Không sao. Đây cũng là một loại rèn luyện đối với ý thức của ngươi. Thăng hoa cảnh, thăng hoa chính là ý thức, bây giờ ngươi đã bắt đầu rèn luyện ý chí, đối với phát triển thăng hoa cảnh của ngươi sau này sẽ có lợi thật lớn. Hoặc Thiên lại nói. Tuy nhiên, trước khi chưa khôi phục lại không nên tu luyện tiếp huyết hà thiên kinh. Chín quá hóa dục, nhớ lấy. Chu Hằng gật đầu rời đi, lại dùng ý thức một lần nữa đi vào huyết hà thiên kinh. Một giờ sau, ý thức của hắn cũng không thể duy trì tiếp, bị bức lui ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, khí linh thì lại kinh ngạc không nói gì, bởi vì mặc dù Chu Hằng không có tìm hiểu được, nhưng nó vẫn mẫn cảm phát hiện. So với lần trước Chu Hằng ở lại thời gian đã dài thêm một chút, tuy rằng còn chưa đủ một giây, nhưng dài chính là dài. Tinh thần lực của tiểu tử này đang phát triển. Khí linh không nói nên lời. Chẳng những tiểu tử này ngộ tính đáng sợ, ngay cả ý chí đều cứng cỏi đến dọa người. Nó có nên hay không nên đối tốt với Chu Hằng một chút, miễn cho ngày sau Chu Hằng lớn lên thành cường giả tuyệt thế sau đó đánh ngược nó. Sau khi nghỉ ngơi 3 ngày, Chu Hằng cũng không có tu luyện huyết hà thiên kinh nữa, mặc dù hắn cảm thấy rất hứng thú với môn thiên kinh này, nhưng dù sao hắn cũng không thể đặt toàn bộ thời gian vào chuyện đó, hiện tại cần cấp tốc tăng lên số lượng vầng trăng. Hắn chuẩn bị rời Tây Hợi Thành đi tới tiên thành cao cấp hơn, bởi vậy hắn trước phải lên tiếng chào mấy cố nhân. Lâm Tài Tuấn đã chết ở trong tay Lưu Hàn Diệp. Ngày đó Lâm Tài Tuấn cùng Lưu Hàn Diệp gần như cùng lúc trở lại Dương gia, nhưng sau khi biết được Dương Thiết Hổ bị giam giữ, mà cha của mình lại bình yên vô sự, Lưu Hàn Diệp lập tức thỉnh lão cha ra tay đánh giết Lâm Tài Tuấn. Oán hận giữa hai người chất chứa cũng không phải chuyện 1 ngày 2 ngày. Điều này làm cho Chu Hằng có phần tiếc nuối, bởi vì hắn muốn tự tay giết chết hai người này, nhưng Lâm Tài Tuấn dù sao cũng là biểu ca của Dương Lan Hinh, vì thế chết ở trong tay Lưu gia có lẽ là kết quả tốt hơn. Chu Hằng đi tới Tư Đồ gia, nói chuyện một phen với Tư Đồ Lăng, cũng để lại một đống lớn thanh hoa đan. Tư Đồ gia ở thời điểm Dương gia bị Mặc gia đột kích, từng mấy lần bôn ba xuất lực biện hộ cho Dương Thiết Hổ. Đây là một mối nhân tình rất lớn. Sau đó, hắn lại đi Thiên Phương Các, bởi vì Liên Tĩnh Hương cũng từng tìm tới Mặc gia hóa giải. Nghe nói bối cảnh của Thiên Phương Các cực kỳ cường đại, đúng là nhờ có nàng ra mặt mới bảo vệ được tính mạng cho Dương Thiết Hổ. Chu huynh, hiện tại có một cơ duyên lớn lao, không biết huynh có hứng thú hay không? Liên Tĩnh Hương mời Chu Hằng vào phòng khách, sau đó không đợi hắn nói liền nói trước. Cơ duyên gì? Chu Hằng nghe nàng nói, trong lòng vừa động lên tiếng hỏi. Năm đó tiên giới đột nhiên vỡ nát, sinh linh gần như diệt sạch, tất cả tiên tinh đều hóa thành đại lục vỡ nát. Liên Tĩnh Hương khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giọng nói mềm nhẹ êm tai. Có một số tiên đại lục hoàn toàn bị phá hủy, có một số lại bảo tồn được tương đối đầy đủ, trôi nổi trong vũ trụ mờ mịt. Thường thường, sẽ có di phủ của cường giả tuyệt thế năm xưa hiện thế, dẫn tới cường giả tiên thành coi trọng. Hiện tại, có một tòa di phủ như vậy xuất hiện. Chu Hằng nghe nói máu nóng sôi trào, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, cười nói. Nếu ngay cả đại năng tiên giới đều bị kinh động, thì tiểu nhân vật như ta sao có tư cách đi tranh đoạt? Chu huynh có chỗ không biết. Tòa di phủ này tên là Ngự Long Điện, từng thuộc về một vị cường giả tuyệt thế, tên là Vũ Văn Kiếm, người này là đại năng thời tiền sử. Liên Tĩnh Hương nói. Đại năng thời tiền sử. Chu Hằng cả kinh lặp lại. Thời tiền sử chính là chỉ tiên giới trước kia còn không có tan vỡ, khi đó tiên giới giống nhau với phàm giới, có những tinh cầu. Không sai. Vũ Văn Kiếm ít nhất là nhân vật của 200-300 vạn năm trước, nhưng truyền thuyết về hắn cho dù đã trải qua đại loạn tiên giới tan vỡ, cũng không có biến mất, có thể thấy được hắn cường đại tới mức nào. Liên Tĩnh Hương nói, trên mặt đầy vẻ kính nể. Chu Hằng nhìn nàng một cái, huyền âm thân thể trước kia đối với hắn có lực hấp dẫn rất mạnh. Nhưng theo hắn tiến vào tiên nhân vị, ảnh hưởng của Kim Dương Thảo Vương đối với hắn cũng giảm xuống mức thấp nhất, huyền âm thân thể không còn giống, như trước làm cho tình cảm của hắn sôi sục mãnh liệt nữa. Dù sao, Kim Dương Thảo Vương cũng chỉ là dược thảo ở phàm giới. Một trận chiến thanh danh vang dậy nhất của Vũ Văn Kiếm, chính là hắn ở thời điểm sáng thế vương, chém ngược một vị sáng thế đế. Liên Tĩnh Hương nói, thật cường đại, chém ngược võ giả so với chính mình cao hơn một tiểu cảnh giới, Chu Hằng tự tin có thể làm được dễ dàng. Hơn nữa, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Nhưng nếu muốn chém ngược võ giả cao hơn 2 cảnh giới so với mình, nếu như không có môi trường đặc thù, thì thực sự quá cường đại. Với lực lượng của chính mình, hắn có thể làm được sao? Chu Hằng tự vấn lòng. Lực lượng bản thân tự nhiên không thể bao gồm những tiên khí như Bách Quỷ Kiếm, Hỏa Thần Lô. Nếu hắn sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, vẫn có khả năng chém ngược võ giả cao hơn 2 cảnh giới so với mình. Nhưng khả năng lớn hơn là hắn cũng bị đánh chết, đồng quy vu tận. Nhưng Lăng Thiên Cửu Thức là kỳ công bực nào? Đột nhiên Chu Hằng nhảy dựng trong lòng. Chẳng lẽ Vũ Văn Kiếm cũng nhận được thiên kinh? Không, thậm chí là hoàn thành dung hợp tất cả thiên kinh của tiên giới. Đáng tiếc, dù là thiên kiêu kiệt xuất mấy đi nữa cũng không chống lại được 5 tháng vô tận,
hiện tại chỉ có chuyển lại một tòa di phủ. Nghe nói bên trong có kế thừa tuyệt thế của vị đại năng năm xưa này, bao gồm công pháp Hóa Long Cửu Trảm mạnh nhất của hắn. Liên Tĩnh Hương dịu dàng nói. Chu Hằng ngẫm nghĩ, vẫn là chú tâm tới chuyện xưa, nói. Nếu truyền thừa của di phủ này quan hệ trọng đại như thế, đại năng tuyệt tiên thành cũng phải bị kinh động chứ. Đúng là bị kinh động. Tuy nhiên di phủ này có cấm chế thủ hộ, chỉ có thể cho võ giả dưới cấp Nhật Diệu Vương đi vào. Liên Tĩnh Hương gật gật đầu, lại nói ra một bí văn khác. Chu Hằng không khỏi nhìn nàng một cái, tin tức như thế khẳng định Tư Đồ Lăng sẽ không giấu hắn. Nhưng tới giờ Tư Đồ Lăng cũng không có nói gì, có nghĩa hắn vốn cũng không biết tin tức của di phủ Vũ Văn Kiếm. Nhưng Liên Tĩnh Hương lại biết, hơn nữa biết được các thứ còn tương đối không ít. Lại liên tưởng đến ngay cả Mặc Gia đều phải nể mặt mũi Liên Tĩnh Hương, hoặc là nói nể mặt mũi Thiên Phương Các. Điều này nói rõ Thiên Phương Các cũng không chỉ là bán rượu kiếm tiền đơn giản như vậy, có lẽ cũng là cự phách giống như Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các, Thiên Phương Các, sai một chữ, giữa hai tổ chức này có phải có mối liên hệ gì hay không? Chu Huynh, tiếp qua 4 ngày ta sẽ theo một chi nhánh gia tộc đi Ngự Long Điện, Huynh có hứng thú cùng đi với ta không? Liên Tĩnh Hương phát ra lời mời với Chu Hằng. Nếu Liên cô nương không ngại, tại hạ tự nhiên mong muốn. Chu Hằng cười nói. Vậy cứ định như vậy đi. Liên Tĩnh Hương cũng rất vui mừng, nói. Chu Hằng quay về Dương gia, nhưng trong lòng thì vô vàn suy nghĩ. Hắn biết Liên Tĩnh Hương có ý mời chào, nhưng mối nhân tình này có phải là hơi nhiều hay không? Mới vừa nghĩ như vậy, hắn không tự chủ nở nụ cười. Hắn cũng quá tự phụ đi, cho là mình nhất định có thể nhận được kế thừa của Vũ Văn Kiếm sao? Nói không chừng chỉ là theo một bên thái tử đọc sách, đi dạo một vòng mà thôi. Lần này cũng không giống như Tinh Phong thí luyện, chỉ có võ giả Nguyệt Minh cảnh có thể tham dự, còn phải cộng thêm Nhật Diệu Vương. Với lực lượng của Chu Hằng hiện tại, nếu kết hợp với Tấn Vân Lưu Quang Bộ, hắn muốn thoát thân ở dưới tay Nhật Diệu Vương không khó, nhưng nếu muốn chiến thắng thì hoàn toàn không có khả năng. Huống chi lần này động tĩnh to lớn như thế, khẳng định sẽ có mặt thiên tài Nhật Diệu Vương đánh xuyên qua hàng rào cảnh giới. Hiện tại hắn gặp phải thiên kiêu bực này, đó chính là một chữ chết. Ngay cả hy vọng chạy thoát cũng không có. Nếu Hoặc Thiên không cùng đi, lần đi Ngự Long Điện rất có khả năng không thu hoạch được gì. Nhưng Hoặc Thiên nói đúng, hắn không thể cứ luôn cậy vào thiên nữ tuyệt thế này, điều đó sẽ khiến hắn sinh ra lòng nương tựa, sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh võ đạo của hắn. Con đường là phải tự mình đi. Không chiếm được kế thừa tuyệt thế cũng không hề gì, hiện giờ hắn còn chưa hiểu rõ Huyết Hà Thiên Kinh đâu, ham nhiều cũng không phải chuyện tốt. Còn nữa, hắn muốn đi Ngự Long Điện cũng không phải toàn bộ là vì kế thừa của Vũ Văn Kiếm. Vị đại năng này là nhân vật thời tiền sử, trong cung điện của hắn có thể còn cất giữ tư liệu ngày xưa, nói không chừng có nhắc tới Hoặc Thiên, nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm. Còn có, tử địch của Hoặc Thiên kia, có thể bị Hoặc Thiên căm hận như thế, tất nhiên thực lực của người kia cũng cường đại đến đáng sợ. Người yếu làm sao xứng được Hoặc Thiên xem là đối thủ chứ? Không tìm hiểu biết rõ ràng về người này, trong lòng Chu Hằng như luôn ghim một cây gai. Có lẽ người này bị trọng thương, thậm chí còn thê thảm hơn Hoặc Thiên, hoặc là khôi phục còn nhanh hơn Hoặc Thiên, cũng có thể đã hoàn toàn ngã xuống. Nếu quả thật đã ngã xuống ngược lại còn may mắn, nhưng vạn nhất nàng ta khôi phục nhanh hơn Hoặc Thiên thì sao? Đây chính là một tồn tại cùng cấp số với Hoặc Thiên đấy. Chu Hằng bức thiết muốn biết người kia đến tột cùng là ai, về sau nếu như do thám biết được tin tức của người này cũng dễ phòng bị hơn. Trở lại Dương gia, hắn nói một lần chuyện sắp đi di phủ, tuy rằng các nàng rất không đành lòng. Nhưng các nàng đều hiểu hiện tại tu vi của mình quá yếu, gượng ép đi theo Chu Hằng chỉ sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Nên không người nào kiên trì đòi đi theo. Ôi, xem ra chỉ có bổn tạo đi theo ngươi thôi. Con lừa đen ôm choàng bả vai Chu Hằng nói. Nữ nhân đều không dựa vào được. Cuối cùng vẫn là bổn tạo cấp mặt mũi cho ngươi. Bịch bịch phịch phịch. Con lừa đen lập tức vì lời nói này phải trả giá, bị các nàng súm lại chân giấm tay đá. Trong nháy mắt trên mặt con lừa liền hiện đầy vết sưng phù. Nói chuyện đều có chút ấp a ấp úng. Chu Hằng cười to, nói. Hiện tại biết cái gì gọi là họa từ trong miệng mà ra rồi chứ. Con lừa đen dưới chân như nhũn ra, ngã trái ngã phải, nói. Bổn tạo hiện tại đã biết cái gì gọi là nữ nhân như mãnh hổ. Bởi vì Chu Hằng sắp lên đường, chuyến đi này lại không biết thời gian bao lâu. Các nàng đều rất quý trọng thời gian chung đụng cuối cùng với Chu Hằng. Mỗi thời mỗi khắc đều dính như keo như sơn. Dường như nhất định phải ép khô ép sạch Chu Hằng. 4 ngày sau, Liên Tĩnh Hương liền tới mời Chu Hằng lên đường. Chu Hằng mang theo con lừa đen xuất phát. Hiện tại con lừa đen này rõ ràng đã là Nguyệt Minh Hoàng 4 luân. Con lừa đê tiện này vốn đã tinh tiến rất nhanh, trước khi uống dùng Nguyệt Hoa đan đã có được 6 vầng trăng, uống vào một viên đan dược đúng là sinh ra 2 vầng trăng, rồi sau đó thuận lợi đột phá đến Nguyệt Minh Hoàng. Uy lực của thiên địa quả lại kích phát, nó một hơi xông phá liên tiếp lên 4 vầng trăng.
Chu Hằng mới vừa biết được cũng hoảng sợ không thôi. Tên này khi ở Nguyệt Minh Vương chẳng qua cực hạn cũng chỉ có 8 vầng trăng, nhưng vừa đột phá liền thành Nguyệt Minh Hoàng 4 luân, có thể so với tồn tại Nguyệt Minh Vương 13 luân. Trách không được thiên địa quả có thể nhận được Hoặc Thiên khen ngợi, quả thật có hiệu quả nghịch thiên. Hai người một con lừa đi tới Tây Hợi Thành tiến vào chỗ cửa ải. Nơi này bỗng chốc trở thành biển tinh thuyền, liếc mắt một cái nhìn thấy ít nhất hơn vạn chiếc, rậm rạp rải rác giữa bầu trời. Trên mỗi một chiếc tinh thuyền đều cắm cờ hiệu bất đồng. Vừa thấy còn nghĩ là cường đạo tinh hải đánh tới rồi. Lần này tin tức Ngựa Long Điện xuất thế hiển nhiên thu hút vô số thế lực, hết thảy đều muốn đi thử vận may một lần. Đi theo ta. Liên Tĩnh Hương ở phía trước dẫn đường, mang theo Chu Hằng cùng con lừa đen đi tới phía dưới một chiếc tinh thuyền. Nàng bắn ra một viên đạn tín hiệu, ở trên trời hóa thành một con phong hồ màu xanh lam. Sau đó, nàng mới dẫn theo Chu Hằng cùng con lừa đen bay vụt lên. Nếu tùy tiện đi lên, nói không chừng người ở phía trên sẽ cho là địch nhân tập kích, trực tiếp phát động công kích. Trên tinh thuyền đúng là có linh lực pháo kinh khủng, uy lực mạnh nhất thậm chí có thể nổ chết Thăng Hoa Đế. Ra mắt Tĩnh Hương tiểu thư. Trên boong tinh thuyền lập tức có hai nam nhân toàn thân mặc bí giáp màu đen xuất hiện, nửa quỳ trên mặt đất thi lễ với Liên Tĩnh Hương. Mỗi người đều là Nguyệt Minh Đế, khí thế rất mạnh. Liên Tĩnh Hương chỉ gật gật đầu rồi dẫn Chu Hằng và con lừa đen đi vào bên trong thân thuyền. Xem ra thân phận của nữ nhân này không thấp đây, rõ ràng chỉ có tu vi Nguyệt Minh Hoàng, mà thị vệ trên tinh thuyền đều là Nguyệt Minh Đế, lại rất tôn trọng, hiển nhiên địa vị của nàng khá cao. Hai người đi tới một gian khoang thuyền, Liên Tĩnh Hương gõ cửa một cái, nói: "Hữu Hạo tộc thúc, ngài ở đâu?" "Ừm, vào đi." Bên trong lập tức truyền ra một thanh âm đầy uy nghiêm. Liên Tĩnh Hương đẩy cửa, dẫn trước đi vào, Chu Hằng đi theo phía sau, con lừa đen thì kiêu ngạo vênh vó theo sát ở cuối cùng. Tuy nhiên bởi vì trước đó được Chu Hằng dặn dò, nó ngậm miệng nghiêm chỉnh không lên tiếng. Vị này chính là Chu Hằng tiểu hữu à? Trong phòng tổng cộng có 3 người, một người là nam nhân trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người khỏe mạnh, tuy rằng ngồi ngay đó vẫn tản ra khí tức cường đại. Hai người kia là hai cô gái trẻ tuổi, xem bộ dáng hẳn là thị nữ, đều đứng nghiêm túc phía sau nam nhân trung niên kia. Nhưng người bình thường muốn dùng thị nữ khẳng định sẽ trước chọn trẻ đẹp, hai nàng này trẻ tuổi thì trẻ tuổi, nhưng dung mạo thật đúng là không thể nói rõ. Một người chỉ có thể nói là bộ dạng đoan chính. Người kia thậm chí có thể nói có điểm xấu xí. Nhưng để Chu Hằng giật mình trong lòng cũng không phải diện mạo của hai nàng này, mà là khí tức của các nàng phát ra đều là huyền âm thân thể. Chu Hằng có thể vỗ ngực nói chắc, hai cô gái này nhất định là huyền âm thân thể. Theo Hoặc Thiên nói, huyền âm thân thể giống như Ứng Mộng Phạm, Hàn Diệc Giao, Hàn Vũ Liên. Cũng chỉ có một chút xíu ý như vậy, khoảng cách huyền âm thân thể chân chính còn kém xa lắm. Huyền âm thân thể không hoàn chỉnh này chỉ cần một lần chung đụng với nam nhân, chẳng những một thân tu vi bổ sung hết sạch cho người khác, mà ngay cả tình mạng của mình cũng khó giữ được. Loại huyền âm thân thể không hoàn chỉnh này ở phàm giới đại khái, trong 100 vạn người xuất hiện một người. Thoạt nhìn tỷ lệ nhỏ đến kinh người, nhưng với số lượng dân cư quá đông, tổng số cũng rất khả quan. Nhưng ở một chỗ liền gặp được 3 người có huyền âm thân thể. Điều này dường như có điểm không bình thường. Lão Phu Liên Hữu Hạo đã sớm nghe nói qua tên của tiểu hữu, mãi đến nay mới có duyên gặp mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nam nhân trung niên này dù miệng nói rất nhiệt tình, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ, rõ ràng cũng chỉ là khách sáo ngoài miệng. Chu Hằng hiểu rõ, Liên gia nhận thức mình cũng chỉ giới hạn ở Dược Sư Tam Tinh và Nguyệt Minh Hoàng 11 luân, mà đối với thế lực Nhật Diệu Cảnh đáng để chiêu mộ, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy lễ kết giao. Thậm chí, Liên gia còn không đơn giản là gia tộc Nhật Diệu Cảnh, hẳn là còn có lão tổ cấp bậc Thăng Hoa Cảnh. Hắn thấy được, có lẽ chỉ là một góc núi băng. Bởi vì Liên Hữu Hạo là cường giả Nhật Diệu Cảnh, dù coi như xem trọng hắn cũng khó mà tránh khỏi có vài phần khinh thường. Dù sao, nếu như Liên gia là gia tộc Thăng Hoa Cảnh, như vậy bọn họ nhìn chúng tiềm lực của Chu Hằng, mà không phải năng lực Dược Sư Tam Tinh của hắn hiện giờ. Tiềm lực thôi, cái này khó mà nói. Hơn nữa, ta bỏ tiền bồi dưỡng ngươi. Ta là ân chủ của ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta nhẹ giọng nhường nhịn ngươi? Liên Hữu Hạo đã quen suy nghĩ vấn đề theo góc nhìn của mình, chuyển sang hành động thực tế cũng tự nhiên biểu hiện ra coi thường. Chu Hằng lại không hề quan tâm tới, dù sao hắn cũng không có ý muốn dựa vào Liên gia, hắn chỉ là bắt tàu đi nhờ một chuyến thôi. Tiền bối quá khen. Chu Hằng mỉm cười, đối phương khinh thường hắn, hắn cũng lười đi nhiệt tình với người ta. Hai người hư tình giả ý nói chuyện một hồi, Liên Hữu Hạo liền bảo Liên Tĩnh Hương an bài chỗ ở cho Chu Hằng. Đây là hạ lệnh đuổi khách. Liên Tĩnh Hương an bài cho Chu Hằng một gian phòng kha rộng rãi, liền quay về chỗ Liên Hữu Hạo. Miệng của tiểu tử này thật là cứng. Liên Hữu Hạo cười nói.
Tộc thúc, theo tin tức ta nhận được từ Hiệp hội Dược sư, trình độ luyện đan của Chu Hằng không chỉ đơn giản là Dược sư tam tinh. Liên Tĩnh Hương nghiêm nghị nói. Chỉ là, vì Hiệp hội Dược sư Dã Mã Thành chỉ có thể chứng thực được Dược sư tam tinh. Chẳng qua là tin vỉa hè thôi. Liên Hữu Hạo lại không hề tin. Nhưng mặc kệ thế nào, Dược sư tam tinh trẻ tuổi như vậy cũng khá là bất phàm. Chỉ cần không phân tâm, ngày sau có hy vọng trưởng thành lên đến Dược sư ngũ tinh, thậm chí Dược sư lục tinh. Tĩnh Hương, người dẫn dắt người này vào gia tộc, có thể ghi cho ngươi một công. Liên Tĩnh Hương cười nhàn nhạt, Liên gia quả thật vô cùng hùng mạnh như Chu Hằng đã nghĩ, lão tổ gia tộc chính là tồn tại thăng hoa hoàng. Nhưng tại sao Liên gia lại đi chạy đến Dã Mã Thành? Có hai nguyên nhân, đầu tiên thì rất đơn giản, chính là kiếm tiền. Thiên Phương Các quả thật là ngày kiếm đấu vàng, tiên thạch là căn bản duy trì một gia tộc vận hành, mặc kệ gia tộc nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Còn một mặt khác, cũng là nguyên nhân mấu chốt hơn, chính là chiêu mộ nhân tài. Tây Hợi Thành quả thật không có chí cường giả, nhưng không đại biểu nó không xuất hiện nhân tài. Tuy rằng xác suất này quả thật rất nhỏ, nhưng thiên tài ở những nơi khác không dễ chiêu mộ như vậy. Mà một gia tộc thăng hoa vương phát ra lời mời với một tiểu võ giả Tây Hợi Thành, chỉ riêng ơn kỳ ngộ này cũng làm người ta cảm động muốn chết. Còn không làm ngươi cảm kích khóc giống, thề tử chung. Liên Tĩnh Hương nói, tộc thúc, ta vẫn cảm thấy tiềm lực của Chu Hằng này vượt xa những gì hắn biểu hiện ra, chúng ta nên dùng quy cách cao nhất để chiêu mộ hắn. Ha ha, chuyện này ngươi không cần phải quan tâm. Liên Hữu Hạo khoát tay, nói chơi, quy cách cao nhất của Liên gia là dùng để chiêu mộ thăng hoa vương. Nếu cho một dược sư tam tinh, Nguyệt Minh Hoàng 11 luân có được đãi ngộ như vậy, các khách khanh trong gia tộc còn không tạo phản mất. Hắn căn bản không có chú ý nhìn Chu Hằng, bằng không sẽ có thể dễ dàng phát hiện thật ra Chu Hằng đã là Nguyệt Minh đế. Người trẻ tuổi đúng là không cân nhắc chu đáo, hắn âm thầm phê bình Liên Tĩnh Hương. Chu Hằng nằm ở trên giường, hai tay gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Chu tiểu tử, mau tới nói chuyện với bổn tạo nghẹn không nổi nữa. Con lừa đen phun lưỡi ra nói, lúc trước Chu Hằng cùng Liên Hữu Hạo nói chuyện hồi lâu, nó lại không thể rên một tiếng, quả thật là nghẹn chết con lừa đê tiện không nói chuyện là sẽ chết mất. Có nhiều thời gian như thế còn không bằng chăm chỉ tu luyện đi. Chu Hằng không mở mắt. Người ăn thiên địa quả, đừng lãng phí linh quả thiên địa như vậy. Nếu không thì chi bằng để ta nấu ăn luôn, nói thật, ta còn chưa từng ăn thịt lừa. Tiểu tử thối, nếu ngươi dám ăn thịt lừa, bổn tạo sẽ cắn chết ngươi. Ha ha ha, đừng làm ồn, nghe Liên Tĩnh Hương nói đi Ngự Long Điện lần này có ngồi tinh thuyền cũng mất 4 tháng, thừa dịp này chăm chỉ tu luyện đi. Chu tiểu tử, tại sao con đàn bà mông lớn kia phải tỉnh ngươi? Có phải là coi trọng ngươi không? Nên tìm cho ngươi một con lừa cái rồi. Gâu! Tâm thần Chu Hằng chìm xuống, tiếp tục nghiền ngẫm Huyết Hà Thiên Kinh. Thật ra hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng lấy được truyền thừa của Vũ Văn Kiếm. Hắn vẫn mãi chưa dùng đến một lần thả ra uy lực dị hỏa của Hỏa Thần Lô. Còn trên thiên linh cái của hắn có một góc phù văn. Những thứ này đều là đại sát khí siêu cấp. Nếu như hắn còn có thể nghiền ngẫm Huyết Hà Thiên Kinh ra một chút đầu mối, như vậy đương nhiên sẽ càng nắm thêm phần thắng. Hắn tiến vào khoang thuyền này liền không hề đi ra, Liên Tĩnh Hương cũng không lấy làm lạ, các võ giả tầng thứ, như hắn hở một cái liền phải bế quan mấy năm đến mấy chục năm, cũng thức thời không đến quấy rầy Chu Hằng. Chỉ là khổ cho con lừa, tự nói chuyện với mình mười mấy ngày, cuối cùng cảm thấy không có hứng nữa, cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chu Hằng vốn là định luyện ra Kim Nguyên Đan rồi lên đường, nhưng phần tài liệu này quá quý giá, ít nhất phải tới tiên thành cấp bậc Nhật Diệu Cảnh mới mua được, cho nên hắn đành phải bỏ qua dự tính này. Hiệu quả của thanh hoa đan đối với hắn đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn có ích lớn đối với con lửa đen. Con lửa này mỗi ngày một viên thanh hoa đan, hút thêm tiên thạch tu luyện, tốc độ tu vi tiến bộ nhanh đến đáng sợ. Chu Hằng thì luôn nghiền ngẫm Huyết Hà Thiên Kinh, đến nửa tháng sau hắn liền không vào trong Huyết Hà Thiên Kinh nữa, bởi vì hắn đã rút ra được một cái phù văn vỡ vụn. Bên trong đoàn màu máu kia có mấy vạn cái phù văn vỡ vụn, những phù văn này có thể tổ hợp thành 100 cái phù văn nhỏ hơi hoàn chỉnh một chút, mà Chu Hằng rút ra được chỉ là một cái phù văn nhỏ. Trên thực tế, hắn chỉ là rút ra mấy trăm cái mảnh vụn phù văn, sau đó cứ mãi thử ghép các phù văn này lại với nhau, gom góp lại thành một cái phù văn nhỏ có thể nói là tương đối hoàn chỉnh. Hắn tốn suốt 3 tháng mới hoàn thành quá trình này, những phù văn vỡ vụn lúc này đang chìm nổi trong đầu của hắn, không khắc lên khúc xương nào. So với một góc phù văn trên thiên linh cái của hắn, những mảnh vụn phù văn này có ghép lại cũng vẫn vỡ vụn quá mức. Hơn nữa, Chu Hằng có một loại cảm giác, dù cho những tiểu phù văn này thật sự ghép lại hoàn chỉnh, nhưng cũng kém xa góc phù văn trên thiên linh cái. Trình tự nhân uẩn thiên kinh quả thật phải nằm trên Huyết Hà Thiên Kinh. Chu Hằng không vì thế mà ghét bỏ, trên thực tế Hoặc Thiên cho hắn phù văn cấp bậc quá cao quá mạnh, bây giờ hắn căn bản không nghiền ngẫm được gì, chỉ có thể cung phụng nó như đại gia.
Nhưng các tiểu phù văn trong Huyết Hà Thiên Kinh thì khác, hắn có nắm chắc có thể khống chế được. Hắn nằm yên không nhúc nhích, tâm thần lại vận chuyển tốc độ cao, thử tổ hợp các mảnh vụn phù văn lại, sau đó cảm nhận chỗ huyền diệu trong tiểu phù văn này. 7 ngày sau khi, tay phải của hắn nhuộm một tầng màu đỏ như máu. 10 ngày sau, tay trái của hắn cũng nhuộm một tầng đỏ tươi. Hắn lại có tiến bộ, nhưng vẫn chưa chân chính đi ra một bước. Cộc cộc cộc, ngay lúc này, có tiếng gõ cửa phòng. Chu huynh, đã đến Ngự Long Điện. Ở cửa truyền đến tiếng nói của Liên Tĩnh Hương. Trong lúc không chú ý, đã trôi qua 4 tháng. Chu Hằng đứng dậy, lúc mở mắt ra, bên trong mắt lóe lên một tia màu máu, nhưng lập tức lại biến thành thần quang màu vàng, sau đó lại hóa thành ôn hòa trong sáng. Đối với hắn, Huyết Hà Thiên Kinh chỉ là một cái tham khảo, hắn sẽ không hoàn toàn đi theo bộ Thiên Kinh này. Cuối cùng cũng kết thúc những ngày khốn kiếp này rồi. Con lừa đen ngửa mặt thở dài, lệ rơi đầy mặt, miệng lầm bầm không biết đang nói gì. Suốt 4 tháng không được nói chuyện với người khác, cái miệng của con lừa đê tiện này đã hoàn toàn không ngừng lại được. Chu Hằng nhìn thoáng qua con lừa đen, không khỏi cười, nói. Hình như ngươi có tiến bộ rất lớn, còn không phải là bị ép buộc thành. Con lừa đen u oán liếc Chu Hằng, đằng sau lưng bùng lên 8 vầng trăng. Chu tiểu tử, bổn tạo bị ép luyện công, ngươi làm sao bồi thường bổn tạo? Bổn tạo cũng không tham lam, chỉ cần cái bếp cũ kia là được. Cái gì, ngươi dám nói bổn tạo là cái bếp cũ, xem bổn tạo đập cho đầu ngươi nở đầy hoa. Hỏa thần lô gào lên ở trong đan điền Chu Hằng. Hắc hắc, có bản lĩnh thì ngươi ra đây đi. Con lừa đen hai mắt tỏa sáng, nếu như hỏa thần lô đi ra, nó khẳng định cướp lấy chạy luôn. Chu Hằng thở dài, nói. Con lừa, làm người nên biết mang ơn, ngươi đã là Nguyệt Minh Hoàng Tám Luân, đừng có được lợi rồi còn khoe khoang. Nói tới thiên địa quả thật là lợi hại, tuy rằng mỗi ngày con lừa đen đều ăn thanh hoa đan, nhưng tác dụng của thanh hoa đan đối với Nguyệt Minh Hoàng cũng không lớn như thế. Con lừa đen có thể từ Nguyệt Minh Hoàng 4 Luân tiến lên Nguyệt Minh Hoàng 8 Luân, trong vòng 4 tháng, khẳng định là thiên địa quả nổi lên tác dụng trực tiếp, thanh hoa đan chỉ có thể coi như thêu hoa trên gấm. Bổn tạo là lừa. Không phải người, đừng dùng cái kiểu của loài người các ngươi đội lên đầu bổn tạo. Con lừa đen không biết xấu hổ nói. Chu Hằng đi ra mở cửa, Liên Tĩnh Hương đang duyên dáng đứng chờ. Hôm nay nàng đổi một bộ váy dài bó sát đỏ thắm, bó chặt hoàn toàn thể hiện ra dáng người đẫy đà ngạo nghễ của nàng. Hai quả bóng trước ngực như muốn căng rách cả áo. Chu huynh, đi ra ngoài dạo một vòng. Nàng dịu dàng nói. Mời. Chu Hằng làm thế mời Liên Tĩnh Hương đi trước. Liên Tĩnh Hương che miệng cười duyên, đi ở phía trước. Con lừa đen cũng muốn theo đuôi, lại bị Chu Hằng chen vào trước mắt, làm con lừa đê tiện này tức giận muốn cắn mông Chu Hằng. Hai người một con lừa nhanh chóng lên sàn tàu, nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Tất cả mặt trời ở tiên giới đều bị đánh nát ở 100 vạn năm trước, cũng chỉ có 49 tiên thành, mới có tồn tại vô thượng bố trí 49 mặt trời chiếu sáng tiên vực, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong 49 tiên thành mà thôi. Toàn bộ vũ trụ tối tăm lạnh băng, chỉ có những mảnh đại lục vỡ nát lơ lửng giữa không gian mịt mù. Nhưng bây giờ chỗ này lại chớp động những đốm sáng dày đặc, như là trời sao lấp lánh. Không phải ánh sao. Chu Hằng nhìn kỹ, những đốm sáng kia là những chiếc tinh thuyền. Liên gia tự nhiên không phải người đến đầu tiên, Chu Hằng đã sớm biết điều này, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ lại có nhiều thế lực đến nơi này như thế. Nhìn thoáng qua, cũng phải có ít nhất mấy vạn chiếc. Truyền thừa của Vũ Văn Kiếm quả nhiên tràn đầy lực hấp dẫn. Chu Hằng quét nhìn ra xa, chỉ thấy tất cả tinh thuyền đều dừng lại vây quanh một tòa đại lục vỡ nát. Cũng chậm rãi di chuyển theo đại lục kia trôi đi. Kỳ quái, là không có một chiếc nào đáp lên đó. Tinh thuyền chỉ cần khởi động sẽ thành một thứ đốt tiền. Càng là tinh thuyền cao cấp thì càng đốt dữ dội. Chẳng lẽ mọi người đều ngại tiên thạch phỏng tay, không đốt là không thoải mái. Vũ Văn Kiếm đại năng tài năng như tạo hóa. Mặc dù Ngự Long Điện xây trên đại lục đó, nhưng lại ảnh hưởng bao phủ toàn đại lục. Chỉ cần tinh thuyền đáp xuống liền không thể bay lên được. Liên Tĩnh Hương ở bên cạnh giải thích. Người thì được. Chu Hằng hỏi. Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như người cũng vào rồi không ra được, vậy còn không phải bị nhốt chết trên đó. Người có thể thoát khỏi trọng lực bên dưới, nhưng nếu tinh thuyền mạnh mẽ dẫy ra, kết cục sẽ là thân thuyền không chống chịu nổi mà vỡ tan tành. Liên Tĩnh Hương nghiêm mặt nói, bị lạc trong vũ trụ không phải là chuyện nhỏ, bởi vì không có tạo độ tinh không, ở trong vũ trụ tối tăm này, võ giả quả thật như ruồi không đầu. Bên kia, là cường đạo tinh hải. Liên Tĩnh Hương chỉ về phía xa. Chu Hằng nhìn theo hướng nàng chỉ thấy có một mảnh tinh thuyền quả thật tách ra một khoảng. Giữa tinh thuyền và tinh thuyền khẳng định phải có khoảng cách nhất định, miễn cho ai đó đột nhiên nổi điên, bắn ra một phát linh quang pháo vậy là thuyền nổ người chết. Nhất định phải cách xa một khoảng, có đủ thời gian phản ứng để khởi động lá chắn linh lực. Nhưng mà một mảnh tinh thuyền kia lại kéo khoảng cách quá xa. Vốn có hình dạng như một cái bánh mì lớn,
hiện tại lại bị cắt ra một miếng, rõ ràng không hòa hợp với xung quanh. Những người kia không sợ hay sao? Chu Hằng nhìn đằng xa, nói thật đối với cường đạo tinh hải, hắn cũng chưa nói tới chán ghét, bởi vì số lượng người mà hắn giết cũng đủ có tư cách làm cường đạo tinh hải. Nếu không có cái bảng hiệu dược sư tam tinh của hắn chống đỡ, thực lực cường đạo tinh hải cũng không yếu, mấy chục vạn năm phát triển, bọn họ cũng hình thành thế giới của mình, thậm chí không thiếu tồn tại sáng thế đế. Chỉ cần cường đạo tinh hải không đi tấn công tiên thành, vậy sẽ không thể có thế lực chủ động đi thảo phạt cường đạo tinh hải. Liên Tĩnh Hương nói, trong lòng Chu Hằng cười lạnh, thật ra bất luận cường đạo tinh hải hay hào môn tiên thành, đều là cá me một lứa. Khác ở chỗ một bên chiếm giữ độ cao đạo đức, một bên khác thanh danh xấu xa mà thôi, về bản chất thì hoàn toàn không khác gì. Nếu như hào môn tiên thành thật sự ghét ác như thù, hiện tại sẽ đứng từ xa nhìn đám cường đạo tinh hải. Làm gì mà ẩn tình nhìn nhau như vậy được, đã sớm sắn áo vung đao rồi. Chu Hằng cũng lười để ý tới loại chuyện chó cắn chó này, hỏi. Lúc nào chúng ta lên trên đó? Hắn chỉ vào đại lục to lớn kia, rộng lớn vô biên. Đừng vội, bây giờ trọng lực còn quá lớn, chúng ta xuống đó lúc này cũng sẽ chỉ bị đè thành bánh thịt. Liên Tĩnh Hương lắc đầu. Theo đại năng Tuyệt Tiên Thành nói, còn phải chờ 2 tháng nữa. Cấm chế trung tâm đại lục đó mới xuất hiện một lỗ hổng ổn định, để cho võ giả Nhật Diệu Vương trở xuống tiến vào. Khi đó trọng lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bằng không, trọng lực đột nhiên mạnh lên, ngay cả Nhật Diệu Đế cũng sẽ nháy mắt bị nghiền nát. Thì ra là thế. Còn 2 tháng nữa, vừa lúc tiếp tục nghiền ngẫm Huyết Hà Thiên Kinh, bây giờ hắn đã có chút đầu mối về tiểu phù văn đầu tiên. Chu huynh, có hứng thú ra ngoài chơi? Liên Tĩnh Hương cười nói. Đi chơi. Chu Hằng lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong vũ trụ hoang vắng này có gì mà chơi? Ha ha. Chu huynh có điều không biết, cũng không phải mọi người đều tới đây mạo hiểm tìm bảo vật, nơi này còn có rất nhiều người làm ăn. Ngươi nhìn bên này, tinh thuyền thứ 107 ở bên trái chúng ta, đó là một tửu lâu. Còn nữa, tinh thuyền thứ 67 ở bên phải, đó là sòng bạc. Chu Hằng không khỏi buồn cười, nói, quả thật là không ngờ tới. Không có ai tu luyện chỉ vì tu luyện, ăn uống chơi bời là nhu cầu của phần lớn mọi người, nhất là những người đi ra từ các đại gia tộc, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp. Nếu có thể ăn ngon, ai lại không muốn hưởng thụ chứ? Liên Tĩnh Hương lại rất thành thật. Cũng không phải đây là lần đầu tiên giới có di phủ xuất thế trong tinh hải, mỗi lần gặp tình huống này đều sẽ có thương gia chạy đến góp vui, nhất là Thiên Bảo Các. Ngươi chờ xem, trước khi di phủ chính thức mở ra, khẳng định sẽ có một hội đấu giá long trọng. Hơn nữa, vật phẩm đấu giá này khẳng định là vô cùng quý giá, nhưng cũng khẳng định giá sẽ cao quá đáng. Chu Hằng nhìn tửu lâu trong không gian xa xôi, hỏi. Liên cô nương, đi nhờ cô một chuyến đến đây, ta mời cô một bữa được chứ? Ngươi thật đúng là keo kiệt. Một bữa cơm liền muốn đuổi ta đi. Liên Tĩnh Hương cong môi cười khẽ. Nói thì nói vậy, nàng lại lấy ra một chiếc lưu vân toa, chở Chu Hằng cùng con lừa đen bay về phía chiếc tửu lâu kia. Nếu là tửu lâu, tự nhiên là mở cửa làm ăn, lên thuyền không cần chào hỏi trước cái gì, lưu vân toa trực tiếp đáp xuống sàn tàu. Liên Tĩnh Hương thu hồi lưu vân toa, lập tức có người ăn mặc kiểu tiểu nhị đi lên đón, hỏi. Quý khách, các ngài chỉ có 2 vị. Có đặt chỗ trước chứ? À hừm, con mắt ngươi ở đâu? Không thấy được Lư đại gia hả? Chúng ta là 3 vị. 3 vị. Con lừa đen nổi giận, giơ một cái chân ra muốn so sánh với 3 ngón tay, nhưng cái móng của nó làm kiểu gì cũng không tách ra được, nhìn kiểu gì cũng là một cái chân lừa. Tiểu nhị kia bị con lừa đen làm hoảng sợ, yêu thú thông linh không có gì lạ, nhưng một con lừa mặc váy hoa còn nói chuyện được thì trước giờ chưa từng thấy. Cũng may hắn coi như thường gặp chuyện, sững sờ một hồi liền nói. Ba vị, các ngươi làm ăn tốt như vậy, còn phải hẹn trước. Chu Hằng có chút tò mò. Quý khách, chúng ta kinh doanh cũng không tệ, nếu các vị không có hẹn trước, chỉ có thể ngồi chờ ở đại sảnh một lát. Tiểu nhị này dẫn 2 người một con lừa rời sàn tàu, đi vào trong khoang tàu lớn, nơi này còn có mấy chục người đang chờ. Chậc, kinh doanh nào chỉ là không tệ, quả thật là tốt đến đỉnh điểm. Quý khách, các vị xem thực đơn trước, chọn xong món ăn rồi nói cho tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ báo cho các đầu bếp chuẩn bị trước, sau khi có chỗ sẽ lập tức thông báo cho 2 vị, không, 3 vị. Tiểu nhị này nói. Chu Hằng nhận lấy thực đơn hắn đưa sang, ánh mắt quét qua, không khỏi co rúm. Đúng là cắt cổ mà. Bên trên có rất nhiều món mà Chu Hằng chưa có nghe qua, nhưng ít ra cũng nhận ra mấy món. Hắn cũng đã ăn ở Thiên Phương Các. Nhưng Thiên Phương Các đã nổi danh là giá đắt, nhưng so sánh với chỗ này thì đúng là gặp sư phụ. Ít nhất phải đắt gấp 10 lần Thiên Phương Các. Không có đắt nhất, chỉ có đắt hơn. Nhưng cố tình là đắt như thế vẫn còn có nhiều người đổ xô vào, quả thật là không hiểu chuyện gì. Chu Hằng ngẫm lại bản thân, không khỏi cười thầm, có thể là người tham ăn uống, có thể là người sĩ diện, có thể cũng có người như hắn.
Cũng may, hắn kiếm cả đống lớn tiên thạch còn chưa có chỗ dùng nữa. Chu huynh, sẽ không đánh trống rút lui đấy chứ? Liên Tĩnh Hương cười nói, cố ý đùa cợt Chu Hằng. Nếu đã nói phải mời, vậy có táng ra bại sản ta cũng bất chấp. Chu Hằng cũng cười. Bổn tạo đói đến bụng dán lên lưng rồi, khỏi chờ chỗ nữa, chúng ta cứ ngồi ăn dưới đất đi. Dù sao con lừa này cũng không biết xấu hổ, lập tức đưa ra ý xấu. Chu Hằng cùng Liên Tĩnh Hương quyết đoán không để ý tới nó, coi như con lừa đê tiện này không tồn tại. Hắn chọn vài món, lại để Liên Tĩnh Hương thêm mấy món, cuối cùng bị con lừa đen giật lấy chọn thêm mười mấy món, cuối cùng mới trả thực đơn cho tiểu nhị, tiếp theo là phải đợi. Cũng may tiên nhân tuyệt đối không thiếu kiên nhẫn, đừng nói vài giờ, dù là vài ngày, vài năm cũng có thể không nhíu mày mà đợi. Đương nhiên là không bao gồm Chu Hằng cùng con lừa đen trong đó. Chu Hằng là quá trẻ tuổi, chưa từng có một lần bế qua là qua mấy năm, con lừa đen thì quá không chịu được tịch mịch. Lục tục có người đợi đến lượt rời khỏi chỗ này, nhưng cũng có khách mới đến. Trong không gian không có ngày sáng đêm tối, từ lâu này mở cửa không gián đoạn. Thẳng đến 2 giờ sau, cuối cùng đến phiên mấy người Chu Hằng. Bọn họ vừa mới đứng lên, liền thấy 4 thanh niên vừa từ bên ngoài vào, nhìn thấy hai người Chu Hằng, bọn họ liền đứng lại, một nam nhân áo xanh, sau người có một cái đuôi bọ cạp nói. Nhường lại vị trí của các ngươi. Hắn nói vô cùng ngạo khí, như là không phải bảo Chu Hằng nhường lại vị trí, mà là đang bố thí cho Chu Hằng một cái ân huệ. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Chu Hằng có đồng ý hay không, trực tiếp cùng 3 người kia đi tới. Tiểu nhị nhìn Chu Hằng, tửu lâu có quy củ của tửu lầu, trước tiên hắn phải được Chu Hằng đồng ý. Còn ngây ra cái gì, không mau dẫn đường. Nam nhân đuôi bọ cạp lạnh lùng nói với tiểu nhị, ánh mắt khép mở, có áp lực khủng bố xoay chuyển. Người dị tộc này khá trẻ tuổi, nhìn khí huyết tràn đầy của hắn cho thấy tuyệt đối không quá 2000 tuổi, nhưng tu vi lại đã đạt đến Nguyệt Minh Đế. Đương nhiên hắn không thể so sánh với tốc độ tiến bộ của Chu Hằng, nhưng Nguyệt Minh Đế 2000 tuổi ở tiên giới cao tầng này cũng là vô cùng kiệt xuất. Dù là các thiên kiều Tây Ngọ Thành như Tử Anh Minh, Quách Vũ Hậu cũng đã quá 5000 tuổi. Trong những người Chu Hằng đã gặp, có lẽ chỉ Trung Cổ Phong cùng Nguyên Thiếu Hoàng mới có tiến bộ tu vi so sánh được với người này, hẳn là đến từ thế lực thăng hoa cảnh. Chu Hằng không nhìn tới hắn, cười nói với tiểu nhị. Đi thôi. Tiểu tử. Nam nhân đuôi bọ cạp quát lớn, con mắt vàng nâu trừng ra, lạnh nhạt nói. Ngươi đang tự rước lấy chuyện. Chu Hằng không thèm để ý, cất bước đi tới, còn con lừa đê tiện lại không dễ nói chuyện như vậy. Lúc đi ngang qua nam nhân đuôi bọ cạp liền phun nước bọt xuống, nói. Phi, chó ngoan không cản đường. Nam nhân đuôi bọ cạp giận quá hóa cười, vươn tay chụp lấy Chu Hằng, nói. Đứng lại cho ta. Ầm. Chu Hằng xoay người đánh một quyền, hai cỗ kình lực đụng nhau, tạo thành lốc xoáy xung kích. May mắn người ở đây phần lớn bất phàm, đều mở ra phòng ngự hóa giải sóng xung kích, còn thân thuyền cũng đủ cứng rắn, chịu nổi công kích này. Nam nhân đuôi bọ cạp lui lại 7 bước, ánh mắt toát ra ngạc nhiên, như là kinh ngạc vì Chu Hằng còn trẻ tuổi hơn, hắn lại có được thực lực chống lại hắn. Muốn đánh ra ngoài đánh, đừng quấy nhiễu các khách hàng dùng bữa. Lúc này, một tiếng nói mờ ảo vang lên, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Đó là tồn tại Nhật Diệu Cảnh. Nam nhân đuôi bọ cạp nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, lúc này mới lui sang một bên, thường nói cường long không áp địa đầu xa, hơn nữa ở trước mặt tồn tại Nhật Diệu Cảnh, hắn không thể xưng là cường long gì. Liên Tĩnh Hương đầy ngạc nhiên, lúc này nàng mới ý thức được Chu Hằng đã là Nguyệt Minh Đế. Nên biết từ lúc gặp Chu Hằng lần đầu cũng chỉ không quá nửa năm, tên này liền từ Nguyệt Minh Hoàng tăng vọt lên Nguyệt Minh Đế, thật là lợi hại. Tuy nhiên nàng cũng không ngạc nhiên quá mức. Bởi vì trước đó Chu Hằng đã là Nguyệt Minh Hoàng 11 luân, có được tư cách tiến lên Nguyệt Minh Đế bất cứ lúc nào, chỉ là nửa năm liền hoàn thành đột phá này, quả thật rất kinh diễm. Sau khi đi thật xa, nàng khẽ nhíu mày, nói, người vừa rồi hẳn là Xích Hạt tộc Xích Minh, gia tộc thăng hoa cảnh. Chu Hằng hỏi, đúng vậy, Xích Hạt tộc là gia tộc Bắc Tị Thành, trong gia tộc có lão tổ thăng hoa vương, không thể coi thường. Liên Tĩnh Hương nghiêm nghị nói, Chu tiểu tử, chúng ta có nên trốn đi không? Con lừa đen liền đánh trống rút lui, lúc này không có nữ ma đầu hoặc thiên chấn trụ, nó không có chỗ dựa. Không cần quá lo, đây là địa bàn Thích gia, chỉ cần ở chỗ này, không ai dám ra tay. Liên Tĩnh Hương cười nói. Vậy giữa đường bị bọn họ chặn lại thì sao? Con lừa đen vẫn không thể yên tâm. Vậy vừa nãy ngươi còn khiêu khích người ta. Chu Hằng cười to. Hắc hắc, không phải là thói quen hay sao? Con lừa đen vò đầu nói, đúng là không biết xấu hổ. Hai người một con lừa đi vào một khoang lớn, nơi này không có ghế gì, chỉ là bày ra những cái bàn. Thật ra cũng không tệ, tiện trao đổi, vừa ăn vừa nghe người khác nói chuyện, biết những chuyện lớn vừa xảy ra ở bên ngoài. Trong khoang lớn bày ít nhất 200 cái bàn, mỗi bàn đều có người, Chu Hằng cùng Liên Tĩnh Hương tiến vào cũng không dẫn tới chú ý, ngược lại là con lừa đen thu ít không ít ánh mắt.
Con lừa đê tiện này đứng thẳng, còn phong tao mặc một cái váy hoa, như vậy còn không dẫn tới người ta chú ý mới là lạ. Tiểu nhị dẫn hai người đến một bàn trống, bởi vì đã chọn món từ trước, bọn họ vừa ngồi lên liền có từng món ăn đưa lên thật nhanh. Con lừa đen không thể dùng đũa, chỉ là cách không hút lấy, liền cắn không ngừng miệng. Khoan nói, đồ ăn ở đây đúng là mùi vị không tệ, lại còn không thiếu thịt thú cùng bảo dược quý giá, có thể tăng lên tu vi. Như là giới tử lan hoa, băng tuyết liên tử thậm chí còn giúp ngộ đạo, coi như không phụ cái giá đắt đỏ của nó. Chu huynh, còn chưa chúc mừng ngươi đã tiến vào Nguyệt Minh Đế. Liên Tĩnh Hương nâng ly rượu. Ta kính một ly. Chu Hằng cười, nói. Chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới, không đáng kể. Liên Tĩnh Hương xem như con cháu gia tộc thăng hoa cảnh. Nàng muốn đột phá đến Nguyệt Minh Đế thì đã có thể làm từ 200-300 năm trước. Nhưng nàng tích lũy sâu đậm, mãi áp chế tu vi không đột phá, hy vọng có thể hình thành 8 vầng trăng, thậm chí 9 vầng trăng rồi một hơi nhảy qua. Thẳng đến thời gian gần đây, nàng mới nắm giữ một chút cơ hội, có hy vọng hình thành 8 vầng trăng. Nhưng đúng là người tức chết người, Chu Hằng còn trẻ tuổi hơn nàng, lại sớm có được 11 vầng trăng. Nếu nàng có được tư chất như thế, còn không sớm đột phá đến Nguyệt Minh Đế. Nếu nàng biết ngay cả con lừa đen cũng đã là Nguyệt Minh Hoàng Tám Luân, vậy càng phải tức chết mất. Nàng vẫn tận tâm tận sức thuyết phục Chu Hằng gia nhập Liên gia, nói đến hoa bay đầy trời, nhưng Chu Hằng căn bản không có dự tính gia nhập gia tộc, tự nhiên rất cứng miệng, không hề vì nàng là mỹ nhân mà nể tình. Đây là vấn đề nguyên tắc. Liên Tĩnh Hương là một nữ nhân thông minh, nàng thấy hiện tại Chu Hằng không hề có hứng thu gia nhập Liên gia, tự nhiên sẽ không quấn quýt vào chuyện này, tránh cho lại làm Chu Hằng phản cảm. Nàng nói đến những lần tham gia mạo hiểm trước kia, có chút kinh nghiệm có thể cùng nhau tham khảo. Hơn một giờ sau, liền thấy bốn người nam nhân đuôi bọ cạp kia cũng đi vào, có chết không, vừa lúc ngồi ngay bàn cạnh bọn họ. Hừ, nam nhân đuôi bọ cạp lập tức lạnh lùng liếc nhìn Chu Hằng, rõ ràng hắn không phải hạng người lòng dạ rộng rãi gì, đã ôm hận Chu Hằng. Chu Hằng không hề để ý tới, dù sao ở trong này cũng không đánh được, hắn càng mặc kệ. Bằng không mặc kệ ngươi có phải thăng hoa vương hay không, trước tiên đánh nhỏ. Lại dùng hỏa thần lô ra chấn lớn, xem còn ai dám chọc tới mình. Lần này truyền thừa Vũ Văn Kiếm hiện thế, ngay cả người bên trên cũng bị kinh động. Trong bốn người, một nam nhân có vòi voi nói, hắn cũng không cần đũa, cái vòi dài hút một cái liền cuốn lấy đồ ăn đầy miệng. Hắn nhai nuốt một hồi, ngón tay chỉ lên bên trên. Vậy thì có ích gì, các đại năng đều đã nói, lần này dù cấm chế mở ra, nhưng cùng lắm chỉ có thể cho Nhật Diệu Vương tiến vào. Người bên trên mà có bản lĩnh, đã sớm trực tiếp xóa bỏ cấm chế cướp lấy truyền thừa. Năm đó Vũ Văn Kiếm dùng Hóa Long Cửu Trảm danh chấn thiên hạ, lúc còn Sáng Thế Vương đã chém giết Sáng Thế Đế, tiên thuật cấm kỵ như vậy có ai không đỏ mắt. Nam nhân đuôi bọ cạp lạnh lùng nói. Xích Minh, không được nói lung tung. Trong bốn người lại có một người nói, hắn cũng không có mọc đuôi hay mọc vòi gì, nhưng trên mặt lại đầy lông vàng, càng nhìn giống khỉ hơn. Hắn hẳn là lão đại trong bốn người, quát một tiếng, nam nhân vòi voi cùng nam nhân đuôi bọ cạp đều nghiêm lại. Ngoan ngoãn ngậm miệng, người kia là viên hỏa thuộc kim viên tộc. Liên Tĩnh Hương thần thức truyền âm cho Chu Hằng, không muốn bị bốn người kia biết mình đang nói về bọn họ. Còn có người tượng tộc kia, hẳn là Bàng Quân Thanh danh lên cao từ mấy trăm năm trước. Người cuối cùng. Nàng vừa nói, ánh mắt Chu Hằng cũng nhìn về phía người cuối cùng trong bốn người. Đó là một người mặt hổ, tự nhiên đến từ hổ tộc. Hai con mắt rất lớn, làm người ta có cảm giác hung dữ. Hẳn là thiên tài đồng hổ tộc, Hổ Khiếu Dương. Liên Tĩnh Hương nói. Nghe nói lần này có không ít thiên tài đến đây. Qua một hồi, nam nhân mặt hổ lại mở đề tài. Nhất kiếm phá thiên Ngô Khải, thiên cương Nguyệt Đỗ Hán Thăng, thứ huyết mân cùi hổ mị, còn có. Nam nhân vòi voi bấm tay tính toán. Tiểu bá vương Chu Thống. Nghe nói Chu Thống này là con cháu của vạn cổ tà tôn đại náo tuyệt tiên thành mấy vạn năm trước, có phong thái vô địch. Chu Thống kia quả thật rất mạnh, nghe nói còn chưa đến 1000 tuổi, nhưng đã là Nhật Diệu Hoàng, cũng có chiến tích hiển hách chém ngược Nhật Diệu Đế hai luân. Quả thật không thể coi thường. Nhưng mà, ở trước mặt chủ nhân, bất cứ thiên tài gì cũng phải ảm đạm thất sắc. Khi nói đến chủ nhân, trong ánh mắt bốn người đồng loạt bùng lên vẻ cuồng nhiệt, tựa như thấy một vị thần minh xuất hiện trước mặt mình. Chu Hằng cùng Liên Tĩnh Hương nhìn nhau, đều toát ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của bốn người này tuyệt đối không tính là cao, nhưng mỗi người bọn họ đều là thiếu niên thiên tài của một đại tộc, đều có được tiềm lực phát triển vô hạn, tương lai tuyệt đối có khả năng tiến vào thăng hoa cảnh. Thiên tài như thế vốn nên cao ngạo khó phục. Nhưng bốn người này lại cam lòng tình nguyện thần phục người khác, hơn nữa còn sùng bái đối phương như thần linh. Vậy thì chủ nhân kia yêu nghiệt cỡ nào, mới được bốn thiên tài này thần phục tuyệt đối. Chu Hằng chỉ là nghĩ trong lòng liền trực tiếp lướt qua, hắn có lòng vô địch, dù cho hiện tại hắn không đánh lại chủ nhân mà bốn người này nói thì cũng không sao, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm.
nếu để cho hắn thêm 100 năm, nói không chừng đã là sáng thế đế, tốc độ tiến bộ như vậy có ai mà sánh bằng. Làm cho trong lòng hắn khẽ động, lại là Chu Thống mà bốn người có nhắc trước đó. Rất có thể đó là hậu duệ của vạn cổ đại đế. Tiểu bá vương Chu Thống. Rốt cuộc tên này làm chuyện kinh thiên động địa gì, mới bị gán cho danh hào tiểu bá vương. Chu Hằng đột nhiên sinh ra kích động bức thiết muốn gặp mặt đối phương. Đúng là lớn lối. Một tổ bốn người ở bàn bên cạnh, có người phát ra tiếng cười lạnh. Các ngươi không phục. Nam nhân đuôi bọ cạp liếc qua, đầy vẻ khinh thường. Không biết trời cao đất rộng. Chỉ là mấy tiểu tử chưa dứt sữa lại dám đánh giá Ngô Khải đại nhân. Người bàn bên cạnh đều hừ lạnh. Muốn chết. Nam nhân đuôi bọ cạp tính tình nóng nảy nhất, lập tức vỗ bàn đứng lên. Xích Minh, không được ra tay ở chỗ này. Người mặt lông khỉ nhàn nhạt nói. Nam nhân đuôi bọ cạp cũng không ngồi xuống ngay, mà phát ra khiêu chiến người bàn kế bên. Có dám ra ngoài đánh một trận? Sợ ngươi hay sao? 8 người kia cũng đẩy bàn đứng lên. Bọn họ đều là thiên tài một phương, thiên tài đều rất tự phụ. Tuy rằng bọn họ đều trở thành tùy tùng của thiên tài càng mạnh hơn, nhưng không có nghĩa là bọn họ đã không còn ngạo khí. Người hai bên đều rời tinh thuyền, lơ lửng trong hư không mờ mịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mịt. Chu Hằng, Liên Tĩnh Hương cũng ăn gần xong, liền tính tiền rời đi, nhưng lúc bọn họ đi ra khoang thuyền, người hai bên đã bắt đầu chiến đấu, xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt. Hiện tại đang là nam nhân đuôi bọ cạp đại chiến với một thanh niên tóc xanh, hai người đã qua quá trình dò xét, bắt đầu liều mạng nảy lửa. Ta nhận ra nam nhân tóc xanh đó là Cổ Viễn Thành Triệu Phàm Lục. Không sai, chính là người này. Đó là thiên tài Cổ Viễn Thành, nghe nói là Nguyệt Minh Đế có 8 vầng trăng, vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ hắn lại thành tùy tùng của Ngô Khải. Nhất kiếm phá thiên Ngô Khải, Hàn Xương công tử Kha Ân, hai người này đều là thiên tài tuyệt thế mấy vạn năm mới xuất hiện, chẳng những quét ngang thiên kiêu cùng thời đại, ngay cả thiên tài đời trước cũng bị bọn họ đạp xuống dưới. Bọn họ kinh diễm tuyệt thế, người tùy tùng của bọn họ cũng là thiên tài không ai sánh nổi. Đây là trận chiến thiên tài khó gặp. Hai người đại chiến, nó không chỉ là tranh giành vinh dự của bọn họ, lại còn liên quan tới người mà bọn họ tùy tùng. Lấy ra tất cả thực lực của ngươi. Triệu Phàm Lục quát lớn. Ha ha ha. Nếu như ta dùng toàn lực, ngươi chống nổi 3 chiêu hay sao? Nam nhân đuôi bọ cạp cực kỳ phách lối nói. Hừ. Khoác lác không có ý nghĩa. Triệu Phàm Lục giận dữ, 8 vầng trăng tròn trồi lên ở phía sau, hắn dốc ra toàn lực. Đồ ngu đần chỉ có 8 vầng trăng. Nam nhân đuôi bọ cạp lại cười to, căn bản không để vào mắt Nguyệt Minh Đế 8 vầng trăng, hai đấm siết lại, công kích của hắn lại càng thêm mạnh mẽ, từng đoàn ánh sáng xám cho lóe lên trên người hắn, đánh áp đảo Triệu Phàm Lục, thể hiện phong thái vô địch. Nhưng hắn lại chỉ là tùy tùng của người khác, quả thật không thể tưởng tượng được Hàn Xương công tử Kha Ân kia hùng mạnh đến mức nào. Một tên không đủ, mấy tên các ngươi cùng lên đi. Nam nhân đuôi bọ cạp đã hoàn toàn chiếm thượng phong, một tay trấn áp Triệu Phàm Lục, vừa quay sang kêu 7 người còn lại cùng xông lên. Nam nhân đuôi bọ cạp quá kiêu ngạo, nhưng thực lực của hắn quả thật mạnh mẽ, một tay liền trấn áp một Nguyệt Minh Đế 8 luân vượt qua cực hạn, quả thật có bản lĩnh để kiêu ngạo. 7 Nguyệt Minh Đế bên phía Triệu Phàm Lục đều rất khó chịu, nhưng tài không bằng người là sự thật. Ở tiên giới, có sức thuyết phục nhất chính là thực lực, nam nhân đuôi bọ cạp chứng minh được hắn có thực lực kiêu ngạo như thế. Tới đây, cùng lên đi. Nam nhân đuôi bọ cạp như mèo vờn chuột, bốp bốp bốp, liên tục đánh 7-8 cái tát vào Triệu Phàm Lục. Kẻ sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Hơn nữa đây là thể diện của một thiên tài. 7 người bên phía Triệu Phàm Lục đều nổi giận, lúc này liền có 3 người xông ra gia nhập đoàn chiến. Ha 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 ha, 4 cũng không đủ xem. Nam nhân đuôi bọ cạp cười to, ra tay nhẹ nhàng như không, đủ thấy hắn còn thừa sức. Lúc này đã không còn là 4 người Triệu Phàm Lục muốn không đánh thì thôi nữa, bị nam nhân đuôi bọ cạp mạnh mẽ trấn áp, bọn họ chỉ có thể đánh, vừa ngừng tay là có thể bị trấn chết. Dù là không chết, nhưng sỉ nhục bị tát tai này cũng không kém hơn mất đầu. Thật mạnh. Một người liền có thể trấn áp được Nguyệt Minh Đế vượt qua cực hạn, thực lực của hắn quả thực mạnh đến mức làm người ta căm giận. Người tùy tùng đã mạnh mẽ như thế, vị Hàn Xương công tử kia ở Nguyệt Minh Đế làm sao hùng mạnh như vậy? Nhưng mà đánh nhỏ sẽ chọc ra lớn, nhất kiếm phá thiên Ngô Khải nào có dễ chọc. Nghe nói Ngô Khải còn chưa đến, Hàn Xương công tử cũng không có mặt, hiện tại đều là tùy tùng đến đây. Mọi người thảo luận xì xào, tuy rằng người tùy tùng của Ngô Khải hoàn toàn bị bên phía Hàn Xương công tử đàn áp đến ảm đạm kém sắc, nhưng không ai vì thế mà dám coi thường vị nhất kiếm phá thiên kia. Người ta có được thanh danh này không phải là do người tùy tùng xông pha mà thành. Cả 8 tên cùng lên đi. Nam nhân đuôi bọ cạp bỗng quát lớn, chiến ý của hắn ngập trời, cái đuôi bọ cạp cũng chớp động như bóng quỷ, dễ dàng đánh xuyên qua thân thể Nguyệt Minh Đế, cứng rắn cùng sắc bén khủng bố không thôi. So sánh lại, nhân tộc tương đối bình thường, không có ưu thế gì trên tu luyện. Nhìn lại mỗi một dị tộc đều có được chỗ thiên phú dị bẩm,
ví dụ phong dực tộc trời sinh có thể bay, còn đuôi của hạt nhân tộc có được đặc hiệu công phá phòng ngự. Bốn người còn lại bên phía Triệu Phàm Lục nhìn nhau, đều cắn răng gia nhập đoàn chiến. Bọn họ không đánh cũng phải đánh, bởi vì bốn đồng bạn đã bị đánh tơi bởi hoa lá, bọn họ làm sao phủi tay đi được. Tám người hợp chiến. Mỗi một người bọn họ đều vượt qua cực hạn Nguyệt Minh Đế, người mạnh nhất thậm chí là Nguyệt Minh Đế Chín Luân, từng vòng trăng tròn phát ra uy áp hùng mạnh, một quyền đánh ra làm cho hư không cũng rung chuyển. Cuối cùng cũng ra dáng. Đối mặt với tám người vây công, thậm chí còn có một vị Nguyệt Minh Đế Chín Luân gia nhập, nam nhân đuôi bọ cạp cuối cùng không dám còn coi thường nữa. Hắn toàn lực đối phó, lập tức có 10 vầng trăng tròn bùng lên ở đằng sau. Mỗi một vòng đều có màu nâu đỏ, không có một chút màu lẫn. Vầng trăng càng tinh khiết, linh lực tuôn trào càng nhanh, dưới tình huống có cùng số vầng trăng, khẳng định là người có vầng trăng tinh khiết chiếm ưu thế. Vầng trăng của nam nhân đuôi bọ cạp tuy rằng không phải vầng trăng màu trắng cực phẩm nhất, nhưng từ góc độ tinh thuần thì đã sắp đến đỉnh. Nguyệt Minh Đế 10 luân. Mọi người đều kinh hô, khó trách hắn dám một mình đấu 8 vị Nguyệt Minh Đế vượt qua cực hạn. Thì ra hắn chính là Nguyệt Minh Đế 10 luân còn hùng mạnh hơn. Chênh lệch một vầng trăng, lực lượng chênh lệch gấp 10 lần. Chỉ từ lực lượng, nam nhân đuôi bọ cạp hoàn toàn nghiền nát 8 người Triệu Phàm Lục. Đương nhiên, lực lượng cùng chiến lực không phải ngang nhau tuyệt đối, còn phải cân nhắc tới tiên thuật phóng đại lực lượng. Ha ha ha, hôm nay ta cho các ngươi một bài học, cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nam nhân đuôi bọ cạp cười to, hai tay múa lên, từng đạo tiên thuật lưu chuyển. Hắn vô cùng mạnh mẽ, một chống tám vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Bốp, 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 bốp. Trên mặt tám người Triệu Phàm Lục đều trúng một cái tát sát bỏng, đánh cho nửa bên mặt bọn họ sưng vù lên, làm cho mỗi người ánh mắt phun lửa, hận không thể lột ra nuốt sống nam nhân đuôi bọ cạp. Vô cùng nhục nhã. Nam nhân đuôi bọ cạp thu tay đứng đó, nói. Cút, bằng không ta lại ra tay, sẽ không đơn giản chỉ là mấy cái tát. Trong ánh mắt hắn chạy qua sát khí. Quá mạnh. Cùng là Nguyệt Minh Đế vượt qua cực hạn, chiến lực của hắn quả thật là nghịch thiên. Không phải là hàng rào cảnh giới Nhật Diệu Vương không thể phá vỡ, thậm chí tên này có thể chém ngược được Nhật Diệu Vương. Mọi người xung quanh than thở không thôi, chú ý tới nam nhân đuôi bọ cạp, cũng càng thêm tò mò về Hàn Xương công tử ở đằng sau hắn. Rốt cuộc vị nhân vật kia yêu nghiệt đến cỡ nào mới làm thiên tài, như nam nhân đuôi bọ cạp cam lòng thần phục. Không phải chỉ dựa vào cảnh giới thủ thắng, nên biết rằng trên đời này có rất nhiều Nhật Diệu Vương. Tám người Triệu Phàm Lục mặt đỏ như máu, nhưng bọn họ càng không có dũng khí đánh nữa. Vì vinh dự, bọn họ có thể liều mạng. Nhưng vấn đề bây giờ là dù có liều mạng cũng chỉ là chết uổng, chẳng phải là không đáng giá. Chu Hằng nhìn không có gì hay, chiến đấu vừa rồi ở trong mắt người khác có lẽ là vô cùng đặc sắc, nhưng hắn nhìn quá bình thường, hắn gọi Liên Tĩnh Hương. Đi thôi, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, Chu tiểu tử ngươi không đi đánh hắn một trận. Con lừa đen lại giật dây. Hắc hắc, không phải mới nãy ngươi còn rất sợ hãi hay sao? Chu Hằng buồn cười. Bổn tạo uống một chút rượu, hiện tại dù là thiên vương lão tử đến đây, bổn thần Lư đại nhân cũng không sợ. Con lừa đen phun hơi rượu nói. Quả nhiên là rượu làm to gan mà. Chu Hằng cười ha ha, lại không có hứng thú hơn thua với người như nam nhân đuôi bọ cạp. Mục tiêu của hắn đã sớm nhắm vào cường giả tầng cao hơn. Hàng rào cảnh giới Nhật Diệu Vương không thể phá nổi, đừng nói tám vầng trăng không thể đánh xuyên qua. Ngay cả hắn bây giờ là 13 vầng trăng cũng như vậy. Nhưng nếu số vầng trăng tăng thêm thì sao? 15 vầng, 20 vầng thì sao? Chu Hằng có một loại cảm giác, hàng rào Nhật Diệu Vương nhất định có thể đánh thủng được, chỉ là ít nhất phải đạt đến 18 vầng trăng, thậm chí còn hơn. Đứng lại, hắn vừa xoay người đi mấy bước, liền thấy nam nhân đuôi bọ cạp nhảy lên chặn đường. 10 vầng trăng tròn tỏa sáng, hai tay của nam nhân đuôi bọ cạp phình to ra một vòng, cả người đen bóng, tỏa ra uy thế khủng bố. Ngươi đang gọi ta? Chu Hằng mỉm cười. Tên này là kẻ ngốc hà. Lúc này còn cười được. Mọi người vây xem đều thầm nhủ. Nhìn không ra người ta hung hăng đến đây không phải chuyện gì tốt lành hay sao? Lúc trước bảo ngươi nhường chỗ ngươi không nghe, cho rằng xích minh ta dễ khinh hay sao? Nam nhân đuôi bọ cạp lạnh lùng nói, ánh mắt chớp động, bùng lên tia sáng lạnh khiếp người. Chu Hằng như là không nghe được, chỉ nói. Tránh ra, ngươi cản đường ta. Hừ, bây giờ còn muốn giả câm giả điếc. Nam nhân đuôi bọ cạp. Bước thẳng về phía Chu Hằng, mỗi một bước đặt xuống, dưới chân đều sinh ra gợn sóng, lan ra hư không xung quanh. Thật là lợi hại. Nơi này ít nhất cũng là tồn tại Nguyệt Minh Hoàng, nhìn cảnh này trong lòng đều kinh hoàng, lực lượng người này quá mạnh mẽ, có người sắp gặp tai họa. Nam nhân đuôi bọ cạp từng bước áp sát tới gần Chu Hằng, vẻ mặt hung tàn như mèo vờn chuột. Hắn là thiên tài trong bộ tộc, chưa từng bị người ta từ chối, Chu Hằng đã khơi dậy sát cơ của hắn. Nằm xuống cho ta. Hắn giơ tay phải chụp vào đầu Chu Hằng. Hắn muốn một chưởng nứt đầu Chu Hằng,
sau đó bóp nát thần trích chạy ra, làm cho Chu Hằng thần hình câu diệt. 10 vầng trăng sáng chói, nam nhân đuôi bọ cạp như thiên thần giáng xuống, làm cho đáy lòng mỗi người tuôn ra cảm giác bất lực. Xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Bốp, Chu Hằng tiện tay vung một cái, một tiếng vang dội, nam nhân đuôi bọ cạp bị đánh văng lên. Nhưng thân thể hắn mới rơi xuống, Chu Hằng lại giơ tay kéo hắn lại, tay kia giơ lên, đánh lên đầu của hắn. Phục, đầu của nam nhân đuôi bọ cạp lập tức lọt vào trong lồng ngực. Xích Minh, nam nhân vòi voi, nam nhân mặt hổ, mặt lông khỉ, ba người đồng thời hô lên, vội bay ra bắn vụt về phía Chu Hằng. Sau lưng bọn họ đồng loạt dâng lên những vầng trăng tròn. 10 vầng trăng. Ba người này cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu 10 vầng trăng. Chu Hằng một tay nắm ngực nam nhân đuôi bọ cạp, ném lên sông về phía ba người đang lao tới. Trong tiếng gió rít, ba người mặt lông khỉ sợ tổn thương tói nam nhân đuôi bọ cạp, đành phải đồng loạt lui ra sau. Bằng hữu, có gì từ từ nói, thả hắn trước đã. Mặt lông khỉ nói, trong bốn người, hắn có uy thế mạnh nhất, 10 vầng trăng tròn đều có màu vàng, ánh trăng chút xuống làm hắn như kim cương chiến thần. Chu Hằng cười ha hả, nói, hiện tại biết có chuyện từ từ nói. Vừa rồi tên khốn này ra tay với ta, sao không thấy các ngươi nói chuyện? Mặt lông khỉ không khỏi toát ra vẻ hờn giận, bọn họ thế mạnh quen rồi, theo bọn họ thấy khi dễ người khác là chuyện đương nhiên, ai bảo ngươi yếu ớt chứ? Mà quả thật bọn họ rất mạnh, chiến đấu cùng cấp thì ngoài mấy người có hạn ra, căn bản không có đối thủ, càng làm cho bọn họ bá đạo hơn. Theo hắn thấy, Chu Hằng quả thật mạnh mẽ, nhưng đó là khi đồng bạn mình chưa chuẩn bị, thế nên mới bị một đòn đánh bại, bằng không thì thắng thua thế còn chưa chắc. Thả người trước, mặt lông khỉ ánh mắt sắc lạnh, bắn ra hai tia sáng như có thể xuyên thấu hư không vô tận. A, xem như đáp lại, Chu Hằng mạnh mẽ xé xuống một cánh tay của nam nhân đuôi bọ cạp. Cũng làm nam nhân đuôi bọ cạp phát ra tiếng hét thảm. Tuy rằng đầu của hắn bị đánh lọt vào trong ngực, nhưng Nguyệt Minh đế nào có dễ chết như thế. Khốn kiếp! Ba người mặt lông khỉ đều giận dữ quát lớn. Điều này khiến cho mọi người xung quanh nhìn mà trong lòng hoảng sợ. Lúc trước nam nhân đuôi bọ cạp khí phách cỡ nào, một người trấn áp tám đại Nguyệt Minh đế vượt qua cực hạn, nhẹ nhàng như không, tựa như thiên thần bất bại. Nhưng chỉ chớp mắt đã bị người ta đạp như chó chết, thế này cũng tương phản quá lớn đi chứ. Lớn đến mức làm người ta không tiếp nhận được. Nhưng mà má nó cũng thật hả giận. Ai mà không có lòng phản cảm bốn người nam nhân đuôi bọ cạp bá đạo. Chỉ là bốn người này thật sự quá mạnh mẽ. Mặc kệ người nào cũng là tồn tại khủng bố có được 10 vầng trăng tròn. Ai cũng phải cân nhắc xem mình có là đối thủ với bọn họ hay không. Tuy rằng người có thể đến đây phần lớn đều có cao thủ đi theo. Nhưng chiến đấu cùng cấp, ai mà không biết xấu hổ gọi ra người lớn. Thắng thì đã sao, có thể nở mặt được sao? Nếu như hai phe lén đấu, vậy thì không sao, tùy tiện thủ đoạn gì cũng dùng được, chỉ cần thắng thôi. Nhưng bây giờ khác, toàn bộ thế lực lớn ở tiên giới gần như đều đến, càng là vào lúc này, mọi người càng tuân thủ quy củ. Sĩ Diện buồn cười, ta phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nam nhân đuôi bọ cạp vừa hét thảm vừa uy hiếp Chu Hằng. Ồn quá, Chu Hằng vỗ ngực nam nhân đuôi bọ cạp, vụt một cái, đầu của hắn lại chạy ra trên cổ, nhưng tiếp theo hắn lại hét thảm. Bởi vì cánh tay còn lại cũng bị Chu Hằng xé ra, mạnh mẽ nhét vào miệng hắn. Phập một cái, cánh tay đứt này xuyên qua sau ót nam nhân đuôi bọ cạp, nháy mắt liền yên tĩnh. Yên tĩnh không chỉ có hắn, còn có ba người mặt lông khỉ, cùng với người xem xung quanh. Mà nó trực qua bá đạo hung tàn. Các hạ, có dám đấu một trận? Mặt lông khỉ trầm giọng nói, đã không che giấu được lửa giận bùng cháy trong lòng. Hắn đã giận dữ cực điểm. Các ngươi cũng xứng đấu với ta. Chu Hằng đầy vẻ khinh thường, tiện tay đá một cái. Đá bay nam nhân đuôi bọ cạp về phía ba người mặt lông khỉ. Đang lúc mọi người cho rằng hắn muốn lùi bước, Chu Hằng lại nói, bốn người các ngươi cùng lên đi. Nhưng mà, khiêu chiến ta phải trả giá đắt, thua chỉ có con đường chết. Giọng hắn nói lạnh lẽo, nam nhân đuôi bọ cạp vừa ra tay liền muốn đánh chết, điều này làm Chu Hằng nổi lên sát ý. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, là chuyện đương nhiên. Quá trâu bò. Lúc trước nam nhân đuôi bọ cạp khiêu khích tám người triệu phàm lục như thế, một cái không đủ muốn cùng xông lên. Nhưng 30 năm trời đất xoay chuyển, chỉ nháy mắt đã đến lượt bọn họ bị người ta khinh bỉ. Nhưng mà, bốn người nam nhân đuôi bọ cạp đều Nguyệt Minh đế 10 luân đó, thoạt nhìn số lượng giảm một nửa, nhưng chiến lực mạnh mẽ vượt xa 8 người lúc trước. Ta muốn giết ngươi. Nam nhân đuôi bọ cạp đã rút cánh tay cụt ra khỏi miệng, nhưng bởi vì cánh tay cụt bị Chu Hằng dùng linh lực phá hoại không thể gắn lại vào người nữa, chỉ đành phải vận chuyển tinh huyết tái sinh ra đôi tay mới. Điều này khiến cho chiến lực của hắn giảm mạnh, nhưng không sao, bên cạnh còn có 3 đồng bạn. Hơn nữa, chiến lực của hắn cũng chỉ xếp hạng 3 trong 4 người, mạnh nhất là mặt lông khỉ, sau đó là nam nhân mặt hổ, cuối cùng mới là hắn cùng nam nhân vòi voi. Chu Hằng thở dài, nói,
bây giờ ta hối hận, lẽ ra phải rút lưỡi của ngươi mới phải. Chết đi. Nam nhân đuôi bọ cạp giận không thể nén, xông lên đánh về phía Chu Hằng, đuôi bọ cạp cũng đâm ra như trường thương. Ba người mặt lông khỉ sợ hắn có sơ sẩy, cũng vội xông ra, ba người cùng thi triển tiên thuật, đánh ra những đạo diệu pháp, trấn áp Chu Hằng. Nếu muốn đánh bại ba người này, Chu Hằng giơ tay nhấc chân là có thể làm được, 13 vầng trăng nào phải nói chơi. Nhưng trong lòng hắn khẽ động, lại nhớ đến huyết hà thiên kinh đã nghiền ngẫm mấy tháng. Hắn mơ hồ chạm đến cánh cửa, cũng vừa lúc lấy bốn người này thử nghiệm. Nghĩ vậy, Chu Hằng liền áp chế lực lượng, ong ong ong, đằng sau hắn cũng trồi lên 10 vầng trăng, nghênh chiến bốn người nam nhân đuôi bọ cạp. Ầm, 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 ầm. Năm người đại chiến, kình phong tuôn trào, từng đoàn sóng xung kích điên cuồng quét qua khắp nơi, khuấy động nổ vang hư không. Thật mạnh, thật là quá mạnh. Mọi người thấy Chu Hằng bị bốn đại nguyệt minh đế 10 luân vây công vẫn còn thừa sức, ai cũng phát ra cảm thán mạnh còn có mạnh hơn. Trình tự lực lượng hai bên thì giống nhau, đều là 10 vầng trăng, nhưng Chu Hằng hơn ở vầng trăng tinh khiết hơn, làm hắn có được chỗ dựa một đấu bốn. Cộng thêm thân pháp của hắn cực kỳ linh động, làm hắn hoàn toàn chiếm thế chủ động, muốn đánh thì đánh, muốn lui thì lui, dắt mũi bốn người nam nhân đuôi bọ cạp. Điều này làm mọi người đỏ mắt không thôi, nếu bọn họ cũng hùng mạnh như thế thì tốt biết bao. Chỉ là cảnh giới còn có thể dựa vào các loại đan dược mạnh mẽ đẩy lên, nhưng số lượng vầng trăng thì không có cách nào. Dù là Nguyệt Hoa Liên Thánh Dược trong cấp bậc Nguyệt Minh Cảnh, cũng chỉ có thể cam đoan võ giả có 8 vầng trăng mà thôi. 10 vầng trăng. Vậy đó là thiên tài chân chính. Cần có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại ngộ tính. Năm người càng đánh càng cuồng bạo, da đầu mọi người càng tê dại, cũng càng thêm kính sợ Chu Hằng. Đổi lại là bọn họ đi ra, tùy tiện một đoàn kình phong cũng có thể đánh xuyên qua bọn họ. May mà, lần hành trình di phủ này do Nhật Diệu Vương dẫn đội, bằng không mọi người còn tranh nhau cái rắm gì, ai còn là đối thủ của những yêu nghiệt này. Người ở bên ngoài thấy, chiến trận giữa năm người rất kịch liệt, giằng co, nhưng ai lại biết Chu Hằng rất là thản nhiên. Hắn căn bản không tập trung chiến đấu, mà đang điều động từng đạo phù văn vỡ vụn trong thức hải. Nếu để cho bốn người nam nhân đuôi bọ cạp biết tuy rằng bọn họ đánh hăng say, nhưng lại không ép ra được chỉ một phần ngàn lực lượng của Chu Hằng, xem chừng thật sự muốn đập đầu chết cho xong. Chu Hằng đã rút ra một cái tiểu phù văn tương đối hoàn chỉnh trong huyết hà thiên kinh, nó do mấy trăm phù văn càng vụn hơn ghép thành, hắn có thể khẳng định những mảnh vỡ phù văn này đều đến từ một phù văn hoàn chỉnh. Nhưng ghép lại thế nào đây? Trước kia hắn từng hỏi Hoặc Thiên, phù văn nhất định phải ghép lại chính xác mới phát huy được thực lực vốn có, bằng không rất có khả năng tự đào mồ chôn mình. Một bước đầu tiên khẳng định là khó khăn nhất, cũng như cắt một tờ giấy thành mấy trăm mảnh rồi phải dán lại lần nữa, muốn tìm được hai mảnh phù hợp là khó cỡ nào. Mấu chốt là Chu Hằng còn không biết phù văn hoàn chỉnh có hình dạng gì, căn bản không có gì để tham khảo. Hắn có thể tìm được mấy trăm cái giữa mấy vạn mảnh vụn phù văn đã là chuyện cực kỳ không thể tin nổi. Nếu để cho huyết hà lão tổ biết được chuyện này, có thể sẽ lập tức hộc máu. Hắn lấy được huyết hà thiên kinh bao nhiêu vạn năm mới đi tới bước này. Nhưng Chu Hằng thì sao? Chỉ mất 4 tháng. Hơn nữa, nếu hắn có thể tìm ra phù văn tương đối hoàn chỉnh đầu tiên, có nghĩa là hắn đã có kinh nghiệm. Tiếp theo rút ra những phù văn khác sẽ nhanh hơn nhiều. Ngộ tính như vậy có thể làm cho huyết hà lão tổ đố kỵ chết. Đến lúc này, ngộ tính cũng không phát huy tác dụng gì. Chu Hằng tùy tiện rút ra hai mảnh, ẩn chứa trong tay đánh ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé, ta. Nhưng bùm bùm, hắn còn chưa đánh ra là nắm tay đã nổ trước, máu vàng tung tóe. Uy lực phù văn quá mạnh, dù chỉ là hai mảnh vụn phù văn thật nhỏ va chạm nhau, cũng bùng nổ uy lực mạnh mẽ. Hai mảnh phù văn này là tổ hợp sai lầm. Chu Hằng thầm nói, thu lại một mảnh, lấy ra một mảnh khác trong thức hải bù vào. Một bước sau cùng, đó là không ngừng thử, thẳng đến khi thành công mới thôi. Nhưng người khác lại không biết, chỉ cho là hắn bị bốn người nam nhân đuôi bọ cạp đánh bị thương, không khỏi phát ra tiếng kinh hô, trong lòng bọn họ không muốn thấy Chu Hằng thua. Ha ha ha, tăng thêm sức, hắn đã không chống nổi nữa. Bốn người nam nhân đuôi bọ cạp đều hô to. Bọn họ cũng không biết Chu Hằng bị thương thế nào. Đều quy kết công lao này vào đồng bạn, cũng làm tinh thần tăng mạnh, ngay cả chiến lực cũng vì thế mà tăng thêm một đoạn. Chu Hằng lại không để ý, hắn không ngừng tổ hợp phù văn, nhưng muốn tìm ra một đồi phù hợp từ mấy trăm phù văn, chia ra cũng phải thử một nửa số lượng, nếu xui xẻo thì thậm chí phải thử một lần toàn bộ. Nắm tay của hắn không ngừng nổ tung, bị thương trong những lần thử nghiệm, nhưng lại không hề có tư cách làm hắn nhíu mày một chút. Cũng may, vận số của hắn còn không kém đến tận cùng. Đến lần thử thứ 174, cuối cùng nắm tay đã không nổ tung. Chính là hai mảnh này. Chu Hằng cười thầm, tiếp tục tổ hợp mảnh thứ ba. Nắm tay của hắn bắt đầu nứt toát ra. Hơn nữa bởi vì bây giờ là ba cái phù văn,
tổn thương phản chấn tự nhiên càng thêm mạnh, thậm chí kéo dài đến cổ tay. Coi nào, vậy thì thử đến mấy chục, mấy trăm mảnh, còn không phải nổ nát cả người hắn. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ, cường độ thân thể của hắn hiện tại hình như không đủ chơi. Nhưng mà, cũng nói rõ sau khi tổ hợp thành phù văn chân chính, có thể bộc phát ra uy lực khủng bố cỡ nào. Chu Hằng tiếp tục thử, thương thế ngày càng nặng, tuy rằng hắn đã sớm có chuẩn bị, đã sớm chuyển rời tinh huyết, nhưng dù sao máu cũng là một phần cơ thể hắn, làm sao không trả giá chút gì. Khi hai cánh tay của hắn sắp nứt toát ra, hắn cũng hoàn thành tổ hợp 17 phù văn, tạo thành một cá tiểu phù văn tương đối hoàn chỉnh. Không thể làm tiếp nữa, với trình tự linh lực, phòng ngự thể chất của hắn bây giờ, còn làm tiếp sẽ thật bị thương nặng. Chu Hằng khẽ động ý niệm, hai tay nháy mắt khôi phục như thường. Đương nhiên điều này cũng làm hắn tiêu hao một chút xíu tinh huyết. Không cần vùng vẫy hấp hối nữa, quỳ xuống cầu xin, có thể ban cho ngươi chết nhanh hơn. Nam nhân đuôi bọ cạp cười to nói, Chu Hằng bị bọn họ đánh đến hai tay nát bét, thắng thua sẽ lập tức phân ra ngay. Vậy sao? Chu Hằng mỉm cười, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện ở trước mặt nam nhân đuôi bọ cạp, tay phải vươn ra, 17 phù văn đồng thời tỏa sáng, hình thành một cái hình vẽ vỡ vụn, ấn lên ngực nam nhân đuôi bọ cạp. Hắn thu tay mà đi, nam nhân đuôi bọ cạp lại toát ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, há mồm muốn nói, bùm, bỗng nhiên lại nổ thành mưa máu. Ngay cả thần trích cũng cùng tiêu tan sạch sẽ. Cái quái gì đã xảy ra? Biến đổi quá nhanh làm tâm tình mọi người xoay tít. Vừa nãy Chu Hằng còn bị đánh đến hai tay nát bươm, nhưng sao chỉ nháy mắt liền bâng cua đánh chết nam nhân đuôi bọ cạp? Có phải hoa mắt hay không? Xích Minh! Ba người mặt lông khỉ đồng loạt hô to, trước kia dù bọn họ đều là thiên tài các tộc, còn là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng sau khi cùng tùy tùng Hàn Xương công tử, lại kết thành hữu nghị thâm hậu. Trơ mắt nhìn nam nhân đuôi bọ cạp chết ở trước mặt bọn họ, làm cho mỗi người đều căm phẫn không thôi. Chu Hằng lại thầm hô đáng tiếc, hắn chỉ là muốn thử xem uy lực phù văn. Lại không ngờ trực tiếp nổ chết một Nguyệt Minh Đế 10 luân. Đúng là lãng phí mà. Hắn thở dài, mất bò mới lo làm chuồng cũng không trễ, hắn tế ra hắc kiếm. Bốn người đối phương muốn giết hắn, vậy hắn cũng không cần khách sáo. Nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh, người chết sẽ là hắn. Tạp toái, ngươi muốn chết. Ba người mặt lông khỉ quát lớn, bọn họ không biết tại sao Chu Hằng lại đột nhiên trở nên dũng mãnh như thế. Phẫn nộ làm bọn họ mất đi năng lực suy nghĩ bình thường. Trước đó còn chiếm lấy thượng phong khiến bọn họ chỉ muốn đánh chết hung thủ giết người này. Sai rồi, cha Tuế là người khác, nhất định đừng có gọi sai người. Chu Hằng mỉm cười, thân hình nhoáng lên, đã ra sát chiêu. Đoạn kiếm màu đen giơ lên, bặc bặc bặc, ba cái đầu người đồng loạt văng ra. Chiến đấu kết thúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.